Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngược trước, sùng sau, mang tên, tiểu tam, mang bầu, tổng tài tàn nhẫn, ép vợ, ly hôn và cái kết. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bóng tối, hai chân của cô bị một người ép tách ra. Nhiệt độ nóng rực từ trong lòng bàn tay chuyển đến khiến cho toàn thân ân triều kha run rẩy Lăng Việt, anh nhẹ một chút. Ngậm miệng lại. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông như bệnh lệnh lần nữa chuyển đến. Thân thể dùng sức, trực tiếp chen vào thân thể cô. Không có hôn, không có vuốt ve, không có bất kỳ màn dạo đầu nào. Đột nhiên xuất hiện, cơn đau khiến cho bờ môi đang mím chặt của ân triều kha bỗng dưng mở rộng phát ra những tiếng kêu đau đớn. thân thể giống như đột nhiên bị rẽ nứt. Tấm lưng của cô trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai tay cũng không tự giác mà đặt lên cổ của Lý Lang Việt. Lang Việt, em đau lắm. Cô thấp giọng cầu xin tha thứ. Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên anh về nhà. Đây không phải là điều em muốn sao? Người đàn ông khinh miệt hừ lạnh một tiếng, dưới thân chỉ dừng một chút, động tác liền tăng nhanh. Ân chiều ga đau đến mức Căn bản không có thời gian để bận tâm đến lời nói của anh, chỉ muốn đẩy anh ra nhưng lại nhìn xuống, chỉ có thể cắn chặt bờ môi thừa nhận sự cướp đoạt của anh. Không sao, thật sự không sao. Không phải cô đã đợi giây phút này nhiều năm như vậy sao? Một chút đau đớn này thì có tính là gì chứ? Mãi cho đến khi bầu không khí tràn ngập mùi mau tanh, một dòng nước ấm nóng tràn ra từ thân thể cô, người đàn ông mới xoay người xuống giường rời khỏi phòng ngủ lý lang việt tiến vào lần nữa trực tiếp mở bóng đèn lớn trong phòng ra đột nhiên xuất hiện ánh đèn chói mắt chiếu lên khiến cho cô vô thức đưa tay chặn lại ánh sáng chờ đến khi cô thích ứng và mở mắt ra lần nữa giọng nói bình tĩnh của người đàn ông chuyển đến ly hôn đi trong nháy mắt ân chiều kha cứng đơ giống như máu trong người cô tất cả đều ngưng đọng lại ánh mắt khó tin nhìn về phía anh lang việt anh nói gì vậy thứ em muốn tôi đã cho em giao giao mang thai rồi tôi phải phụ trách với cô ấy khuôn mặt sâu thẳm của người đàn ông lộ ra sự mệt mỏi nhàn nhạt nhíu nhạt. mày nhìn cô một cái ánh mắt anh lướt qua vị trí tù đầu giường thuốc đó uống đi rồi ký tên chị ân giao giao mang thai sao con của anh ấy ân chiều ca hốt hoàng quay đầu nhìn lại thỏa thuận ly hôn dòng chữ to lớn trên tập tài liệu thình lình đập vào mắt cô bên cạnh là một cốc nước và một viên thuốc màu hồng nhạt vừa rồi còn nóng hầm hập rung động vào tận trong tim, chồng nháy mắt liền bị một cái móc sắt sắc bén lạnh buốt như băng đâm vào máu thịt be bét, đau đến mức khiến cho cô ngạt thở. từ thiên đường rơi vào địa ngục cũng chỉ như thế này là cùng nhục nhã không hiểu, cùng với đó là sự đau đớn sâu sắc. Ân triều ca đỏ mắt hỏi Lăng Việt tại sao chứ em mới là vợ của anh mà tại sao anh lại để chị gái em mang thai con của anh bấy người như vậy là loạn luân đó. Lý Lăng Việt tàn nhẫn mím môi, đưa tay bóp chặt cằm của cô, khinh thường nói. Ân Triều Kha, nếu như không phải em hãm hại giao giao, khiến cô ấy bị cưỡng hiếp, tôi sẽ lấy em sao? Từ ngày em gà tới đây, em nên hiểu rõ kết cục của mình là như thế nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bò và căm hận của anh, Ân Triều Kha cười lạnh. Lý Lăng Việt, anh thật độc ác. So với những thủ đoạn bẩn thỉu đó của em, những thứ này cùng lắm chỉ là sự đáp lễ của Lý Lăng Việt tôi mà thôi. Đôi mắt của Lý Lăng Việt đầy hung ác và nham hiểm, cắn răng nói xong, liền dùng sức đẩy cô ra. Uống thuốc đi. Anh cho rằng em tình nguyện gả cho anh sao? Không phải nhà họ Lăng lúc trước đến cầu thân, em gả cho tên ăn mày thì cũng sẽ không gả cho anh đâu. Ân Triều Kha bực tức nói, sau đó cầm thuốc và nước lên, ứng ực uống xuống. Xem xong thì ký tên vào, ngày mai tôi cho người tới lấy. Lý Lăng Việt để lại một câu nói lạnh băng, quay người nhanh chóng rời đi. Tiếng khóa cửa vang lên. Ân Triều Kha sốc chăn mỏng lên xuống giường, chân trần chạy vào phòng tắm. Sau một trận nôn khan tê tâm liệt phế, nhìn viên thuốc bị cô phun ra gần hết, sắc mặt tái nhợt nổi lên một vòng đắng chát và nụ cười đau đớn, xinh đẹp đến mức cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi Lý Lăng Việt rời đi, ân triều kha mất ngủ, ánh đèn sáng chói lớn như vậy trong phòng khách, nhìn thỏa thuận ly hôn trên mặt bàn quái miệng cô nở ra một nụ cười thê lương tuyệt vọng. 13 năm, đoạn tình cảm hèn mọn này cũng nên kết thúc. Cô vẫn luôn biết rằng mình không nên yêu Lý Lăng Việt, người đàn ông từ nhỏ đã tài năng xuất chúng. Chị gái ân giao sao cũng luôn ngưỡng mộ người đàn ông này trong lòng, cho nên cho tới nay, tình yêu của cô vẫn luôn im lặng, không một tiếng động. Bởi vì cô biết, so với người chị gái xinh đẹp đoan trang và có trình độ học vấn rất cao, cô chỉ là một đứa con riêng, không xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Thế nhưng bà nằm trước, trong đêm trước ngày hôn lễ của Lý Lăng Việt và Ân Giao Giao, vì cứu cô, Ân Giao Giao đã bị một đám lưu manh cưỡng gian. Người nhà họ Lăng đương nhiên sẽ không đồng ý cho Lý Lăng Việt cưới một người phụ nữ dơ bẩn, liền nói muốn hủy bỏ hôn lễ. Mà Lý Lăng Việt lại hướng về phía cô, đưa tay ra, chiều kha, gà cho anh. Khoảnh khắc đó, nhìn sâu trong đôi mắt người đàn ông là sự dịu dàng sâu thẳm, trái tim cô giống như cây khô nở hoa không ngờ rằng tất cả những thứ này chỉ là âm mưu của anh để trả thù cô. 10 năm thầm mến, ba năm hôn nhân, cô chưa bao giờ nhận được một ánh mắt nhìn thẳng từ phía anh. Chịu đựng những giọt nước mắt suốt một đêm, cuối cùng thì nó vẫn rơi xuống. Ân Triều Kha cầm cây bút lên, ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn. Anh đối xử với cô, coi như cũng không tệ. Ngôi nhà này cho cô, ngoài ra còn cho cô thêm 30 tỷ tiền bồi thường. Hóa xa, cô cũng đáng giá nhiều tiền như vậy. Bệnh viện tế nhân. Ân Triều Kha không vì chuyện ly hôn mà ảnh hưởng đến công việc. Cô đi đến khoa phụ sản trước, sau đó trực tiếp đi vào phòng siêu âm. Cô tự cho mình làm giám sát theo dõi thời kỳ dụng chứng. Nhìn thấy một chấm tròn nhỏ, mờ mờ động đậy đầy sức sống trên màn hình. Đôi mắt như nước mùa thu của cô, rốt cuộc cũng chứa ý cười hạnh phúc. Lý Lăng Việt, anh có dũng khí ly hôn, em liền có dũng khí sinh con của anh để anh cả một đời này không được gặp. Vừa trở lại cửa phòng làm việc, ân triều kha nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Cuối thu, ân sao sao vẫn còn mặc một chiếc váy liền, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, vừa nói chuyện điện thoại, vừa đưa tay treo chọc vuốt mái tóc xoăn của mình lên. Nhìn thấy cô tới, ân sao sao cúp điện thoại. Triều Kha, chị tới đây lên hồ sơ. Lăng Việt nói chị sẽ sinh con ở bệnh viện của em nói xong bàn tay sơn bộ móng màu hồng của cô ta dịu dàng vuốt ve cái bụng hướng về phía ân triều kha mà cười một tiếng triều kha em cũng yêu mến đứa trẻ này đúng không trai tim của ân triều kha giống như lập tức bị một bàn tay to lớn chộp lấy khiến cô đau đớn và chua xót. vào đi ân triều kha cố nén sự đau đớn đang lan tràn trong tim kéo ân dao dao đến phòng làm việc của mình thuận tay đóng cửa lại sao vậy sợ người ngoài nghe được chị mang thai con của lăng việt sao không có người nhìn ân dao dao khiêu khích cong môi ánh mắt đầy đắc ý triều kha ngồi xuống ngước mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bụng của cô ta chị vợ mang thai con của em rể có lẽ chỉ có chị không cảm thấy xấu hổ và ngược lại còn là quang vinh <laughs> ân Chiều kha lúc đó cô gà cho lăng việt thế nào Chẳng lẽ cô đã quên sao? Cô thật sự coi là mình gà cho anh ấy thì cả đời này sẽ làm bà Lý sao? Ân giao sao khinh thường hử lạnh. Hôm nay chị đến đây để diễu võ dương oai. Chúc mừng chị. Chị đã đạt được mục đích. Tôi đã đồng ý ly hôn. Lý Lăng Việt trả lại cho chị. Từ đầu đến cuối, ân triều kha vẫn mang khuôn mặt lạnh nhạt như nước. Từ hôm nay trở đi, những thứ tôi nợ chị coi như đã trả hết. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bác sĩ Ân có chút tình huống ở phòng phụ sàn VIP 2, chủ nhiệm yêu cầu cô tới. Được rồi, tôi lập tức đến ngay đây. Ân Triều Kha vội vàng đứng lên, cũng không nhìn Ân giao dao một cái. Tôi còn có việc, hồ sơ mang thai chị mang đến phòng khám bệnh đi. Nói xong, cô cởi áo khoác, đổi áo khoác blue trắng, kéo cửa vội vàng đi ra ngoài. Thật sự nghĩ là tôi đến chỗ này của cô để làm hồ sơ sao? Làng Việt nói muốn dẫn tôi đến nước Mỹ sinh con. Ân rào rào cắt ngang một tiếng, đang muốn rời đi điện thoại di động lại vang lên nhìn thấy tên người trên màn hình điện thoại khuôn mặt vừa rồi còn đắc ý của cô ta trong nháy mắt trắng bệch vội vàng khóa trái cửa lại lúc này mới nghe điện thoại alo tôi đã nói anh đừng có gọi điện thoại tới tôi mượn giống của anh rồi mang thai con của anh nhưng đứa nhỏ này rất nhanh sẽ mang họ lý yên tâm đi tôi sẽ cho anh một khoản tiền đứa bé cũng là con của anh mà Tôi nghĩ anh cũng muốn để đứa trẻ vừa ra đời, liền có một người cha vừa giàu vừa đẹp trai, giống như Lý Lăng Việt. Triệu Kha đi theo nhân viên y tế đến phòng VIP 2 để kiểm tra. Lúc đi ra, tay rất tự nhiên luồn vào áo lưu trắng tìm điện thoại, lại phát hiện mình không mang theo. Đúng rồi, vừa rồi rời đi vội vàng, điện thoại vẫn còn để trong túi áo khoác. Đợi đến khi cô trở lại văn phòng, ân giao giao đã sớm rời đi. Túi áo khoác lấy điện thoại di động ra, Chiều Kha phát hiện điện thoại vẫn đang ở trong trạng thái ghi âm. Thật là chủ quan quá. Trước đó, ở vòng siêu âm, cô vốn định ghi lại cuộc nói chuyện của mình và đứa bé trong lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà lại quên tắt đi. Sau khi tan tầm, ân Chiều Kha vội vàng chạy về vườn bích nhân, nhìn thấy thỏa thuận ly hôn vẫn còn nằm trên bàn, nét mặt cô bỗng dưng vui mừng nhặt lên đi tới thư phòng, nhét vào trong máy cắt giấy. Tiếng ù ù của máy cắt giấy chuyển đến. Chiều Kha cắn cắn môi, lông mày khẽ nhíu lại. Điện thoại di động của cô trong lúc vô tình đã ghi lại cuộc điện thoại của ân giao giao nhận ở văn phòng. Bây giờ cô đang rất nghi ngờ đứa trẻ trong bụng ân giao giao căn bản không phải là con của Lý Lang Việt. Lý Lang Việt, anh là đồ ngốc. Xin lỗi, em không nỡ để anh đổ vỏ. Vì vậy, em sẽ không rời bỏ cuộc hôn nhân này. Mãi đến nửa tháng sau, Lý Lăng Việt mới trở lại vườn Bích Nhân. Ân Triều Kha đang ở trong thư phòng đọc sách, thấy anh tiến đến, vội vàng đứng dậy. Lăng Việt, anh đã trở về rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Lý Lăng Việt run lên, nhíu lông mày, nhìn về phía cô, vẻ mặt lạnh lẽo. Thỏa thuận ly hôn, cô đã ký chưa? Đứng cách xa Lý Lăng Việt khoảng 2 mét, Triều Kha ngừng lại. Lăng Việt, em sắp được thăng chức. Viện trưởng nói gần đây em cố gắng làm tốt mọi việc, không nên tạo ra bất cứ tin xấu nào cho nên... Cô còn chưa nói xong, Lý Lăng Việt đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô. Số tiền tôi đưa cho em đủ để em không lo cơm áo suốt cuộc đời còn lại. Công việc thì cứ bỏ đi là được rồi. Cặp mắt của Triều Kha lấp lánh, mím môi dịu dàng nói. Lăng Việt, anh cũng biết đây, em rất yêu công việc. Trở thành một bác sĩ sản khoa là tự hào lớn nhất đời em. Cuộc sống của cô đã từng có hai điều tự hào lớn. Một là làm bác sĩ khoa phụ sản, hai là gả cho Lý Lăng Việt. Cho cô thêm 15 tỷ nữa, cô hãy rời khỏi thành phố Lục Bình, đến một bệnh viện tốt hơn, ở một thành phố tốt hơn để phát triển đi. Lý Lăng Việt kiên nhẫn nói. Ân Triều Kha lắc đầu, giả vờ như làm ra vẻ mặt sắp khóc nói. Cho dù em muốn đi, thì em cũng muốn sau khi thăng chức xong thì mới đi. Đi đến bệnh viện khác phát triển, em cần phải có thành tích này. Sợ rằng lý do của mình không đủ sẽ khiến cho anh nghi ngờ. Cô dừng lại một chút lại nói. Lăng Việt, em chắc chắn sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân này em mặc dù ngốc nhưng cũng không đến mức thấp hèn, nếu như anh đã không quan tâm em nữa, em cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, nhưng em nghĩ anh cũng sẽ không để ý chờ thêm mấy tháng, chờ sau khi em thăng chức và ổn định lại thì em sẽ lập tức ký tên." Lý Lăng Việt nhướng mày nhìn về phía cô, nhìn lời khẩn cầu chân thành trong đôi mắt chớp đậu của cô, anh chỉ cảm thấy trái tim đã vùi bụi lâu ngày, bỗng nhiên run lên một cái. "Ân Chiều Ca, cô vậy mà cũng biết làm nũng sao?" tốt nhất đừng nên đùa nghịch giờ trò gì anh tiến lên hai bước ngón tay bóp lấy cằm cô ánh mắt đầy khinh thường và sự cảnh cáo nhìn chằm chằm vào cô bây giờ đối với em tôi chỉ có sự chán ghét nếu còn giả vờ nữa cũng đừng có trách tôi hận em lời nói vừa buông xuống bỗng dưng anh buông tay quay người chậm rãi rời đi yên tâm dù sao thì em cũng chưa bao giờ từng yêu anh ân triều kha không cam lòng hướng về phía bóng lưng của anh hô lên một tiếng Bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông dừng lại một chút, hai tay xuôi ở bên người nắm thật chặt, thành nắm đấm, đen mặt, nhanh chân bước xuống lầu. Ân Triều Kha dường như đã dùng hết tất cả sức lực trong người, sụi lơ ngồi trên ghế sofa, thở hồn hển. Cô muốn đưa đoạn ghi âm cho Lý Lăng Việt nghe, nhưng cô lại nghĩ không thể đánh rắn động cỏ. Không biết nói đến việc chắc chắn Lý Lăng Việt sẽ hiểu lầm là cô nham hiểm. Nếu ân giao giao nóng này, nói không chừng sẽ bỏ đứa bé trong bụng đi. Nếu như không có đứa trẻ thì không có bằng chứng, cho nên cô phải chờ tới khi Ân giao giao sinh đứa bé ra. Nếu như đó là con của Lăng Việt thì cô không còn lời nào để nói, cô sẽ lập tức ký tên và rời đi. Nếu như đứa trẻ không phải là con của Lăng Việt thì cô vẫn có cơ hội tiếp tục sống bên cạnh anh và yêu anh. Lăng Việt, cảm ơn anh đã cho em một cơ hội cuối cùng để yêu anh em cũng muốn mang theo sự khuất nhục rời xa anh, nhưng trái tim em lại không nỡ lòng nào nhìn thấy anh bị lừa dối bởi bất cứ ai, cho dù anh không yêu em, đứa trẻ đang chuyển động trong thân thể này cũng là giọt máu của anh và em. Cho dù anh không yêu em, đứa trẻ vẫn gọi anh là ba và cũng gọi em là mẹ. Sau khi Lý Lăng Việt rời đi, cũng không có quay trở lại vườn Bích Nhân nữa, có thể đó là do tác dụng của việc cầu nguyện hoặc có thể đó là do sự tự tin về chuyên ngành của một bác sĩ khoa phụ sản. Sau hơn 20 ngày, ân triệu kha phát hiện mình đã có thai. Nhìn vào hai vạch màu đỏ rõ ràng trên que thử thai, cô dường như thấy được sự hạnh phúc được chờ đợi từ bấy lâu nay đang vẫy chào mình. Quá vui mừng, cô lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm vào một số mà cô đã không liên lạc trong một thời gian dài. Vượt ngoài cả dự đoán của cô, Lý Lăng Việt nhanh chóng trả lời điện thoại. Ký rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bên kia chuyển đến. Trái tim phấn khích của Triệu Kha lập tức bình tĩnh lại. Nhưng cô vẫn kìm nén rồi cười nói. Lăng Việt, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Em đã thử hỏi thư ký của anh rồi. Tối hôm nay anh không bận. Nên chúng ta hãy gặp nhau ở nhà hàng tinh mãn lâu đi. Giữa tôi và em, không còn có chuyện gì quan trọng nữa rồi. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng như viên đá vừa lấy từ tảng băng ra vậy. Chuyện này có liên quan đến việc ly hôn em sẽ mang hợp đồng ly hôn theo, không gặp, không về. Nếu anh không đến, em sẽ hủy bàn hợp đồng đó. Chiều Kha nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Tim cô đập thình thịch, thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Đây là lần đầu tiên cô đe dọa anh. Đêm đó, tại nhà hàng tinh mãn lâu, Chiều Kha vừa đi làm về, liền đến đó, gọi tất cả những món ăn mà Lý Lăng Việt yêu thích, còn dặn dò phục vụ đợi anh đến rồi mới mang đồ ăn lên. Đây là một nhà hàng xoay toàn cảnh, cũng là nhà hàng cao nhất ở thành phố Lục Bình. Lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là ở đây. 13 năm trước, cô vừa tròn 10 tuổi, một gia đình bốn người đến đây ăn cơm. Cô ăn xong sớm liền đến lâu đài của trẻ em trong góc phòng chơi. Không biết có mấy cậu nhóc từ đâu đến đẩy cô xuống đất, không cho cô trèo lên lâu đài. Một người anh lớn mặc đồng phục của trường xuất hiện, đưa tay về phía cô, đứng dậy đi anh sẽ chơi với em. Bàn tay đó là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy, mảnh khảnh, trăng trắng. Khi lớn lên, cô mới biết bàn tay của một người đàn ông có thể dùng từ gợi cảm để miêu tả. Đôi mắt nhìn cô dịu dàng là những ngôi sao sáng nhất cô từng thấy. Về sau cô mới biết, thế ra anh tên là Lý Lăng Việt, là bạn cùng lớp của chị gái ân giao giao. Từ đó trở đi, trái tim của cô gái trẻ về mối tình đầu đều dốc hết vào anh. Thế nhưng anh và chị gái từ bạn cùng lớp tiến triển thành bạn thân, từ bạn thân trở thành người yêu. Đang nhớ lại những hồi ức cay đắng, Triều Kha đột nhiên ngước mắt lên, ẩn rào rào kéo Lý Lăng Việt bước đến. Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng, người phụ nữ dáng người nổi bật, đoan trang và xinh đẹp. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy rất hợp đôi. Trái tim của Triều Kha đau đớn nhưng vẫn tự nhiên đứng dậy. Lăng Việt, chị. Triều Kha thật ngại quá, để em phải chờ đợi lâu rồi. Chị đã nói là không đến rồi, nhưng Lăng Việt cứ muốn chị đến. Ân rào rào xin lỗi. Lý Lăng Việt còn không thèm nhìn cô, kéo ghế rồi dịu dàng đỡ ân rào dao ngồi xuống. Không sao đâu. Chiều Kha ngồi xuống, nhìn Lý Lăng Việt ngồi đối diện. Cũng đã gần một tháng không gặp rồi, hình như anh gầy đi một chút. Nhìn vào đôi mắt sâu xa lại càng thêm sâu sắc, khuôn mặt góc cạnh ngày càng gầy hơn. Chiều Kha cảm thấy vô cùng đau lòng ân rào rào mang thai, mặt mũi hồng hào. Sao anh lại dày vò bản thân đến tiểu tụy như vậy chứ? Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Lý Lăng Việt lạnh nhạt liếc nhìn cô, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Dùng cơm trước đi, ăn xong rồi nói. Ân Triều Kha gọi phục vụ mang thức ăn lên. Nhỡ đầu nói xong, anh lại càng không muốn ăn thì sao? Anh ấy tiểu tụy như vậy nên bồi bổ nhiều một chút. Một bữa cơm tẻ nhạt vô vị, An Triều Kha nhìn hai người ở đối diện đang gấp thức ăn cho nhau, ân ái giống như vợ chồng. Cô thật sự muốn lấy cái lồng che lên trên đầu của mình. Bóng đèn người vợ chính quy này thật là sáng quá. Mùi vị như nhai sáp nến nuốt không trôi. Cô nôn ngén vô cùng kịch liệt, lúc đầu khi nhìn thấy những món đồ ăn này, cô đã muốn nôn rồi. Nhưng vì không muốn mất mặt trước Lý Lăng Việt nên cô đã đi hỏi ý kiến của các đồng nghiệp ở khoa tai mũi họng trước sau đó dùng chút thuốc mà phụ nữ góp thay có thể dùng được để tạm thời mất đi khứu giác trong khoảng 2 đến 3 giờ. Làm như vậy, cô sẽ không ngửi thấy mùi của thức ăn kia nữa thì sẽ không buồn nôn nữa. Khi nhìn thấy cảnh này, Triều Kha lại hối hận rồi. Thật sự, phải ứng ngay trước mặt bọn họ, hung hăng phun ra mới đúng. Xin lỗi, không tiếp được, tôi tới phòng rửa tay một chút. Triều Kha đứng dậy, hốt hoàng chạy vào toilet. Lý Lăng Việt liếc mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia, sâu trong mắt hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo. Ân chiều Kha, cô mà cũng có lúc ghen sao? Chiều Kha từ trong toilet bước ra, liền thấy Ân Giao Giao đang soi gương giảm lại lớp trang điểm. Mang thai trang điểm ít thôi, không tốt đối với thai nhi đâu. Cô nhắc nhở một câu, sau đó mở vòi hoa sen rửa tay. Ân chiều Kha à, đừng có dùng bộ mặt giống như toàn thế giới đang thiếu nợ cô này để nhìn tôi như vậy chứ. Tôi cũng không có nợ cô cái gì hết. Ân rào rào âm thầm nhách môi. Tự giải quyết cho tốt đi. Triều Kha lười cùng với cô ta đấu võ mồm, đóng lại nước, quay người rời đi. Ân Triều Kha! Đột nhiên ân dao dao đưa tay đè xuống bờ vai của cô. Tôi không có gì để nói với chị cả. Triều Kha đồng đẩy bà vai, hất tay cô ta ra. Chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên bịch một tiếng, ngay sau đó giọng nói bén nhọn của ân dao dao chuyển đến. Triều Kha nhíu lông mày, do dự nhưng cuối cùng vẫn quay người nhìn lại. Ân dao dao đang ngã ngồi trên mặt đất, ôm bụng rên gì nhìn ánh mắt của cô ta chứa đầy khiêu khích nhưng miệng lại nói ra mấy lời điềm đạm đáng yêu chiều kha tôi biết cô hận tôi nhưng cô cũng không thể đẩy tôi như vậy chẳng bụng tôi đang mang thai đứa con của lăng việt đây lúc này chiều kha mới để ý thấy phía dưới người ăn dao dao có một vết máu đỏ thẫm chói mắt uốn lượn chảy ra tôi chiều kha vừa mở miệng chỉ thấy một bóng đen lướt qua bên người ngồi xổm xuống lập tức bế ân dao dao đang ngồi dưới đất lên Lúc đi qua bên người cô, vẻ mặt của Lý Lăng Việt hung ác nham hiểm, cắn răng nói. Ân Triều Kha, cô thật là độc ác. Bệnh viện, Triều Kha thay quần áo muốn đi vào phòng cấp cứu xem tình hình của Ân Giao Giao một chút, nhưng lại bị Lý Lăng Việt dùng một tay giữ chặt lại. Ân Triều Kha, cô muốn đi vào đó để tự tay giết chết đứa con của Giao Giao sao? Đôi mắt của anh đỏ ngầu hung hăng chừng cô, giọng nói tàn độc khiến cho người ta nghe vào không rét mà run dường như mỗi một tế bào trên người anh cũng đều toát lên hận ý chiều kha nhàn nhạt, nhạt cười hất tay anh ra cho dù tôi có một trái tim độc ác đi chăng nữa nhưng anh cũng đừng quên nó là do ai tặng cho ân chiều kha cô còn dám động tới một cọng tóc gáy của dao dao thì tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết lý lăng việt cắn răng gắn ra từng chữ âm lượng không lớn nhưng hận ý ẩn nhẫn trong đó lại rất rõ ràng Triều Kha tự diễu nhếch môi cười vô cùng buồn bã tuyệt vọng. Anh cũng biết là với kỹ thuật của tôi, nếu có làm gì cô ta, thì cũng sẽ không để anh tìm ra dấu vết được đâu. Ẩn Triều Kha, Lý Lăng Việt siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt sâu không thấy đáy nhuộm đầy vẻ oán giận. Nếu như đứa trẻ không còn, tôi nhất định phải khiến cho cô dùng mạng đi bồi thường. Triều Kha thở ra một hơi, xoay người lại. Lý Lăng Việt. Nếu như hôm nay người nằm ở bên trong là tôi thì anh có lo lắng quan tâm như vậy không? Có hận người đã đẩy ngã tôi không? Lý Lăng Việt khinh bỉ nói. Cô đừng có nằm mơ. Nếu như tôi mang thai con của anh thì anh cũng không để ý sao? Chiều Kha chịu đựng đau khổ đang tràn ra từ trong lục phủ ngũ tạng, nghẹn ngào hỏi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô sinh ra con của tôi đâu. Lý Lăng Việt tàn nhẫn nhách môi. Không có loại khả năng này giọng nói của anh xưa nay đều rất trầm thấp cho dù đang giận cũng sẽ không cất cao giọng nhưng vừa vặn là loại giọng điệu ẩn nhẫn không phát ra âm thanh này lại giống như ẩn chứa tràn đầy tàn nhẫn và cương quyết trực tiếp phán quyết tử hình cho cô từng đám ánh sáng trong đôi mắt giống như lưu ly thanh tịnh của chiều kha đang dần dần bị dập tắt trái tim cũng theo đó mà vỡ vụn từng chút từng chút một Nhìn thấy sự hung ác trong đôi mắt của người đàn ông kia, đột nhiên Triều Kha lại cảm thấy không còn đau lòng nữa. Có lẽ là bị móc đi mất rồi. Mất rồi thì làm sao còn biết đau được nữa? Vậy, nếu như đứa bé trong bụng giao giao cũng không phải là con của anh, anh vẫn sẽ bảo vệ cho chị ta như thế chứ? Triều Kha nhướng mày cười hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt trắng bệ của cô ở trong mắt Lý Lăng Việt lại cực kỳ chói mắt qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy được sự tuyệt vọng ở trên mặt cô. Nhưng chẳng biết là tại sao anh vốn nên phải hài lòng mà bây giờ trái tim lại giống như đột nhiên bị lấy đi mất vậy. Rỗng tuếch, anh chán ghét cái cảm giác này. Lý Lăng Việt châm biếm mở miệng. Ân Triều Kha, loại người như cô, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ cần đứa bé của Giao Giao thì cũng chính là đứa bé của Lý Lăng Việt tôi. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Mấy chữ này giống như mũi tên tầm độc, từng cây từng cây đâm vào người Triều Kha. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, từ trước cho tới nay mình luôn luôn là một chuyện cười. Là người thừa mà còn vọng tưởng dùng đứa trẻ để trói buộc một người đàn ông chán ghét mình sao? Thật sự là một chuyện viền vông. Tốt lắm, Lý Lăng Việt, may là anh không hề yêu tôi nếu không tôi còn thực sự ngại phiền phức triều kha dùng hết khí lực toàn thân cười nói ra câu nói này xong liền quay người đi vào phòng mổ cửa phòng đóng lại cô liền giống như một quả bóng gì hơi toàn bộ thân thể tựa ở trên tường vô lực ngồi xuống lý lăng việt không hổ là lý lăng việt chỉ một ánh mắt và mấy câu nói đã khiến cô từ hy vọng truyền thành tuyệt vọng ân dao dao bị chảy máu nhưng thai nhi cũng không có ảnh hưởng gì nhiều sau khi Chiều Kha nghe được tin tức này mới nặng nề thở dài hơi. Đứa trẻ trong bụng chị ta không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải thuận lợi sinh nó ra. Như vậy, cô mới có thể nhìn thấy Lý Lăng Việt xưa nay cường thế bá đạo, đến cùng là có thể yêu ai, yêu cả đường đi hay không. Mấy ngày sau, Chiều Kha vừa trở về từ hiệu thuốc lại gặp phải ân giao giao đến khám thai ở khoa phụ sản. Chiều Kha, cô lại cho tôi một chút thuốc lần trước, uống vào để giữ thai đi. Ân rào rào thướt tha đi qua, đứng vững ở trước mặt cô. Bác sĩ phụ trách của chị không phải là tôi. Chiều Kha lạnh nhạt nói xong, liền quay người rời đi. Ân rào rào đưa tay ngăn cản cô. Đừng có như vậy, cô làm như thế này, tôi sẽ cho là cô đang ghen tị, vì tôi mang thai đứa bé của Lăng Việt đấy. Chiều Kha bật cười, ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng tỉ mỉ của Ân rào rào. Vậy chị cũng không sợ, tôi bỏ thạch tín vào thuốc để hại chết chị sao? khiến chị một xác hai mạng sao cô dám làm như vậy thì tôi sẽ săn bằng cái bệnh viện này của cô triều kha vừa nói xong sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn không phải lý lăng việt thì còn là ai được nữa chứ trùng hợp như vậy sao triều kha hơi ngần ra chợt hiểu rõ anh đi cùng với người anh yêu đến khám thai ân rào rào bước lên phía trước khoác tay lên cổ tay của lý lăng việt cười một tiếng triều kha nói đùa thôi em ấy không hạ độc con của em đâu con của chúng ta còn phải gọi chiều Kha một tiếng là gì nữa đây? Đúng không? Triều Kha. chiều Kha không quay đầu lại, lười nhác xem bọn họ diễn cảnh ân ái, quay người trực tiếp đi vào văn phòng. Ân rào rào kéo Lý Lang Việt đi tới cửa phòng làm việc của cô, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ở chỗ đó đóng dấu lên đơn thuốc. Anh nhắm mắt lại nói, tôi vừa mới nói rõ với viện trưởng của cô, từ hôm nay trở đi cô sẽ phụ trách đứa bé trong bụng của rào rào, cho đến khi đứa bé được thuận lợi sinh ra. Nếu như trong thời gian này, giao giao hoặc đứa bé có cái gì sơ xuất, thì bệnh viện của các cô sẽ bị san thành bình địa. Giọng nói kia trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh, lạnh lùng, nghe tản nhẫn đến mức, không có một tia nhiệt độ. Chiều Kha mím môi, giống như không hề nghe thấy gì, mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục công việc đóng dấu lên đơn thuốc trong tay. Đem đơn thuốc đưa cho ân giao giao, Chiều Kha nhìn cũng không thèm nhìn Lý Lăng Việt một cái. Uống thuốc đúng giờ, đúng ngày tôi khám lại. Dòng điều giải quyết việc chung lạnh nhạt không khác gì lúc nói chuyện cùng anh. Nói xong, hai tay đút vào trong túi áo khoác trắng, quay người rời đi. Ở phía mà không có ai nhìn thấy, miệng của Triều Kha nhếch lên một đường cong nhất định. Người đàn ông này thật độc ác. Lý Lăng Việt đưa ân giao giao về nhà họ ân nhưng cũng không xuống xe mà chỉ nhàn nhạt, nhạt, dặn dò. Nghỉ ngơi thật tốt. Ân giao dao không dám có nửa phần bất mãn, khéo léo gật đầu. Em biết rồi, anh yên tâm đi có chiều kha chăm sóc thì bảo bào của chúng ta nhất định sẽ rất tốt không nhắc tới tên cô còn tốt nghe thấy tên của cô xong khuôn mặt tuấn tú vẫn đang âm trầm của anh lại đen thêm mấy phần nhếch môi không nói gì thêm nữa ân dao dao thức thời đẩy cửa xe ra bước xuống anh đừng quên ăn cơm nhé Ừ. anh nhàn nhạt lên tiếng nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi ân dao dao giơ tay lên nhìn thuốc trong tay một chút trong đôi mắt quyến rũ lướt qua một tia hung tàn ân triều kha con tiểu tiện nhân do tiện nhân sinh ra này tôi đã tặng lý lăng việt cho cô ba năm mà cô vẫn không chiếm được trái tim đó sao bây giờ tôi chỉ muốn cướp anh về mà còn phải khiến cô muôn đời muôn kiếp không trở lại được hôm nay triều kha vừa đi làm kiểm tra phòng bệnh xong vừa trở lại văn phòng chuẩn bị thay quần áo tan làm thì bác sĩ lý ở cùng khoa vội vàng chạy tới gọi cô không xong rồi, bác sĩ Ân, chị cô vừa được đưa vào phòng cấp cứu, hình như tình hình không ổn lắm." Chiều Kha sững sờ, "Ân giao giao sao?" "Đúng vậy, mau tới nhanh, trưởng khoa bảo khoa chúng ta đều đi qua đó." Chiều Kha không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, vội chạy đến phòng cấp cứu. Ở cửa phòng cấp cứu, cô không thể tránh khỏi lại thấy được Lý Lăng Việt. Trên người anh đang mặc âu phục, đứng chắp tay ở cửa phòng cấp cứu, ngừa đầu, mắt cũng không chớp một cái, nhìn chăm chăm vào ba chữ "đang cấp cứu" trên cửa. Chỉ cần nhìn qua một cái, Triều Kha cũng cảm nhận được sự khẩn trương và lo lắng của anh. Lúc đi qua người anh, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Vừa định đẩy cửa đi vào thì một tay Lý Lăng Việt đã nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo một cái. Triều Kha trực tiếp bị kéo đến trước mặt anh, thân thể mảnh mai gần như sắp đứng không vững nổi nữa. Cũng may, tay anh vẫn luôn giữ chặt cổ tay cô nên cô mới không bị ngã xuống. Người nhà bệnh nhân này, anh muốn làm cái gì vậy? Triều Kha tức giận, dùng sức hất tay của anh ra. Mặt của Lý Lăng Việt hung ác nham hiểm, cặp mắt khát máu kia, gần như sắp phun ra lửa. Ân Triều Kha, cô đúng là có gan, lại dám công khai cho dao dao uống thuốc giày thai. Tôi thấy cô chán sống rồi có đúng không? Triều Kha khẽ giật mình nhíu mày. Anh nói cái gì cơ? Chị ta uống thuốc giày thai sao? Cô vẫn còn giả vờ sao? Những thuốc cô ấy uống kia không phải đều là do cô kê đơn sao? Lý Lăng Việt cắn răng, ẩn nhẫn lại lừa giận ánh mắt kia hận không thể đem cô bắn giết triều kha hiểu ra ân rào rào lại động thai khí anh tưởng rằng đơn thuốc cô kê cho ân rào rào có vấn đề sao triều kha lười nhác cùng anh tranh cãi lạnh lùng nói anh lý này thuốc có thể uống bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung được mặc dù nơi này không phải là tòa án nhưng nói thì cũng phải đưa ra chứng cứ chứ nói xong cô trực tiếp quay người tiến vào phòng mổ người đàn ông kia nhìn cánh cửa dần dần khép lại nhắm mắt lại thật chặt lúc mở ra lần nữa sự oán hận trong mắt anh đã hoàn toàn biến mất một chút xíu cũng không còn đến cuối cùng lại biến thành một nỗi đau không thể giải thích ân chiều kha cô nhất định phải cứu sống cô ấy nhất định phải như vậy triều kha cứ nghĩ ân giao giao vẫn giống như lần trước chỉ là có chút gặp máu bởi vì thai của cô ta không ổn định điều khiến cô ngạc nhiên chính là ân dao dao đã trực tiếp phá thai vì cô ta đã vô tình uống thuốc phá thai tại nhà không chỉ vậy vì thuốc quá mạnh việc điều trị không kịp thời tử cung của cô ta cũng không thể cứu được nữa đi nhanh đi bảo gia đình của bệnh nhân đến ký loại bỏ tử cung nếu như chỉ hoãn thì không thể cứu sống cô ấy được nữa chủ nhiệm đồ mồ hôi ra lệnh cho y tá bên cạnh cô y tá nhanh chóng lấy bút và mẫu đơn đồng ý phẫu thuật rồi chạy ra ngoài nhìn ân dao dao đang tái nhợt trên giường bệnh Triều Kha chỉ cảm nhận được tiếng vo vo trong đầu. Sau chuyện này có thể xảy ra? Sau ân rào rào có thể bị xảy thai chứ? Đứa trẻ cứ như vậy mà không có sao? Triều Kha đeo cầu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt ngấn nước. Trong mắt như mù xương, lần đầu tiên cô rời khỏi bàn mồ nửa chừng. Thấy cô cảm xúc hụt hẫng, đồng nghiệp của cô cứ nghĩ cô chỉ thông cảm với chị gái, dỗ dành cô, để cô nghỉ ngơi bên cạnh. Thỉnh thoảng, Nhìn những con dao trên bàn mổ, Chiều Kha đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình, con dao dường như cào vào tim cô, đau đến nghẹt thở. Mặc dù từ lâu cô đã không còn mong đợi Lý Lăng Việt sẽ yêu mình, nhưng bây giờ hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ. Từ đó trở đi, danh hiệu bà Lý của cô đã không còn tồn tại nữa. Không chỉ vậy, người đàn ông ở bên ngoài kia, chỉ e là lúc này chỉ hận không thể giết được cô mất. Không biết phải mất bao lâu, những suy nghĩ của Triều Kha mới dần dần trở lại trước mắt cô. Phẫu thuật cắt bỏ tử cung của ân giao giao rất suôn sẻ, đã được đưa đến một phòng điều trị vô trùng. Trong phòng phẫu thuật khẩn cấp trống rỗng, chỉ còn hai y tá trình lý thiết bị. Bác sĩ ân ơi, đừng có buồn, chị gái của chị đang ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy, cứu mạng được là tốt rồi. Y tá Tiểu Châu an ủi cô, đúng vậy, cũng không biết tại sao chị ấy lại làm như vậy chị ấy lại uống nhiều thuốc phá thai như vậy trong một lần quá đáng sợ y tá tiểu vương phụ họa triều kha đứng dậy nói khẽ rằng không sao đâu hai cô đã vất vả rồi cô luôn luôn cứ nghĩ tình cảm giữa ba người bọn họ bị vướng mắc người tàn nhẫn vô tình nhất là lý lang việt có lẽ cô đã sai chị gái ân giao giao của cô có thể còn tàn nhẫn hơn lý lang việt mấy phần Chiều Kha vừa trở về văn phòng ngồi xuống, cánh cửa văn phòng đã bị đẩy ra một tiếng rầm lớn. Lý Lăng Việt bước vào với khuôn mặt hung ác, khuôn mặt tuấn tú, trông thật kinh khủng. Ánh mắt liếc nhìn thân ảnh quen thuộc đến nỗi cô không còn có thể quen thuộc được thêm nữa. Chiều Kha không đến nhìn anh, nhắm chặt mắt. Bất kể trong 10 năm qua, cuộc sống hay trong những giấc mơ của 10 năm này, chỉ có hình bóng của anh thống trị toàn bộ trái tim cô và toàn bộ vùng đất mơ một cách bá đạo từ thanh thiếu niên đến thanh niên, từ một sinh viên bình thường đến người đứng đầu doanh nghiệp hàng đầu Lý Thị ở thành phố Lục Bình, từ học sinh đến tổng giám đốc, miễn là anh xuất hiện xung quanh cô, cho dù đó là ở phía đối diện, đằng sau hoặc trên đầu, ngay cả trong đám đông hối hả, cô sẽ nhìn thấy anh ngay lập tức mà không thể sai được. Trong trái tim cô, trong mắt cô, Lý Lăng Việt là mặt trời tỏa sáng rực rỡ mọi lúc, nhưng lúc này, ngay cả khi ánh mắt cô cũng có thể cảm nhận được rằng mặt trời này chỉ còn lại sự tàn phá. Lý Lăng Việt tiến tới, túm lấy cổ của Triều Kha, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Ân Triều Kha, tôi đã từng nói, nếu đứa trẻ trong bụng giao giao có vấn đề gì, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bàn tay to lớn của anh giam cầm chiếc cổ thon của cô, trên làn da trắng mịn của cô ngay lập tức hiện lên một màu đỏ. Vì dùng sức quá nhiều, các khớp của người đàn ông cũng trắng lên, nghiến răng phẫn nộ chiều kha không tránh né ngay cả mắt cô cũng không mở để tay anh tự bóp mình đến chết giết em đi cô nói khẽ nếu anh giết em anh có thể nhẹ nhõm hơn vậy thì giết em đi lời nói vừa dứt cô bất ngờ mở mắt ra ánh mắt cô nhìn anh đầy khiêu khích lý lăng việt có gan thì giết em đi trong độ cong của cái nhách miệng có một sự buồn bã xám dịt trong một khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào cô đôi mắt sâu thẳm của lý lăng việt sững sờ bàn tay xiết cổ cô khừng lại đôi mắt già vờ thuần khiết vô song của cô từ trước đến nay từ bao giờ lại trở nên lạnh lùng tuyệt vọng đến thế người phụ nữ đáng chết như cô dựa vào cái gì mà tuyệt vọng chứ có tư cách gì mà tuyệt vọng đây rào rào không còn con cũng không còn tử cung cô nên là người hạnh phúc nhất mới đúng chứ làm sao từ khi nào mà anh lý lại trở nên không có gan như vậy chứ không dám giết sao hay là triều kha mỉm cười hay là không nỡ ngôn ngữ khiêu khích của cô ngay lập tức làm lý lăng việt tức giận tay anh khẽ siết lại cười khẩy tất nhiên là không nỡ không nỡ để cô chết hạnh phúc như vậy tôi muốn giữ cô lại tra tấn cô từ từ để cô sống không bằng chết từng câu từng chữ như nhuốm độc mà tuyệt tình như vậy triều kha lại đã sớm miễn nhiễm với mọi loại độc không ngờ cô lại không thấy đau đớn nữa điều này có lẽ là sự bi ai lớn hơn cả lòng đã chết thấy cô im lặng lý lăng việt càng tức giận hơn đẩy cô vào tường hiến từ cung của cô cho giao giao dù sao chiếc giày rách lý lăng việt tôi vứt đi thì tên đàn ông khác cũng không dám nhặt em giữ lại từ cung cũng vô ích đền cho giao dao tôi tha cho em cái mạng hèn này chiều kha tròn tròn mắt trong vô thức đưa tay xoa bụng dùng lực đẩy anh ra Lý Lăng Việt, anh là đồ ngu, con của ân giao giao, không còn từ cung cũng chẳng liên quan gì đến em. Dựa vào cái gì mà em phải hiến cho chị ta chứ? Dựa vào cái gì sao? Lý Lăng Việt cười châm biếm, dựa vào một người phụ nữ ác độc như em, không xứng làm mẹ, sinh con rồi thì cũng dạy con thành người bụng dạ thâm hiểm, tâm cơ như em thôi. Dứt lời, anh rút một tờ giấy ra từ trong túi áo, ném mạnh vào mặt của Triều Ca. Đây là ghi chép, hôm đó em đi nhà thuốc lấy thuốc ngoại trừ việc trên danh nghĩa đi mua thuốc an thai cho dao dao thì em còn mua thuốc phá thai mà thứ khiến dao dao xảy thai chính là những loại thuốc kia ân triều kha đến nước này rồi em còn muốn chống đối sao lý lăng việt không hề cho triều kha cơ hội nói mà nghiến răng nói tiếp tấm thân gớm ghiếc này của em cứ chăm chút tử tế đợi sau khi dao dao khỏe lại thì làm phẫu thuật hiến tử cùng nếu em không đồng ý thì sao cô tức giận lớn giọng hỏi lại lý lăng việt nếu anh biết trong bụng em cũng có một đứa bé, anh còn quyết định như vậy không? <laughs> Lý Lăng Việt tàn nhẫn cười. Thế thì không cần ly hôn. Tôi sẽ cho em sống một mình ở Bích Nhân, làm bàn lăng cả đời. Cô đơn đến chết. Nói xong, anh khinh miệt hít mắt rồi quay người bước dài rời đi. Chiều Kha theo dõi bóng hình tuyệt tình ấy, cơ thể dựa vào tường trượt xuống. <laughs> Lòng trống quá, trống quá, chỉ là không đau nữa, một chút cũng không hốc mắt vô cùng khô khan nhưng lại không có một giọt lệ nào chảy ra người con trai đã yêu cả thanh xuân này lại dâng hiến hết sự dịu dàng cho người khác chỉ một chút thương hại cũng chẳng dành cho cô trong phòng siêu âm triều kha nằm trên giường vừa dùng máy nhẹ nhàng xoa vùng bụng mình vừa dịu dàng nhìn về phía màn hình hiển thị trên màn hình trong tử cung trống trải ấy có thể nhìn thấy rõ một bào thai bé nhỏ màu đen một đứa trẻ thật đáng ước đây là con của cô đây là đứa trẻ đầu tiên của cô vì người con trai cô yêu mà mang thai vẫn còn chưa được hai tháng nên chưa hình thành người chỉ có nội tạng vẫn chưa biết là nam hay nữ nó có quyền được đến với thế giới này được trải qua vui buồn bi ai tức giận chia ly tái hợp chẳng lẽ người làm mẹ như cô muốn tận tay cướp đi quyền được sinh ra của con ruột sao thật tàn nhẫn nhưng con à con không được chấp nhận. Đến cha của con cũng không muốn nhìn thấy con. Cho dù mẹ có yêu con thì chỉ sợ rằng chẳng thoát được bàn tay ma quỷ của lũ người xấu ấy. Chiều Kha nhắm mắt lại. Mặt chảy toàn nước mắt. Cơ thể run rẩy đến nỗi chẳng biết từ lúc nào máy siêu âm rơi xuống mặt đất. Cuối cùng Chiều Kha trở về nhà họ ân một chuyến. Cô không có thời gian đến thăm ân giao giao đã xuất viện. Chỉ có điều về để lấy chút đồ còn sót lại ở đây và bận biểu công việc, rất ít khi trở về. Căn nhà này chỉ có mẹ con ân giao giao ở mà thôi. Vừa mới thu xếp ổn thỏa đồ đạc của mình, cô kéo hành lý, định mở cửa đi ra ngoài. Đột nhiên nghe có tiếng cãi nhau kịch liệt từ phòng bên cạnh, phòng ngủ của ân giao giao. Cho dù con không muốn giữ đứa trẻ này, con cũng không thể vứt bỏ từ cung của mình được chứ. Giọng nói của Tần Nhã, mẹ của ân giao giao, mẹ kế của Triều Kha. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa, con tự biết chừng mực. Giọng nói gắt gỏng của ân giao giao phát ra. Biết chừng mực cái nỗi gì, một người con gái đến cơ hội trở thành mẹ cũng không có. Ai nói con không có cơ hội làm mẹ đấy. Mẹ, Lăng Việt đã nói rồi, anh ấy sẽ ghép từ cung của cách con đàn bà ti tiện ân triều kha kia cho con đấy. Ân giao giao đắc ý nói, đứa trẻ này vốn không phải là con của Lăng Việt, chắc chắn không thể sinh nó ra được. Bỏ nó đi còn có thể hại ân triều kha một phen còn có thể lấy từ cung của cô ta một mũi tên bắn chết ba con nhạn đợi đến khi con cưới lăng việt còn có thể sinh một đống con cho anh ấy tần nhã vui vẻ thật sao ân triều kha đồng ý sao cô ta không đồng ý thì có tác dụng gì không cô ta yêu lăng việt như thế lăng việt kêu cô ta lấy từ cung của mình ghép cho con cô ta dám nói một chữ không ư mẹ chỉ lo con à đê tiền đó giờ trò gì mẹ yên tâm đi có bao giờ cô ta giờ trò mà thắng nổi con đâu chẳng phải lần nào cũng tự chuốc lấy khổ ừ. ư <laughs> nghe thấy tiếng cười đáng sợ ấy vang lên ân triều kha đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát để hãm hại cô ân rào rào tự tay giết chết con ruột của mình cắt bỏ từ cung của mình sao có thể nhẫn tâm như thế chứ cô còn nhớ rất rõ ràng lần trước nhìn thấy phiếu siêu âm của cô ta đứa trẻ ấy đã hơn 15 tuần rồi đã thành hình người rồi đột nhiên có cảm giác là lạ khó có thể diễn tả bằng lời chào dâng trong dạ dày cô Chiều kha đỡ tưởng cô nôn khan cảm thấy rất khó chịu âm thanh này làm hai mẹ con họ giật mình tần nhã và ân dao dao tò mò bước ra xem ân chiều kha sao em về bao giờ đấy đứng ở cửa làm cái gì thế ân dao dao cảm thấy hơi bất ngờ gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta thoáng có vẻ hốt hoảng còn nhỏ chết tiệt này không phải đã nghe thấy cô với mẹ cô nói chuyện rồi đấy chưa Tần Nhã giật hành lý trong tay của ân triều kha, mở ra rồi dốc hết những thứ đồ bên trong ra. Về lén la lén lút như thế, chắc chắn là muốn trộm đồ của nhà chúng tôi. Đồ trong hành lý không phải quần áo, cũng không phải là vật phẩm gì đáng giá, toàn là thư từ mà thôi. Có rất nhiều phong thư đã được viết từ lâu rồi, giấy đã ngả vàng, nhưng trang nào cũng chi chít chữ. Đây đều là những phong thư tỏ tình cô viết cho Lý Lăng Việt từ hồi nhỏ. Ân Triều Kha thở gấp, rồi đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn ân giao giao. Tôi đã về từ lâu rồi, thứ gì cần nghe thì tôi cũng đã nghe thấy hết cả. Ân giao giao, trước đây chị không phải là người như thế, tại sao bây giờ chị lại nhẫn tâm như vậy chứ? Đó cũng là một sinh mệnh, sao chị nhẫn tâm làm hại nó chứ? Ân giao dao khoanh tay, bước lên phía trước, hít mắt, nhìn cô với vẻ khinh thường và độc ác. Ai bảo cô cướp lăng việt của tôi? Rõ ràng cô biết tôi đã thích anh ấy từ lúc còn nhỏ. Cô lại còn mặt dày mày dạn đi tỏ tình với anh ấy hết lần này đến lần khác. Tôi muốn cho cô thấy cướp đàn ông của anh Triều Kha của tôi sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng chị cũng biết anh ấy có đoái hoài gì đến tôi đâu. Đó là vì cô ngu ngốc, cái đứa con riêng như cô vốn không xứng để anh ấy nhìn lâu, chứ đừng nói đến yêu. Tôi không phải là con riêng, tôi không phải. Triều Kha chợt quát lớn, mẹ tôi được ba tôi cưới về một cách đường đường chính chính. Mắng chửi cô thì được, nhưng cô không cho phép bất kỳ ai xúc phạm người mẹ đã mất của mình. Ân chiều ga, giao giao nhà tôi vừa mới xuất viện. Cô lớn tiếng giống vào mặt nó như vậy để làm cái gì chứ? Tần nhã bất mãn đứng chắn trước mặt ân giao giao, tức giận chừng mắt nhìn chiều ga. Chiều ga lười chẳng buồn để ý đến bà ta, cô nhìn ân giao giao. Vậy thì chị nói cho tôi biết, năm ấy chị bị cưỡng hiếp, có phải chị cố ý bảo Lý Lăng Việt cưới tôi không? Xem như cô tự mình biết mình đấy. Tôi biết anh ấy không yêu cô, bởi vì trong lòng anh ấy, cô là một người bề mặt tỏ ra đơn thuần, trong thực chất lại là người dâm đãng Anh ấy cưới cô, chẳng qua là để được gặp mặt tôi thường xuyên mà thôi. Ân rào rào bật cười ha hả nụ cười độc như rắn rết, gương mặt hung ác khó bì. Ở nơi người khác không nhìn thấy, cô ta siết chặt nắm đấm, móng tay như sắp đâm xuyên qua lòng bàn tay. Sau năm ấy, cô lại ngốc nghếch đến nỗi kêu Lý Lang Việt cưới ân triều kha kia chứ rõ ràng biết được rằng ân triều kha yêu anh ấy say đắm không thể dứt ra nổi cô ta không ngốc đến mức tặng cô ta cho người đàn ông mình yêu nhất đây chứ chỉ có điều đến bản thân cô cũng không biết tại sao lý lăng việt chịu cưới con đàn bà ti tiện này triều kha mím môi gật gật đầu tôi biết rồi chúc hai người hạnh phúc cô nói dứt lời bèn ngồi xồm xuống nhặt những lá thư lên cất vào hành lý nước mắt tuôn trào ra từ vành mắt rơi xuống trên mặt giấy từng lá thư tỏ tình một bị ướt đẫm. Ân rào rào nhìn thấy Triều Kha ngồi trước mặt mình một cách nhếch nhác, gương mặt cô ta toát lên vẻ đắc ý, không hề che giấu của kẻ thắng cuộc. Tần nhã trừng mắt, lúc bà ta đến quay người bỏ đi, Trần nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chậm chậm dừng lại trong sân. Mắt bà ta đảo một vòng, rồi quay người vội vàng chạy vào phòng làm việc bên cạnh. Triều Kha dọn dẹp xong đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị đi xuống dưới nhà, đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong văn phòng làm việc bên cạnh. Giọng nói của Tần Nhã, mẹ, mẹ bị sao thế? Mẹ ơi! Ân rào rào hoảng hốt, cuống quýt chạy đi xem. Chiều Kha còn không buồn nhấc mí mắt. Cô kéo hành lý đi xuống cầu thang. Có người gõ cửa dưới tầng trệt. Người hầu mở cửa ra. Anh Lý, anh đến rồi sao? Chiều Kha vừa xuống dưới tầng trệt, bèn sững sờ. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Lang Việt, rồi quay mặt đi, kéo hành lý đi lướt ngang qua người anh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ban nãy nhìn thấy cô ở đây, ánh mắt u ám của người đàn ông ấy thoáng có vẻ ngạc nhiên, bây giờ lại lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ. Dám phớt lở anh sao? Coi anh như không khí chắc. Người đàn ông ấy siết chặt nắm đấm, lúc định quay người lại, đột nhiên ân dao dao chạy từ trên lầu xuống, nước mắt giàn rụa, chỉ vào người của Triều Kha rồi khóc giống lên như nổi điên. Ân Triều Kha, cô là hung thủ giết người, Cô giết con tôi còn chưa vừa lòng hay sao? Cô còn dám giết mẹ của tôi? Mẹ của tôi thương cô như con ruột của mình. Sao cô mất lương tâm như thế chứ? Thấy Lý Lăng Việt, ân rào dao, dao lào đào nhào vào lòng anh. Lý Lăng Việt, nhanh lên, mẹ em bị thương rồi. Ân chiều khá đâm mẹ em, bà chạy nhiều máu lắm, bà sắp chết rồi. Sắc mặt của Lý Lăng Việt xa sầm anh đẩy ân dao dao ra, xài bước đi lên lầu. Ân chiều ca, lần này cô chết chắc rồi. Ân dao dao gằn giọng khiêu khích cô, rồi lại bật khóc chạy lên lầu. Gương mặt của Triều Kha hết sức mông lung, rốt cuộc, hai mẹ con nhà này đang chơi trò gì vậy chứ? Vẫn còn chưa oán thầm xong, đã nhìn thấy Lý Lăng Việt bế Tần Nhã, máu me be bét chạy xuống. Tần Nhã mặc áo trắng, giơ tay ôm cổ, máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay bà ta. Triều Kha hơi sững sờ ân Triều Kha, cô cút vào bệnh viện cho tôi. Lý Lăng Việt trừng mắt nhìn cô với đôi mắt đỏ gay rồi vội vàng chạy đi. Trong bệnh viện, chiều Kha không hề nghe lời bọn họ. Cô không đi đến phòng cấp cứu mà tiếp tục quay về văn phòng dọn dẹp đồ đạc. Cô muốn rời khỏi nơi này. Cô không nên mặt dày mày dạn nán lại ở cái nơi đáng hận và vô liêm sỉ như thế này nữa. Mặc dù cổ của Tần Nhã chảy rất nhiều máu, nhưng mà không bị thương đến động mạch lớn. Chắc hẳn tính mạng bà ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ẩn rào rào lớn giọng bảo cô ta đâm bà ta, cô lười không muốn giải thích. Không làm chính là không làm, trả lại sự trong sạch cho cô là trách nhiệm của cảnh sát, không cần cô phải chứng minh. Cửa văn phòng bị Lý Lăng Việt đá ra, ân rào rào đi theo phía sau anh ta, gương mặt gian rào. Tôi cứ nghĩ, cảnh sát đến bắt tôi đi đấy chứ. Chiều Kha lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục nhét đồ vào hành lý của mình. Sắc mặt của Lý Lăng Việt u ám, anh ta đá bay đồ đạc trong tay cô đi. Những món đồ mà cô dọn dẹp rất lâu, thoát chốc đã bị cái đá của anh làm rơi vãi đầy trên mặt đất lý lăng việt giờ con dao phẫu thuật dính đầy máu tươi lên mắt anh ta đỏ gay chừng mắt nhìn cô con dao phẫu thuật này là của cô sao chiều kha liếc nhìn nó rồi gật đầu của tôi có vấn đề gì không cô rất yêu quý con dao phẫu thuật này có một bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng của cô còn được khắc tên gọi thân mật của cô ở bên trên chiều kha thâm tình Tên thân mật ấy được cô đặt sau lần gặp mặt anh hồi 13 năm trước. Lý Lăng Việt, ân Triều Kha, Triều Kha thâm tình. Bây giờ bốn chữ đấy lại làm cô thấy nhức mắt vô cùng, hết sức nhức mắt. Bàn tay cầm con dao phẫu thuật của Lý Lăng Việt run run vì cầm quá chặt, anh cắn răng nói. Vậy cô nói xem, có phải cô đâm mẹ của dao dao không? Ý anh là con dao đâm vào bà ấy là con dao này sao? Triều Kha chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Ân rào rào bước đến, đôi mắt cô ta đỏ gay trong nháy mắt, rồi nghẹn ngào bảo. Chiều Kha, sao cô lại độc ác như thế? Cô không thích tôi thì cứ nhằm bảo tôi là được rồi. Sao cô lại muốn giết con tôi và lăng việt, còn muốn giết mẹ của tôi nữa chứ? Chiều Kha, sao cô ác thế? Thả cô giết chết tôi cho rồi. Ân rào rào nói rồi, bèn cướp con dao trên tay của Lý lăng việt. Chiều Kha nhanh tay lẹ chân, giật con dao phẫu thuật của mình về trước một bước. Ân rào rào, Loại người như chị không xứng được chết dưới dao của tôi đâu. Dao phẫu thuật của tôi, giết thần giết quỷ cũng sẽ không dính máu của mẹ con hai người. Chiều Kha lạnh lùng nói rồi quay người cầm tam bông ở bên cạnh lên, nhúng vào cồn, bắt đầu lau vết máu trên con dao một cách tỉ mỉ. Lăng Việt! Ân dao dao làm nũng, ra dáng tùy thân gọi Lý Lăng Việt. Em đứng qua một bên đi, coi chừng cô ta làm em bị thương đó. Lý Lăng Việt kéo ân dao dao ra phía sau lưng, Diêu Giang dặn dò một câu rồi quay người lại, lạnh lùng nhìn Triều Ca. "Ân Triều Ca, cô đang tiêu hủy chứng cứ đấy." <laughs> Ân Triều Ca nở nụ cười lạnh lẽo và thê lương, tay cô vẫn tiếp tục lau chùi. "Lý Lăng Việt, nếu như tôi thật sự đâm bà ấy, anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua động mạch chính mà đâm vào mạch bên cạnh sao? Tôi là đồ ngốc, nhưng không ngu ngốc đến mức dùng dao của mình để giết người." Cô vừa nói dứt lời, bèn đặt tăm bông xuống, quay người nhìn Lý Lăng Việt, rồi huơ huơ con dao phẫu thuật trong tay mình. "Lăng Việt, nếu như tôi nói với anh rằng, dù là đứa bé trong bụng cô ta hay là mẹ của cô ta đều không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là do bọn họ làm, anh có tin không?" "Chứng cứ đâu?" Lý Lăng Việt lạnh lùng hỏi, bàn tay duỗi bên cạnh người khẽ siết chặt lại, ánh sáng lạnh lẽo khúc xạ từ con dao phẫu thuật phản chiếu vào mắt cô khiến đôi mắt trong trảo của cô thấm vẻ lạnh lùng, không giống mọi khi, và cả sự tuyệt vọng. Chứng cứ phải quan sát bằng trái tim, chứ không phải là bằng mắt. Chiều Kha nở nụ cười buồn bã rồi nói tiếp. Nhưng trước giờ, anh vẫn luôn luôn quan sát bằng mắt, bằng tay, chứ không phải bằng trái tim. Chiều Kha! Ân rào rào giống lên, chỉ sợ Chiều Kha vạch trần mọi chuyện, bèn sốt ruột tàu. Cô đừng có chấp mê bất ngộ nữa, nếu như cô thú thật, mẹ tôi có thể sẽ xin tha dùm cô không cần triều kha vẫn luôn lạnh lùng đột nhiên lại thét lớn ánh mắt của cô đỏ gay tôi cầu xin các người đi tố cáo tôi ngay lập tức đi tố cáo ngay ân triều kha cô có tư cách gì để lên cơn điên ở đây chứ lý lăng việt đi lên phía trước giơ tay muốn giật con dao phẫu thuật trong tay triều kha cô lùi về sau một bước né tránh bàn tay anh tôi chỉ muốn hỏi anh một lần cuối lý lăng việt có phải tôi nói gì anh cũng sẽ không tin không? Có phải anh vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy tôi yêu anh đến mức nào không? Lý lang Việt hơi sững sờ rồi nhíu mày đang giọng đáp. Cô bình tĩnh một chút, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, chỉ cần cô chịu lấy từ cung của mình để ghép cho giao giao. Tôi không chỉ không kêu cảnh sát đến bắt cô mà còn tiếp tục nuôi cô. Nuôi cô sao? Chiếu Khan nở nụ cười diễu đầy thảm thiết. Anh có nhiều tiền như thế, hoàn toàn mua nổi từ cung của người khác. Sao cứ khư khư đòi từ cung của tôi chứ? Lý Lăng Việt. Ban đầu, người muốn cưới tôi là anh. Tôi có ép anh phải cưới mình đâu. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế chứ? Tại sao? Chiều Kha cắn môi thật chặt. Cố gắng không để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cô đã tuyệt vọng đến tận cùng từ lâu rồi. Chính bản thân không có tư cách khóc, cũng không được khóc. Dáng kiềm chế nước mắt của mình để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình bởi vì cô là chị em cùng cha khác mẹ với dao dao nên tử cùng của cô sẽ hợp với cô ấy hơn lý lăng việt nhíu mày đanh giọng nói đôi mắt sâu không thấy đáy của anh vẫn luôn luôn nhìn con dao phẫu thuật trong tay cô chăm chú trước giờ anh chưa từng căng thẳng như thế cứ cảm thấy hôm nay chiều kha rất đáng sợ cứ cảm thấy dường như mình sắp mất đi một cái gì đó vậy hay lắm hay lắm chiều kha gật đầu ánh mắt của cô đong đầy vẻ tuyệt vọng lòng như cho tàn nói rồi con dao phẫu thuật vẽ một đường trong không khí một tiếng ưng vang lên con dao trong tay triều kha đã cắm vào bụng dưới của mình lý lăng việt chừng to mắt anh vội vàng chạy đến giật con dao cô đang cầm triều kha lại rút con dao phẫu thuật ra khỏi bụng dưới một tay ôm vết thương một tay đặt dao ngang động mạch chính ở cổ không được qua đây còn qua đây thì tôi sẽ chết trước mặt anh ngay lập tức lý lăng việt nghe thấy giọng nói kiên quyết của cô bèn lập tức ngừng lại không dám đi thêm một bước nào nữa chỉ có điều đôi mắt trước giờ chỉ nhìn cô với vẻ khinh bì và xem thường bây giờ lại đượm vẻ đau đớn đôi tay duỗi bên người siết chặt thành nắm đấm dường như đang khẽ run rẩy chiều kha cô bỏ dao xuống cảnh tượng xảy ra một cách đột ngột này làm cho ân dao dao sững sờ cô ta há hốc miệng con nhóc này muốn lấy chết đền tội sao nhưng chỉ một giây sau đó đôi mắt xinh đẹp của cô ta lại thoáng có vẻ thỏa mãn và hung ác chết đi thì cũng tốt chết đi rồi sẽ không còn ai giành lăng việt với cô ta nữa triều kha ôm bụng dưới máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay của cô mùi máu tươi nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng làm việc chật hẹp triều kha vẫn đứng thẳng nở nụ cười đẹp đẽ mà thê lương lăng việt anh có biết tôi đâm vào đâu không đây là tử cung là thứ mà anh muốn đấy Lý Lăng Việt hơi sững sờ, ra sáng muốn đi lên phía trước. Chiều Kha lại lùi về sau, con dao kề sát trên cổ. Đừng qua đây, nghe tôi nói hết đã. Ân rào rào vội vàng kéo Lý Lăng Việt lại. Lăng Việt, anh đừng qua đó, cô ta sẽ làm anh bị thương đó. Lý Lăng Việt hất tay cô ta ra, gương mặt anh đến là u ám rồi giống lên. Cút! Ân rào rào sững sờ, vội vàng buông tay anh ra. Chiều Kha cười lạnh một tiếng, những giọt nước mắt giáng kiềm chế, một hồi lâu vẫn rơi xuống. Lăng Việt nhát dao này là để trừng phạt tôi vì 13 năm trước đã hiểu lầm ý anh. Hôm ấy, tất cả bọn con nít đều bắt nạt tôi, chỉ có anh đưa tay ra. Tôi cứ ngỡ anh thật lòng quý tôi, bởi vậy mới ngu ngốc yêu nhầm anh. Cô nói dứt lời, bèn cắn răng, con dao trong tay lại đâm vào trong bụng dưới với tốc độ nhanh như chớp. Bởi vì đau, mồ hôi lấm tấm trên trán cô một nhát dao này, trừng phạt tôi vì đã yêu nhầm anh nhiều năm như thế. Triều Kha, Lý Lăng Việt xông đến như điên loạn, Triều Kha lại bật cười thảm thiết, nhanh chóng rút dao ra rồi lại đâm vào vị trí kế bên. Nhát thứ ba. Lúc này, Lý Lăng Việt xông đến, một tiếng soạt vang lên, con dao trong tay Triều Kha đã rút ra. Không được qua đây. Hai hàng nước mắt nhuốm nỗi tuyệt vọng lan dài trên gương mặt trắng bạch của cô. Cô giống lớn một tiếng, như thể đã điên loạn. Con dao phẫu thuật kề ở cổ đã cứa một đường trên làn da trắng ngần. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, trở thành sự đối lập rõ ràng với gương mặt nhợt nhạt của cô, trông hết sức đáng sợ. Bàn tay muốn cướp đi con dao của cô đang cầm, dừng lại giữa không trung anh lùi về sau trong vô thức. Được rồi, tôi không đi qua nữa. Chiều ga, ngoan nào, bỏ dao xuống đi, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Trước giờ, Lý Lăng Việt chưa từng biểu lộ buồn vui trên gương mặt, Bây giờ anh ta hết sức hoảng hốt, giọng nói không khỏi run rẩy và lẫn vẻ sợ hãi tột cùng. Còn có đôi mắt sâu thăm thẳm, đến nỗi không có bất kỳ ai nhìn ra được cảm xúc trong ấy. Giờ toát ra vẻ lo lắng, tự trách, kinh hoàng một cách rõ ràng. Đôi mắt đỏ gay, dường như chỉ một giây sau là có thể trào nước mắt. Trước giờ anh chưa từng biết cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn và dịu dàng này lại có thể quyết liệt đến thế trước giờ anh chưa từng muốn lấy mạng cô chưa bao giờ muốn thế thấy anh đứng nguyên tại chỗ chiều ga nhếch môi nở nụ cười thảm lý lăng việt nhát dao thứ ba là để trừng phạt tôi vì đã cưới sai người anh biết không nhiều năm nay anh chưa từng nhìn tôi lâu thêm chút nào tôi viết thư tình để bày tỏ lòng mình với anh tôi ôm ấp niềm hy vọng trong lòng đem số thư ấy đưa cho chị nhờ chị đưa thư cho anh giùm tôi nhưng lần nào cũng thế Kết quả đổi lại đều là sự khinh thường của anh, tôi tự an ủi lòng mình, tính cách của anh vốn lạnh lùng và cao ngạo, anh biết tôi thích anh, chỉ có điều anh không muốn chúng ta phân tâm vì chuyện tình cảm trong lúc cần phải tập trung học hành. Tôi tự an ủi mình, chỉ cần anh chưa cưới vợ sinh con, tôi vẫn còn có hy vọng. Không đúng, cho dù anh đã cưới vợ, đã sinh con, biết đâu tôi vẫn còn hy vọng thì sao? bởi vì anh có thể nhận ra vợ mình và mình không hợp tính nhau cuối cùng mới biết người anh yêu là tôi bởi vậy lúc anh nói anh muốn cưới tôi lòng tôi nở hoa tôi kích động đến nỗi khó mà tin tưởng được tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất bởi vì rốt cuộc tình yêu của tôi cũng đã đơm hoa rồi người đàn ông mà tôi yêu thầm bấy lâu này, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tôi triều kha càng nói thì càng nhỏ giọng nói đầy vẻ mỉa mai cô rơi xuống mức thấp nhất máu tươi trào ra từ bụng dưới dường như không thể ngừng lại được lý lăng việt triệt đề hóa đá anh ta nhíu chặt mày trong lòng hết sức ngạc nhiên và phẫn nộ còn ân dao dao đứng ở phía sau lưng anh ta nghe cô nói như vậy bèn hoảng loạn vô cùng cô ân ân triều kha cô đừng có mà nói hương nói vượn cầm miệng lý lăng việt quay đầu lại dứt khoát đá vào bụng dưới của ân giao giao. Cú đá đó đã chứa đựng hết cả cơn căm hận vì bị lừa dối của anh ta. Ân giao giao bất ngờ bị trúng một cú đá. Cô ta va vào cánh cửa phía sau lưng rồi trượt dài xuống đất một cách nhếch nhác. Cô ta không hiểu nổi hôm nay Lý Lăng Việt bị gì thế này. Sao anh lại đối xử như vậy với con điên ân triều kha kia chứ? Nhưng dường như ân triều kha hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng này vậy. rằng cô bắt đầu run lập cập vì đau, cô chừng mắt nhìn Lý Lăng Việt với đôi mắt đỏ gay. Hoa giả, tất cả đều do tôi tự lừa mình dối mình. Không thể qua mặt được người khác. Vừa dứt lời, Triều Kha đã nhấc tay muốn quăng con dao phẫu thuật đang nằm ngang trên cổ mình về phía Lý Lăng Việt. Lý Lăng Việt né tránh trong vô thức, nhưng con dao trong tay cô không hề ném tới chỗ anh. Chỉ có điều anh vẫn chưa nhận ra, con dao phẫu thuật nhuốm đầy máu tươi đã đâm vào bụng dưới của cô lần thứ tư âm thanh tăng lên khi dao cắt vào trong da thịt dường như sắp mất đi tất cả sức lực tuyệt vọng là thế bất lực là thế lý lăng việt chừng to mắt lúc anh nhìn cô cơ thể ốm o gầy gò của triều kha đã nghiêng nghiêng ngả ngả cô dáng dùng hết tất cả sức lực còn lại rút dao phẫu thuật trong tay ra muộn rồi sau khi nhìn thấy ân triều kha ngã xuống lý lăng việt điên cuồng gầm lên một tiếng nước mắt anh ta tuôn trào anh lao đến bất chấp tất cả để cướp đi con dao trong tay cô, ném trên mặt đất, rồi ôm cô vào trong lòng mình. Cô gái bé nhỏ nằm trong lồng ngực mình, nhẹ hẫng đến đáng sợ. Dường như anh đang ôm một đứa con nít vậy. Cổ và bụng dưới của cô vẫn còn đang chảy máu tươi đầm đìa. Lý Lăng Việt ôm cô vào lòng thật chặt, rồi rốt ruột nói, Chiều Kha, Chiều Kha, em không được chết, tôi không cho phép em chết, em phải dáng lên cho tôi. Người đàn ông ấy lớn tiếng ra lệnh rồi ôm cô chạy ra ngoài. Ân rào rào ngồi bệt ngoài cửa, đầu đến rên rên gì gì. Nhưng người đàn ông ấy vẫn thở ơ chạy lướt qua, nhằm thẳng vào phòng cấp cứu. Rất nhiều y tá đã tụ tập ở hành lang bên ngoài cửa. Nhưng vì đây là chuyện nhà của Lý Lăng Việt nên không có ai dám hỏi cho rõ ràng. Vào giây phút ấy, nhìn người đàn ông sướt mướt ôm cô gái đầm đìa máu tươi, chạy vụt ra ngoài một cách điên cuồng, tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía chuyện gì thế này giết người sao sao chảy nhiều máu như thế này chứ chiều kha nằm trong lồng ngực của lý lăng việt đã chỉ còn thoi thóp hơi tàn gương mặt nhợt nhạt vằn vẹn vết máu vết mồ hôi và nước mắt trông có vẻ hết sức tiều tụy như thể một giây sau sẽ tắt thở vậy lần đầu tiên lần đầu tiên cô được anh ôm chặt như thế này <laughs> anh cũng sợ cô chết đi sao có phải cô chết rồi Anh sẽ cảm thấy suối quầy lắm có đúng không Hay là vì cô chết rồi cô Cũng mất đi một cái từ cung thích hợp Cho ân dao dao sao Chiều Kha vòng tay ôm chặt Người đàn ông đang chạy điên cuồng ấy Cô kể sát lại Muốn mở miệng như cặp môi trắng bệnh khép mở Chẳng thốt ra nổi chữ nào Cô muốn nói với anh Rằng khi nhát dao thứ tư đâm xuống Cô sẽ không còn nợ nần gì anh nữa Bác sĩ, bác sĩ, nhanh lên, mau cứu vợ tôi giọng nói điên cuồng của lý lăng việt vang lên bên ngoài phòng cấp cứu tất thầy nhân viên y tế nghe thấy đều luống cuống chạy ra đỡ chiều kha lên giường lý lăng việt túm chặt lấy vạt áo của bác sĩ mắt anh ta đỏ khay cắn răng nghiến lợi nói cứu chiều kha phải cứu sống cô ấy nếu không cứu được tôi bắt các người phải đền mạng anh gằn từng chữ chắc như đinh đóng cột sự hung hãn tòa ra từ người anh khiến bác sĩ run lầy bẩy anh anh Lý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói dứt lời, bèn đẩy anh ra, cuống quýt chạy vào trong phòng cấp cứu. Trên tay và trên mặt của Lý Lăng Việt dính đầy máu của Triều Kha. Anh ôm đầu bằng hai tay, nhìn chằm chằm vào ba chữ đang cấp cứu. Ánh mắt đau đớn, áy náy, còn có âm u. Ân Triều Kha, em nghe cho rõ đây. Không được tôi cho phép, em không được chết. Không được phép, nếu em chết đi tôi cũng dẫn ân dao dao đi tìm em để em chết cũng không được yên em lên thiên đường tôi cũng sẽ lên thiên đường em xuống địa ngục tôi cũng sẽ xuống địa ngục cơ thể cao giáo thẳng tắp của anh từ từ ngồi xồm xuống người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo ấy bây giờ trông có vẻ nhếch nhác vô cùng tần nhã sốt ruột chạy đến nhìn thấy người đàn ông ngồi xồm trên mặt đất ấy bèn nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi đến hỏi lăng việt Rào rào sao thế? Sao lại bị gãy hai cái xương sườn vậy? Cậu còn không đi thăm con bé? Còn... Bà ta vẫn còn chưa nói dứt lời. Lý Lăng Việt đã quay đầu lại. Oán hận chừng mắt nhìn bà ta với đôi mắt đỏ gay. Trông đáng sợ khôn xiết. Bà ta không thể không nuốt hết những lời chưa nói hết xuống. Giọng nói lập tức trở nên nhẹ nhàng. Lăng Việt, đừng gọi tôi như thế. Ghê tởm. Lý Lăng Việt tức giận giống lên. Anh cắn răng, không hề che giấu sự căm hận của mình. Tần Nhã bị dọa sợ, liên tiếp lùi lại phía sau. Lăng, Lăng Việt, cậu, cậu làm sao thế? Lý Lăng Việt cười lạnh một tiếng, đứng lên ép sát từng bước. Mẹ kiếp, sao không đi hỏi con gái bảo bối của bà? Hai mẹ con các người đã làm chuyện xấu tắng tận lương tâm gì? Còn hỏi, làm sao sao? Tần Nhã bị ép lùi đến khi đụng phải bức tường. Nhìn người đàn ông giống như ma quỷ trước mắt, Bất cứ lúc nào cũng sẽ há miệng lớn đầy máu ra mà ăn bà ta. Bà ta không dám mở miệng hỏi thêm một từ, lập tức xoay người chạy ra. Phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, có y tá vội vàng chạy ra. Sau khi cầm túi máu thì lại vội vàng chạy vào. Có bác sĩ mặt mày ngưng trọng đi ra, sau đó lại tràn đầy hy vọng bước vào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu. Lý Lăng Việt nhìn những người mặc áo và lưu trắng đi qua đi lại, rất muốn bước lên hỏi tình hình, nhưng lý trí duy nhất lại nói với anh không thể ảnh hưởng bác sĩ cứu chữa cho triều kha được triều kha vợ của lý lăng việt anh không thể chết như vậy được giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa có làm rõ ràng cô tuyệt đối không thể chết không rõ ràng như vậy một đêm trôi qua ba chữ đang cấp cứu vẫn sáng đèn lý lăng việt cuối cùng cũng không động đậy ngồi khuỵu ở góc tường đôi mắt hẳn tia máu nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật giống như là hóa đá vậy. Cuối cùng, có y tá đi ra, nhìn anh và nói, xin hỏi ai là Lý Lăng Việt? Âm thanh này giống như hy vọng xa xôi từ trên trời truyền xuống, nháy mắt gọi tỉnh anh. Anh đứng dậy, cơ thể lào đào sông tới. Là tôi, tôi là Lý Lăng Việt, tôi là chồng của ân Triều Kha, vợ tôi như thế nào rồi? Thời gian một đêm, giọng nói vốn trầm khàn sâu lắng của anh trở nên càng khàn hơn như rách ra vậy. Y tá lạnh lùng liếc nhìn anh Bà ân bảo tôi truyền lời cho anh Hôm qua giao thứ tư Cô ấy đâm vào tử cung Là trừng phạt cô ấy đã gà sai người Còn muốn tiếp tục sai lầm Chờ đợi kỳ tích Chờ đợi người chồng đã yêu người khác về nhà Hy vọng người đàn ông cô ấy yêu nhiều năm Hồi tâm chuyển ý Lý Lăng Việt sững sờ Trong mắt chớp cái tràn ngập sự đau đớn Hai tay buông thõng Dần dần siết chặt thành nắm đấm trầm giọng hỏi Cô ấy vẫn ổn chưa? Bà ân đã được cứu, nhặt được cái mạng về, nhưng từ cung thì mất rồi. Y tá thẳng thắn nói ra tất cả xong, đang muốn rời khỏi thì lại quay người lại, liếc nhìn Lý Lang Việt. Đúng rồi, bà ân đã nói, khi cô ấy còn sống, đều không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa. Nói xong, thì xoay người bước vào phòng phẫu thuật. Lý Lăng Việt chỉ cảm thấy lồng ngực bị một con dao sắc bén và lạnh lẽo cứa vào. Dần dần có vô số vết dao xuất hiện, khiến anh trong nháy mắt đau đớn không cách nào hô hấp được chiều ca trong mắt anh trước giờ đều là người đứng phía sau một cô gái nhút nhát nhưng lại ngoan ngoãn rốt cuộc cô hận anh nhiều như thế nào mới có thể dùng dao phẫu thuật mà cô thích nhất từng dao từng dao để kết thúc quan hệ giữa bọn họ năm tháng còn sống cũng không muốn gặp lại anh nữa trợ lý vội vàng chạy đến nhìn thấy lý lăng việt đang trong tình trạng không kiểm soát được cảm xúc cẩn thận bước lên phía trước đưa tư liệu trong tay cho anh. Thưa anh, đây là những thứ phát hiện được trong phòng làm việc của bà chủ. Cô ấy đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn rồi. Lý Lăng Việt dần dần quay sang khi nhìn thấy bốn chữ lớn thỏa thuận ly hôn đó, chỉ cảm thấy đặc biệt gai mắt. Anh đột nhiên giơ tay, đoạt lấy mấy trang giấy xé rách nó. Lúc ẩn rào rào mặc quần áo bệnh nhân đi đến, vừa hay nhìn thấy những mảnh giấy vụn bay khắp nơi. Người đàn ông cô đơn lạc lõng trong số giấy vụn đó. Cô ta đi đến, đứng sau lưng anh, cẩn thận mở miệng. Lăng Việt, anh đừng buồn nữa. Nghe thấy giọng nói của cô ta, anh híp mắt quay qua nhìn. Tất cả mọi sự tức giận vẫn nộ đều tràn ngập trong đôi mắt hẳn tia máu. Tại sao phải lừa tôi? Tại sao phải lừa tôi? Anh lạnh lùng chất vấn, dọa ân sao sao mặt mày đang trắng bệch, bỗng xứng sở, run rẩy nói. Xin lỗi, Lăng Việt, anh lẽ nào không biết tại sao sao? Bởi vì em cũng yêu anh Em yêu anh còn nhiều hơn ân triều kha Ân triều kha cô ta chỉ là một đứa con gái riêng Cô ta không xứng để yêu anh Cút Lý Lăng Việt vùng một cái tát Ân dao dao bị đánh suýt chút nữa ngã ra sàn Cô ta vừa làm xong phẫu thuật Trình xương sườn Nhìn cơn đau để đến xem anh Anh lại đối xử với cô ta như vậy Nhìn thấy sự u ám bao phủ quanh người anh Ân dao dao chỉ có thể cố gắng Đè nén sự tức giận và phẫn nộ của cô ta xuống Lý Lăng Việt, anh không phải rất ghét ân triều kha sao? Tại sao giờ khắc này lại vì tiện nhân đó mà đối xử với cô ta như vậy? Ân rào rào cố gắng nín nhịn bước lên, dịu giọng nói. Lăng Việt, Triều Kha yêu anh không sai, nhưng cô ta cũng không thể bởi vì thế mà tàn nhẫn giết đứa con trong bụng của em. Đứa bé là cốt nhục của em và anh, giết con của chúng ta còn chưa đủ, cô ta còn muốn giết chết mẹ của em. Lăng Việt, loại phụ nữ độc ác như Ân Triều Kha, cô ta căn bản không xứng được yêu anh. <laughs> Lý Lăng Việt cười mỉa mai lại tàn nhẫn, đào mắt nhìn về phía cô ta. Ân dao giao, trong bụng cô mang thai con của ai, trong lòng cô cũng không rõ rào. Mẹ kiếp, tôi chưa từng chạm vào cô, cô sao có thể mang thai con của tôi chứ? Hả? Từng từ từng câu của anh giống như cây kim đâm thẳng vào trái tim của ân dao giao. Cô ta trợn to mắt, hoàng hốt, cô ta bước lên trước, muốn kéo lấy cánh tay của anh, sao sao có thể như thế chứ? Lăng Việt, anh anh quên rồi, lần trước hai chúng ta uống nhiều. Lý Lăng Việt ghê tởm rút tay lại rồi đẩy cô ta ra. "Vậy sao?" <laughs> Mặt mày của Ân Dao Dao khá hoang mang, nhìn người đàn ông trước đó dịu dàng biết mấy, bây giờ đã trở nên vô tình như thế, cô ta ngay cả nước mắt cũng không biết nên rơi ở đâu. "Sao có thể chứ? Anh biết rồi sao?" lôi người phụ nữ điên khùng này ra ngoài lý lăng việt phân phó trợ lý tôi không muốn khi triều kha ra ngoài sẽ nhìn thấy cái thứ rác rưởi như thế kia ở đây vâng thưa anh trợ lý kéo ân dao dao còn đang dãy ruộng rời khỏi trước cửa phòng cấp cứu mãi cho đến trưa triều kha mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật trực tiếp đưa vào phòng icu lý lăng việt đều không dám lại gần sợ sau khi ân triều kha nhìn thấy anh thì lại làm ra những chuyện gì kích động nữa anh đứng từ xa nhìn cô gái, mặt không còn chút máu, được đẩy vào phòng bệnh, chỉ có thể xa xa thông qua ô cửa kính nhìn cô. Hoàng hôn đến, Ân Triều Kha cuối cùng cũng dần dần mở mắt. Lý Lang Việt vẫn ở trước ô cửa kính nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt điền trai hốc hác, bỗng hiện lên nét vui mừng, giọng nói khàn khàn thấp giọng nói, "Chiều Kha, Chiều Kha." Sau khi Chiều Kha nhìn rõ cảnh trước mắt đang ở trong phòng bệnh, trong ánh mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, trái tim lại đau âm ỉ. Khóe miệng cong lên, mang theo tia lạnh lẽo. Đưa tay sờ kim truyền nước ở mu bàn tay, dùng sức rút ra. Đầu kim tiêm từ mu bàn tay rơi xuống bởi vì động tác quá mạnh, không có xé lớp băng dán ra. Khi rút đầu kim ra đã bị cong, vết kim đâm vào trên mu bàn tay, nháy mắt rơm rớm máu, khiến người khác khá sốc. Lý Lăng Việt sững sờ vội vàng mở cửa xông vào chỉ là hai chân của anh vừa mới chạm mặt sàn của phòng bệnh giọng nói yếu ớt của chiều kha nhưng lại lạnh lùng kiên quyết chuyển đến lý lăng việt nếu như tôi còn nhìn thấy anh nữa tôi sẽ chết ngay trước mặt anh để anh sống không yên trong suốt phần đời còn lại lý lăng việt không dám bước thêm một bước nào nữa cơ thể cao lớn đó cứng nhắc đứng ngây ra ánh mắt tràn đầy đau thương chiều kha anh vừa mờ miệng thì đã bị chiều ca cắt ngang lý lang việt buông tha cho tôi đi tôi bây giờ không còn nợ anh cái gì nữa chỉ cần anh đồng ý với tôi sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nữa cũng sẽ không chết trước mặt anh nữa sau khi chết rồi cũng sẽ không cuốn lấy anh cầu xin anh đấy buông tha cho tôi đi giọng nói của cô rất trầm ngữ khí của cô tràn đầy sự bất lực và thình cầu Mỗi một từ như đánh vào trái tim của Lý Lăng Việt, đều đau đớn đến mức anh muốn ngạt thở. Anh đứng từ xa nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cơ thể gầy gò yếu đuối đó phủ lên trên lớp chăn dày, vẫn nhỏ bé như vậy. Lý Lăng Việt nhắm mắt lại, nhịn đau gật đầu, "Được, tôi đồng ý với em, sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa, nhưng em cũng phải đồng ý với tôi, cố gắng sống, cơ thể khỏe lại mới có thể tìm tôi báo thù rửa hận được." Nói xong, anh quay người đi ra khỏi vòng bệnh. Đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo của Triều Kha vẫn cứ dõi theo bóng sáng đã rời đi xa của anh. Nước mắt bất chợt lăn dài. Người co lại, mặt úp vào hai tay, khóc đến mức cả người run rẩy. Sau khi bác sĩ và y tá bước vào, gắn lại mũi kim truyền nước, chủ nhiệm khoa sàn đau lòng nhìn cô. Triều Kha, cô trước đó... Tại sao lại không nói với anh Lý? Cô đã mang thai rồi chứ? Chiều Kha mỉm cười nhàn nhạt, anh ấy không muốn để tôi có con của anh ấy. Tôi nói cho anh ấy biết, chỉ khiến đứa bé chết trong tay ba ruột của nó mà thôi. Chủ nhiệm bèn thờ dài. Vẫn may, nhờ kỹ thuật tài giỏi bao nhiêu năm của cô, nếu không hai người... Chủ nhiệm còn chưa nói xong, Chiều Kha khép mắt lại. Chủ nhiệm, cảm ơn, ơn cứu mạng, Chiều Kha mãi mãi ghi nhớ. Đứa trẻ ngốc, cố gắng nghỉ ngơi đi. Chủ nhiệm do dự một lát, trên mặt mang theo chút vui mừng. Cô yên tâm, anh lý đã dặn anh ta sẽ không đến nữa cũng sẽ không để cô nhìn thấy người không muốn gặp cô yên tâm dưỡng bệnh đi ừ nửa tháng sau tập đoàn lý thị trợ lý nhìn mặt mày âm trầm của lý lăng việt khi xem ảnh của triều kha hít một hơi thật sâu bước lên cẩn thận mở miệng thưa anh cơ thể của cô ân dao dao đã hồi phục kha khá rồi anh xem sắp xếp phẫu thuật vào khi nào lý lăng việt nhẹ nhàng để tấm ảnh trong tay xuống mau chóng sắp xếp được Trợ lý đáp một tiếng, đưa túi văn kiện trong tay cho anh, sau khi bà chủ xuất viện, chúng ta đều không nhìn thấy tung tích của cô ấy nữa. Cô ấy cũng không có trở về. Đây là những thứ tìm được ở trong phòng làm việc của bệnh viện và trong phòng riêng của cô ấy. Trợ lý nói xong, không dám tiếp tục nhìn sắc mặt của anh nữa, để túi văn kiện xuống, sau đó quay người rời đi. Từ sau khi bà chủ tự sát không thành, anh ấy giống như biến thành một con người khác, anh càng không nói không rằng Càng ngày nhìn vào ảnh của bà chủ. Không phải ngây người thì chính là hút thuốc. Người đàn ông cao lớn với chiều cao 1m85 chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần đều đã gầy đi hai vòng. Lý Lăng Việt mở túi văn kiện ra. Bên trong rơi ra vài tờ giấy. Đều là tờ giấy có in hình. Có tờ giấy đã ngả vàng. Có nếp gấp rõ ràng. Chỉ là trên mỗi tờ giấy nét chữ thành thoát đó. Nét chữ vô cùng quen thuộc. Anh đều tưởng rằng đó là nét chữ của ân giao giao Gần đây mới biết Nét chữ nhiều năm nay của ân giao giao Đều là mô phòng theo chiều kha Chính vì thế Năm đó từng bức thư tình gửi đến tay anh Chủ nhân của nét chữ này Ân chiều kha Theo thời gian ghi trên đó Lý Lăng Việt sắp xếp thứ tự lại Hàng chục bức thư Tất cả có hơn 70 bức Có những nội dung rất quen thuộc Là năm đó ân giao giao lấy danh nghĩa của cô ta đưa cho anh mà còn có một phần anh chưa từng thấy. Bởi vì những nội dung này vừa nhìn là biết không phải giọng điệu của ân giao sao. Anh Lăng Việt, xin chào. Em hôm nay khi tập thể dục đã nhìn thấy anh rồi. Mặc dù anh đứng đầu thị phạm cho mọi người. Hơn nữa, các em rất xa, rất xa. Nhưng em chỉ cần nhìn một cái cũng có thể phát hiện ra anh rồi. Anh Lăng Việt, anh rất đẹp trai. Các bạn nữ của lớp chúng em nói em nhìn thấy anh là đỏ mặt. Mỗi khi em nhìn thấy anh, anh có phát hiện mặt của em đỏ không? Anh làng Việt, chị nói anh không thích cô gái như em. Không sao, em thích anh là được rồi. Anh tuyệt đối đừng có vì tình yêu của em dành cho anh mà thấy áp lực. Em sẽ không quấy dày anh, chị đứng từ xa dõi theo anh. Anh làng Việt, anh hôm nay khi dương cờ, mặc áo sơ mi rất trắng nha. Anh Lăng Việt, vốn dĩ cô giáo sẽ xin học bồng cho em đi du học, nhưng chị nói anh sẽ không ra nước ngoài, cho nên em hôm nay đi tìm cô giáo nói em không muốn ra nước ngoài nữa anh lăng việt anh ở đâu em ở đó cho dù anh vĩnh viễn không nhìn thấy em em cũng sẽ mãi mãi đứng bên cạnh anh nói không chừng khi anh quay đầu lại thì có thể nhìn thấy em rồi anh lăng việt chị nói anh thích học y thật trùng hợp em cũng thích học y mặc dù em đã mất đi cơ hội ra nước ngoài cùng với anh học chuyên sâu nhưng em tin chỉ cần chúng ta sau này ở cùng một lĩnh vực thì sẽ có cơ hội hợp tác anh lăng việt em biết em rất phiền nhưng em đã quen viết tâm tình cho anh chị nói anh sau khi nhận tuy không có biểu cảm gì nhưng cũng không thấy phiền hà chị ấy cổ vũ em tiếp tục viết anh lăng việt anh nếu như thấy phiền thì anh nói với em biết em sẽ không làm một cô gái khiến anh cảm thấy phiền đâu anh lăng việt nhìn thấy anh và chị trở thành bạn trai bạn gái rồi em chỉ biết vừa cười vừa khóc em biết em đều không bằng chị không xinh đẹp như chị không thông minh như chị thậm chí không có thân phận con gái trường của nhà họ ân như chị anh lăng việt chị nói em không có tư cách yêu anh em cảm thấy đúng cho nên về sau em sẽ không viết thư cho anh nữa em sợ anh hiểu lầm em hiểu lầm em chen chân vào chuyện tình cảm của anh và chị anh lăng việt Đêm nào em cũng cưỡng ép bản thân quên đi anh, nhưng cầu thần chú em niệm quá không linh nghiệm, bởi vì em đọc một lần thì sẽ khắc sâu vào trái tim của em một lần. Anh Lăng Việt, em không quên được anh, cũng không muốn quên anh. Xin anh nói cho em biết phải làm như thế nào để có thể khiến em không nhớ anh mỗi ngày. Anh Lăng Việt, em xin lỗi anh, bởi vì em mà chị bị cưỡng hiếp. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu như có thể Em ước thời gian quay ngược lại để em chịu thay những đau đớn đó thay chị, để chị hãnh diện gà cho anh, để anh vui vẻ kết hôn. Tất cả những điều không may đều để cho em thừa nhận giúp anh và người anh yêu. Lăng Việt, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, tuy đến hôm nay em vẫn như trong mơ vậy. Không biết tại sao anh lại đột nhiên cưới em, nhưng em thật sự sợ hãi, sợ em sẽ chọc anh không vui, sợ em sẽ không thể giống như chị khiến anh nở mày nở mặt. Lăng Việt, đã muộn như vậy rồi, anh còn không trở về sao? Lăng Việt, đây là ngày thứ hai em gả cho anh, em ở nhà đợi anh. Lăng Việt, đây là ngày thứ chín chín em gả cho anh, anh cuối cùng cũng về rồi, nhưng em còn chưa nhìn rõ anh, anh lại đi rồi. Lăng Việt, em học nấu món anh thích ăn nhất, trở về được không? Em làm cho anh ăn. Lăng Việt. Đây là ngày thứ 526 em một mình ở nhà đợi anh, em nhớ anh, em sẽ dành phần đời còn lại đợi anh về nhà. Lý Lăng Việt đọc từng trang từng trang, nước mắt sớm đã đầy mặt. Đây là lần thứ hai anh khóc từ khi có nhận thức. Lần thứ nhất là cô toàn thân đầy máu được anh ôm trong lòng. Không đọc tiếp được nữa, mỗi một từ cô viết đều giống như búa nặng đập vào trái tim của anh, quá đau, đau đến mức anh không thể thừa nhận được Xem những tờ giấy trên bàn Mắt của Lý Lang Việt đỏ hoe Anh đứng dậy cầm một điếu thuốc Xoay người đi đến trước cửa sổ sát đất Nhìn hàng xe đông nghịt Cách hàng trăm mét dưới chân Sâu sắc nhắm mắt lại Năm 15 tuổi Anh ở khu vui chơi của khách sạn Nhìn thấy cô bị một đám bạn ăn hiếp Đôi mắt long lành có hồn đó Đã khiến anh động tâm Đó là một đôi mắt không có bị thứ gì nhiễm bẩn được tất cả sự ngây thơ và lương thiện đều viết trong đôi mắt trong veo đó anh biết cô là em gái của ân giao giao ân giao giao thường cầm bức thư tỏ tình đến tìm anh anh xem xong lại không để tâm mục đích anh đến nơi này chính là vì ân giao giao nhìn cô ta mắc câu anh đương nhiên vui mừng nhưng cũng bởi vì như thế anh chưa từng đi thăm dò những bức thư đó có phải thật sự do ân giao giao viết không ở mọi góc hoa viên trong trường anh hình như đều sẽ nhìn thấy đôi mắt đẹp linh động đó nhưng mỗi khi anh đi tìm chủ nhân của đôi mắt đó lại vô tình tránh đi bởi vì đôi mắt đó của cô anh còn nhìn chúng cô gái nào khác được sao vì thế anh bắt đầu xuất hiện những nơi có cô sợ cô cho rằng anh cố ý mỗi lần anh đều đứng ở chỗ cách xa cô không tiến sát không chủ động không nhìn cô ân rào rào tìm anh cùng ra nước ngoài anh sử dụng mối quan hệ trong nhà để cô giáo đưa cho cô chỉ tiêu của trường cùng chi phí bên đó thế nhưng cô lại đi tìm cô giáo chủ động từ bỏ nói cô không muốn ra nước ngoài cô lúc đó không nhìn thấy anh đang đứng ở bên ngoài cửa sổ nghe rõ ràng lời cô nói thưa cô thận được của em người em thích anh ấy không muốn ra nước ngoài anh ấy thích học y cho nên em cũng không muốn ra nước ngoài em chỉ muốn thi đỗ học viện y học trong nước là được rồi thì ra cô đã có người mình thích Xem ra cô như ân giao giao đã nói Tuổi còn trẻ Diện mạo Nhìn thì thanh thuần lương thiện Trên thực tế rất phóng túng Tiếng chuông điện thoại trên bàn Đã cắt ngang dòng suy tư của anh Anh mở mắt ra Trong đôi mắt sâu thẳm lại đỏ ngầu Lý Lăng Việt à Lý Lăng Việt Thì ra từ đầu đến cuối Mày đều là thằng ngu Lòng tự tôn đáng thương Khiến cho mày tổn thương người con gái Mày yêu đến cơ thể Không thể lành lặn Gạt đi những suy nghĩ đó anh xoay người bắt máy. Lăng Việt, nếu ân triều ca đã không còn có tử cung, vậy thì không thể sinh người thừa kế cho nhà họ Lý chúng ta được nữa. ly hôn đi, lấy một người khác. Là tiếng của ba anh Lý Mộ Lâm. Lý Lăng Việt lạnh giọng nói. Lấy thêm người khác cũng được, nhưng còn muốn lấy ân giao giao. Ân giao dao giao? Dao Lăng Việt, con sao còn không quên được cô gái đó? Cô ta bị nhiều người ngủ qua như thế, lấy cô ta không phải là đánh vào mặt của ba con hay sao? Ba, nếu như không đồng ý, con lấy ân giao giao, con lập tức bay ra nước ngoài, làm phẫu thuật triệt sản. Ngữ khí của Lý Lăng Việt rất kiên quyết. Anh nói xong thì trực tiếp tắt máy. Nhà họ Lý vì thế mà náo loạn hết cả lên. Khi Lý Lang Việt đang bay ra nước ngoài công tác, Lý Mộ Lâm lại tưởng anh thật sự đi làm phẫu thuật triệt sản, chỉ đành gọi điện cho anh, đồng ý cho anh lấy ân giao giao lăng việt là con trai độc tôn đời thứ ba anh muốn lấy ai thì lấy đi chỉ cần có thể sinh con trai cho nhà họ lý là được rồi đứa con trai này một khi phát điên không ai có thể ngăn cản nổi nửa tháng sau lý lăng việt làm tiệc đơn giản đón ân giao giao vào cửa vợ chồng ân học sĩ và tần nhã nhìn thấy lý lăng việt quả nhiên như đã hứa lấy con gái bảo bối của mình thì vui không khép nồi mồm chỉ có ân dao dao từ đầu đến cuối đều run sợ đêm tân hôn cô ta đợi rất lâu cuối cùng đợi được một lý lăng việt toàn thân đều là mùi rượu trai tìm của ân dao dao hơi run vội vàng đứng dậy qua đỡ không ngờ sau lưng của lý lăng việt lại xông vào bốn người mặc đồ đen cao to trực tiếp bước đến khống chế cô ta lăng việt anh anh muốn làm gì ân dao dao cố gắng chấn định hỏi cô đã không có tử cung. Tôi sợ làm thì quá trống, cho nên đã tìm một người có tử cung phù hợp với cô, đến bệnh viện cấy ghép tử cung trước đã. Lý Lăng Việt nói rất nhẹ nhàng. Ân sao sao, mặt trắng bệnh. Đừng bà, Lăng Việt, anh không phải nói chúng ta có thể tìm mang thai hộ sao? Anh không phải nói anh sẽ không giải bỏ em nữa sao? Đêm này là đêm tân hôn của chúng ta, em không muốn đến bệnh viện. Ân sao sao còn chưa khóc lóc kề lệ xong, chỉ thấy bàn tay của Lý Lăng Việt khẽ phất một cái, người mặc đồ đen bèn lôi ân dao dao đi ra khỏi phòng. Cô ta hết phản kháng, lại giãy giụa nhưng vẫn bị cưỡng chế kéo vào bàn phẫu thuật. Bị bác sĩ đưa một tử cung vào trong bụng của cô ta. Buổi tối ngày đầu tiên, ân giao giao xuất viện trở về vườn bích nhân. Người đàn ông đó đã ấn cô ta lên giường, muốn cô ta hết lần này đến lần khác. Mặc dù ân giao giao rất bất mãn với sự thô bạo của anh. Nhưng mà nghĩ đến thân phận bà Lý này thì không tính là cái gì cả. Vì thế cô ta đều nhịn. Lý Thị nghe xong báo cáo của trợ lý, Lý Lăng Việt gạt hết những đồ vật trên bàn xuống. Một đám vô dụng, một cô gái mà thôi, các cậu đã tìm mấy tháng rồi mà không tìm được một chút tin tức nào sao? Cô ấy lẽ nào biết bốc hơi sao? Trợ lý hoàng hốt, xin lỗi là thuộc hạ vô năng. Hộ chiếu của bà chủ có thể đi được đến chỗ nào chúng tôi đều tìm rồi tất cả các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ, đường hàng không có thể tra được thì đều đã tra hết cả rồi. Đều không có bất cứ ghi chép gì của cô ấy. Tìm, tiếp tục tìm. Cho dù có phải rời núi lấp biển thì cũng phải tìm được chiều kha về cho tôi. Lý Lăng Việt đấm một cú vào bàn. Chỉ nghe rắc một tiếng, chỗ nắm đấm chuyển đến tiếng gãy. Trợ lý nhận lệnh và đi làm. Anh đứng trong văn phòng bừa bột, gãy nhắm mắt lại. Chiều kha, em rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao một chút manh mối cũng không để lại cho tôi chứ? Thù của tôi đã báo xong rồi, tôi còn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em. Trở về đi, cô gái của tôi. Tại Nhật Bản, dưới những tán cây hoa anh đào tuyệt đẹp, Chiều ca mặc chiếc áo lông dài màu trắng, ngồi trên chiếc xe lăn ngước nhìn thấy bông hoa đào đang từ từ rơi xuống. Anh bắt tràn ngập thương tiếc. Đồng tử vệ chậm rãi đầy xe lăn, nhẹ nhàng nói. Chiều ca, anh vốn không muốn dẫn em đi ngắm hoa anh đào bởi vì tôi biết em yêu hoa người yêu hoa đều sẽ tiếc hoa cũng sẽ buồn vì sự héo tàn của nó chiều kha thu hồi ánh mắt khóe miệng nhếch lên em đâu phải là lâm đại ngọc em không có giả tạo như thế em chỉ là em chỉ là có chút nhớ nhà sau khi xuất viện thì đến nhật bản chớp mắt một cái đã mấy tháng trôi qua cô cho rằng không gặp người đó nữa thì sẽ có thể quên đi những tổn thương kia cô cuối cùng vẫn quá ngây thơ có những vết sẹo một khi đã khắc vào trái tim thì không thể lành lại được nữa mỗi khi trái tim đập một nhịp vết thương sẽ nứt ra từng chút đồng tử vệ nhướng mày khuỵu chân xuống trước mặt cô chiều Nga, thân thể của em vừa mới hồi phục em bây giờ nếu như về nước anh sợ tâm trạng của em sẽ ảnh hưởng đến cơ thể dù sao bây giờ em đang mang thai Chiều Kha ngắt lời anh ta. Tử vệ, em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng chúng ta ban đầu đến đây quả thực có chút vội vàng. Lấy bản lĩnh của Lý Lăng Việt, anh ta sẽ rất nhanh tìm thấy chúng ta. Em không muốn bị anh ta tìm thấy. Em không muốn gặp anh ta nữa. Em suy nghĩ rồi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chúng ta đổi tên đổi họ trở về. Anh ta vĩnh viễn sẽ không đoán ra được chúng ta ở bên cạnh anh ta. Anh biết sao? Nếu như em có thể nhìn thấy sáng vẻ rốt sắng của anh ta, em sẽ càng thỏa mãn. Đồng tử vệ nhìn thấy trong mắt cô vụt qua một tia sáng, sau đó nặng nề gật đầu. Được rồi, Chiều Kha, chỉ cần em muốn, anh sẽ vì em. Xông vào dầu sôi lửa bỏng. Ai kêu anh ta thích cô chứ? Ai kêu anh ta yêu cô? Ai kêu anh ta cam tâm tình nguyện vì cô mà làm tất cả? Cảm ơn anh, Tử Vệ. Gương mặt hơi tái của Triều Kha cuối cùng cũng nở ra một nụ cười vui vẻ. Một tháng sau, ân rào rào như ý mang thai. Nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, ân rào rào cực kỳ vui mừng. Đáng tiếc, Lý Lăng Việt đi công tác rồi. Cô ta không muốn làm phiền anh, vì thế kiên nhẫn ở nhà đợi anh trở về. Ân Triều Kha mất tích rồi. Hiện nay, cô ta không những gà cho Lý Lăng Việt, còn mang thai đứa con của anh ta. Ông trời thật sự rất chiếu cố cô ta nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài ân giao giao vui vẻ bật dậy khỏi ghế sofa lý lăng việt mệt mỏi đi vào nhìn thấy giao giao chạy ra đón thì chỉ lãnh đạm liếc nhìn một cái cũng không nói gì lăng việt anh đã về rồi em có tin tốt muốn nói cho anh ân giao giao vội vàng đưa dép cho anh lý lăng việt thay dép ngữ khí lạnh tanh cô chắc chắn là tin tốt không phải là tin xấu chứ đương nhiên rồi lăng việt em có thai rồi Ân giao giao ngại ngùng nói. Lý Lăng Việt lại không thấy gì bất ngờ. Lười biếng ngồi trên ghế sofa. Lấy quyền lịch lại đây. Ân giao giao không hiểu lắm. Nhưng vẫn nhanh chóng đưa quyền lịch cho anh. Anh thở ơ. Tôi không nhớ lần trước chúng ta làm khi nào. Ngày mấy. Thì ra là vì cái này. Ân giao giao vội vàng giúp anh lật đến ngày cô vừa xuất viện. Lăng Việt chính là ngày em xuất viện về nhà đấy. Thật sự ông trời phù hộ chúng ta. Biết chúng ta mất đi một đứa con thì nhanh chóng thuận lợi như thế cho chúng ta một đứa khác. Vậy sao? Anh khẽ nhướng mày. Tôi lại nhớ mấy ngày đó tôi đang ở London công tác chứ. Cô chắc chắn ngủ với cô là tôi không? Ân rào rào chỉ cảm thấy đầu bị đập mạnh. Lăng Việt đương nhiên là anh rồi. Chính là ở đây mà. Người khác ừ, ai dám đến chứ? Vậy thì là tôi nhớ sai. Nếu đã như thế, vậy thì làm giám định DNA cho thai nhi đi. Xem thử đứa bé rốt cuộc có phải là của tôi không? Tôi không muốn tùy tiện để con của chó mèo nào mang họ Lý. Lý Lăng Việt nhếch mép cười, nhưng nụ cười lạnh lại không đến đáy mắt, khiến ân rào rào bất giác lạnh toát. Lăng Việt, thai nhi mới được hơn một tháng, cái đó sao mà làm chưa Ân rào rào nắm lấy cánh tay của anh, run run hỏi. Lý Lăng Việt đẩy cô ta ra. Bệnh viện có cách, cô nếu như hỏi lòng không thẹn, thì đi làm đi. Lăng Việt, đứa bé này thật sự là con của anh. Em đã gả cho anh rồi Em em sao dám qua lại với người đàn ông khác chứ Ân rào rào bỗng nhiên rơi nước mắt Cô ta rất để tâm đến đứa con này Bởi vì đây là con của cô ta Và Lý Lăng Việt Cô ta không thể để đứa con này Có bất cứ sơ suất gì Cô ta nhất định phải bảo vệ đứa con này Mới có thể bảo vệ được địa vị của bà Lý Lý Lăng Việt cười lạnh Sao hả? Sợ rồi sao? Ân rào rào lắc đầu Em tự thấy lòng không thẹn Làm thì làm, nếu như là con của anh, em nghĩ anh cũng sẽ nghĩ cách để bảo vệ đứa bé. Khi ân giao giao mang thai đến tháng thứ ba, thì cô ta bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Tổng giám đốc Lý, thai nhi còn nhỏ, nếu như bây giờ dùng thuốc mê, sợ rằng có ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ chính trưng cầu ý kiến của Lý Lăng Việt, bảo vệ đứa bé quan trọng không dùng thuốc mê. Lý Lăng Việt ký vào bản chấp thuận lấy cuống máu của thai nhi để làm giám định DNA mà không cần gây mê trong quá trình xuyên vào đó, ân rào rào đau đớn mà hét thảm thiết. Lý Lăng Việt ra lệnh cho người giữ chặt tứ chi của cô ta lại, để cô ta không động đậy được nữa. Lăng Việt, cậu xin anh, cậu xin anh, em cần thuốc mê, tôi cần thuốc mê. Ân rào rào đau đớn đến mức đầu toát đầy mồ hôi, nước mắt và mồ hôi cùng chảy xuống. Cô ta càng đau, cô ta càng hận chết ân triều kha. Nếu không phải là cô, cô ta cũng sẽ không chịu phần tội này nghe thấy tiếng kêu khóc của người phụ nữ lý lăng việt ngồi ngoài cửa nguy hiểm nhau mắt lại khóe môi cong lên lộ ra một tia tàn nhẫn ân giao dao ba mẹ cô nợ ba mẹ tôi cô nợ triều kha nhà họ ân các người nợ nhà họ lý tôi tôi sẽ từng chút từng chút khiến cô hoàn trả đủ ba ngày sau ân dao dao vừa ngủ chưa dậy lý lăng việt vứt một bàn giám định huyết thống vào mặt của cô ta ân dao dao đây chính là một lòng một dạ mà cô dành cho tôi sao? Nhìn gương mặt giận dữ của anh, ân rào rào nghi hoặc nhặt lên xem. Khi nhìn đến phần kết quả, không phải ba con, mặt của cô ta tái đi. Không thể nào, lăng việt, nhất định là giám định xảy ra đề. Đứa bé trong bụng của em tuyệt đối là con của anh. Cô ta chắc chắn đó là anh. Giống như chắc chắn lần trước mang thai không phải là con của anh vậy. Vậy cô làm sao mà giải thích cái này? Anh lạnh lùng hỏi. Cái này chắc chắn là sai rồi. Ân sao sao hoảng loạn nghĩ. Lăng Việt, anh đừng có tức giận. Em đi làm lại một lần nữa. Em đi làm lại một lần nữa được không? Làm thêm vài lần nữa. Chúng ta tìm bệnh viện khác làm giám định. Có được không? Nếu như kết quả vẫn không phải là con của anh, anh muốn xử lý em như thế nào thì em đều không oán thán. Được, vậy tôi cho cô thêm một cơ hội. Lý Lăng Việt phất tay áo bỏ đi. Ân rào rào lần nữa chịu nỗi đau khổ không dùng thuốc tê mà bị đâm duyên vào. Lần này cô đích thân tìm người để ý cả quá trình giám định. Nhưng kết quả của ba bệnh viện đều cho ra một kết quả kỳ lạ. Không phải ba con. Ân giao giao, cô còn gì muốn nói không? Lý Lăng Việt ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo lên. Trong tay đang nghịch nghịch con dao phẫu thuật. Cả người rất thở ơ. Ân giao giao, cả người sớm đã run rẩy liều mạng lắc đầu. Không thể nào, Lăng Việt, sau khi gạ cho anh, em mới có tử cung. Mấy tháng này em đều ở trong nhà Trừ đêm hôm đó Em thật sự không có lên giường với bất cứ người đàn ông nào khác Rốt cuộc Chuyện này là sao chứ Nhất định có người muốn hãm hại cô ta Lý Lăng Việt lạnh lùng nhìn cô ta Vứt con dao phẫu thuật đến dưới chân của cô ta Lúc ban đầu Triều Kha làm như thế nào Cô cũng ở hiện trường Thiết nghĩ cũng nhìn thấy rất rõ Cô đã nói đứa bé nếu không phải là của tôi Thì sẽ tùy tôi xử lý Bốn dao làm từng cái một đâm vào rút ra đâm vào rút ra anh nheo mắt nhìn ân dao dao đang quỳ trên sàn nói một cách hết sức tàn nhẫn ân dao dao bị dọa sợ liên tiếp lùi lại phía sau đừng mà đừng mà lăng việt anh không thể đối xử với em như thế được không thể như thế nhìn người đàn ông mang theo nụ cười lạnh lẽo đi đến chỗ của mình trong lòng của ân dao dao đang rất lo sợ sau đó trực tiếp ngất xỉu Lục ăn rào rào tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trong bụng của mình trống không. Hai mắt bỗng dưng trợn to, trong nháy mắt cô ta bật dậy từ trên giường. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Sợ lấy phần bụng dưới dẹp lép, cô ta phát điên chất vấn. Y tá bị gọi to liền bước vào. Cô ân, cô bình tĩnh lại một chút đi. Tử cung của cô đã bị cắt bò rồi. Bởi vì bị lây nhiễm cho nên đã tổn thương tới buồng trứng. Hai buồng trứng bên cạnh của cô cũng đã bị cắt bò. Cái gì? Ân rào rào khó có thể tin được mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y tá. Cô nói vậy, con của tôi rõ ràng đang ở trong bụng tôi. Sao có thể nói không có thì liền không có nữa chứ? Cô nói hưu nói vượn cái gì đây? Y tá đi một liều thuốc an thần vào trong tĩnh mạch của ân rào sao. Cô ân, sống phải biết khoan dung và độ lượng. Khi đó cô đối xử với bác sĩ ân như thế nào thì hôm nay ông trời sẽ đối xử với cô như vậy. Chúc mừng cô, cô vĩnh viễn đã mất đi tư cách làm mẹ. Dù sao, những người phụ nữ có tâm địa độc ác như cô cũng không có tư cách để làm mẹ. Ân dao rào còn muốn la hét ở Mỹ, nhưng ý thức đã dần dần mơ hồ, chỉ có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nước mắt thuận theo hai khóe mắt của cô ta mà chảy xuống. Cô ta thật sự hối hận, rất hối hận, hối hận vì đã tin tưởng Lý Lang Việt. Lý Lang Việt, tôi cho là ân giao dao tôi đã đủ độc ác rồi. Không ngờ tới anh mới là người đàn ông vô tình và độc ác nhất trên đời này. Vườn bích nhân, ân giao giao khí thế hung hăng đi vào trong nhà. Cô ta đã nhìn thấy xe của Lý Lăng Việt ở trong sân. Cô ta đã tìm anh ở trên lầu, dưới lầu, trong phòng ngủ, trong thư phòng. Nhưng người căn bản là không có ở đây. Ân rào rào đang muốn bước xuống lầu thì nhìn đến cầu thang lên lầu 3. Gà tới đây hơn nửa năm, lầu 3 là cấm địa, cho tới bây giờ cô ta cũng không dám đi lên đó. Lý Lăng Việt đã không ở lầu 1, lầu 2, vậy chắc chắn là đang ở trên lầu 3. Cô ta ngược lại, cũng muốn xem xem người đàn ông này đã đặt cơ sở bí mật gì ở lầu 3. Mặc dù âm giao dao đã cố cho mình dũng cảm thêm, nhưng lúc lên đến lầu 3, cô ta vẫn rất thận trọng. Cũng may là trên sàn nhà trải thảm thật dày, hai chân đạp lên cũng không phát ra âm thanh gì. Cửa của căn phòng lớn nhất đối diện với cầu thang lầu 3 đang mở rộng ân rào rào gión rén đi tới cửa nhìn vào phía bên trong lý lăng việt đang ngồi dưới cửa sổ vẽ tranh đưa lưng về phía cửa chính dường như bộ dạng rất chăm chú căn bàn cũng không phát hiện ở cửa có một người đang đứng gàn của ân dao dao lại lớn hơn một chút đứng thẳng người đi vào bên trong phóng tầm mắt nhìn tới ở đây lại là một vòng vẽ tranh bốn phía ở trên tường tất cả đều treo đầy tranh vẽ có tranh phác họa có tranh vẽ màu còn có tranh vẽ đất nước. Cô ta biết là Lý Lăng Việt thích vẽ tranh, nhưng mà cô ta đã gả đến đây hơn nửa năm. Xưa này không hề biết, cấm địa ở lầu ba cũng chỉ là phòng vẽ tranh của anh. Ân rào rào không dám quấy dày Lý Lăng Việt nhanh như vậy. Cô ta quay người cẩn thận nhìn sang những bức tranh treo ở trên tường. Khi nhìn thấy rõ ràng nội dung trên bức tranh, trong nháy mắt cô ta thấy sừng sốt. Những bức tranh này trên một trăm bức, thế mà đều vẽ một người. Ân Triều Kha. Từ lúc cô còn bé mới mười mấy tuổi, đến thời kỳ thiếu nữ, từ thời kỳ thiếu nữ lại đến tuổi dậy thì, rồi lại đến hiện tại. Có bức tranh cô mặc đồng phục học sinh theo từng thời kỳ, có bức tranh cô mặc đủ loại váy nhiều kiểu sáng, còn có một số khác là cô biểu diễn ở trên sân khấu. Có lúc cô dài, có lúc cô tóc ngắn, có lúc buộc tóc đuôi ngựa, còn có lúc uốn tóc mỗi một ân triều kha trên bức tranh đều trong trèo và đáng yêu như vậy, đặc biệt là đôi mắt to đầy sức sống kia, giống như là biết nói chuyện, dịu dàng mà nhìn anh, không thể không nói trình độ vẽ tranh của Lý Lăng Việt quả thật là rất cao. Nếu như không nhìn kỹ, nếu như không phải là do cô ta hiểu rất rõ cô gái ở trên bức tranh, thì cho dù là ai mà nhìn thấy cũng sẽ tưởng đây là vài tác phẩm ảnh chụp mà không phải là dùng bút để vẽ ra vẽ rất có thần, vẽ quá giống. À không, theo ân giao giao nhìn thấy, mỗi một chiều kha mà Lý Lăng Việt vẽ đều xinh đẹp hơn so với người thật của ân chiều kha, mê hoặc lòng người hơn. Ân giao giao sắp điên rồi, nhất định là do cô ta đã nhìn lầm. Từ nhỏ đến lớn, không phải là Lý Lăng Việt rất chán ghét ân chiều kha sao? Tại sao lại vẽ nhiều bức chân dung của cô như vậy? Nhìn lại khoảng thời gian thì căn bàn những bức tranh này đều vẽ từ lúc còn trẻ mà không phải là gần đây mới vẽ tính như vậy thì từ nhỏ lý lăng việt đã len lén vẽ ảnh chân dung của ân triều kha kiên trì nhiều năm như vậy vẽ được nhiều bức tranh như vậy đây là treo ở trên tường phải chăng là vẫn còn những bức chưa treo lên không ân rào rào nhìn thấy những bức tranh cuộn trong giò giấy ở bên cạnh nhìn thấy cái hộp ở bên cạnh chứa đầy tranh hoàn toàn không do dự một chút nào mà chạy qua, điên cuồng mở từng bức tranh một ra xem. Ân triều kha, ân triều kha, vẫn là ân triều kha. Mỗi một bức ân triều kha đều đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy đố kỵ. Khiến cho người ta phải phát cuồng, khiến cho người ta hận không thể xé nát gương mặt trong trèo kia của cô ta ra. Lý Lăng Việt đang vẽ tranh, đang nghe thấy động tính ở sau lưng. Đôi mắt của anh hơi cụp xuống, giống như là đang giả bộ như không nghe thấy tiếp tục nghiêm túc hoàn thành bức tranh ở trong tay là một bức phác họa cho dù trước mắt không có người mẫu dưới tay của anh phác họa ra hình dáng của một người cũng chân thật y như thế bởi vì tất cả những thứ liên quan đến dáng vẻ của cô gái nhỏ kia đã sớm khắc thật sâu trong đầu của anh trong lòng của anh bức tranh mà anh đang vẽ là cô đang nằm ở trong phòng bệnh vô khuẩn dáng vẻ an tĩnh nhắm chặt hai mắt đang chuyển nước biển khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc kia, lông mì thật dài kia, bờ môi khô khốc kia. Đây là cô trong ấn tượng của anh, là hình tượng cuối cùng mà anh có thể nhớ được. Sau đó cô mở to hai mắt, dường như đã biến thành một người khác, quyết tuyệt, đến nỗi làm cho anh cảm thấy lạ lẫm, khiến cho anh không dám đến gần. Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Ẩn rào rào điên rồi, cô ta ném những bức tranh ở trong tay xuống mặt đất giận dữ mà giống to, chất vấn điên cuồng, Lý Lăng Việt tùy ý cho cô ta nổi điên, đợi đến lúc rốt cuộc cô ta cũng đã yên tĩnh lại, anh mới hờ hững mở miệng, muốn xé thì cứ xé, muốn đốt thì cứ đốt, chỉ cần tôi còn chưa chết thì tôi sẽ còn vẽ, vẽ cho đến già, cô vĩnh viễn cũng sẽ không hết được. Trong nháy mắt đó, hai mắt của Ân Dao Dao đỏ lên, chạy bạch bạch tới giật lấy cây bút chì trong tay của Lý Lăng Việt. Lý Lăng Việt, tại sao chứ? Anh nói cho tôi biết là tại sao đi. Tại sao anh không thích ân triều ca? Tại sao trong phòng vẽ tranh của anh tất cả đều là tranh của nó? Lý Lăng Việt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta. Anh lại lấy một cây bút chì từ cái giá ở bên cạnh tiếp tục vẽ. Ân rào rào bị thái độ lạnh lùng của anh chọc giận. Một chân đá ngã giá vẽ của anh. Bịch một tiếng, giá vẽ ngã xuống đất. Cô ta giật mình, có chút sợ hãi, nhìn về phía Lý Lăng Việt nằm ngoài dự liệu cô ta lý lăng việt vẫn không hề tức giận anh thả cây bút chì ở trong tay lại giá chậm rãi đứng lên quay người lại cô muốn châm lửa đốt chỗ này cũng được không hề quan trọng bởi vì tôi đi đến đâu thì cũng sẽ vẽ đến đó nói xong cùng bước nhanh đi ra ngoài ân dao dao sừng sốt một chút rồi vội vàng đuổi theo hai tay nắm chặt lấy cánh tay của anh lý lăng việt không cho phép anh đi anh nói cho em biết đi, đứa con trong bụng của em tại sao lại không phải là của anh? Tại sao chứ? Nghe vậy, Lý Lăng Việt dừng lại, đôi môi mỏng hơi cong lên, quay người nhìn về phía cô ta. Ân giao giao, cô cho rằng tôi sẽ đụng vào một người phụ nữ bẩn thỉu ngồi cùng với vô số đàn ông sao? Sự xem thường trong mắt của người đàn ông không hề che giấu ân giao giao chút nào. Cô ta ngơ ngẩn, Lăng Việt, em bị người khác cưỡng hiếp. Không phải là anh đã nói không chê bai em rồi ừ. ư? <laughs> Lý Lăng Việt lạnh lùng hất cánh tay của cô ta ra. Ân giao giao, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn coi Lý Lăng Việt tôi là một kẻ ngu sao? Ngu xuẩn đến nỗi để cho cô tùy ý lừa gạt, tùy ý sắp xếp. Trước khi cô bị cưỡng hiếp, chẳng lẽ thân thể của cô sạch sẽ? Lẽ nào cô cố ý tìm người cưỡng hiếp cô không phải là bởi vì cô muốn che giấu thân thể bẩn thỉu của cô đã không phải là xử nữ cô cho rằng cô đem tất cả những chuyện này đổ lên đầu ân triều kha thì thật sự không có ai biết ư ừ. giọng nói của người đàn ông câu trước còn lạnh lùng hơn câu sau câu trước còn nghiêm nghị hơn câu sau ân rào dao lúng túng đầu lắc lư như giã tỏi đi lên muốn ôm lý lăng việt không phải không phải đâu lăng việt chắc chắn là anh đã nghe ân triều kha nói lung tung rồi Em không có, căn bản là không phải như vậy. Lý Lăng Việt lắc mình một cái, ân rào rào bị ngã trên mặt đất. Nhìn người phụ nữ chật vật ánh mắt của Lý Lăng Việt hung ác nham hiểm. Cô cho rằng lần trước, cô bỏ chút thuốc này thì có thể để cho tôi đi vào khuôn khổ. Cho dù Lý Lăng Việt tôi không có phụ nữ đi chăng nữa, cũng sẽ không đụng vào người phụ nữ giống như cô. Buổi tối hôm đó, người ngủ ở chỗ của cô căn bản không phải là tôi. Ân rào rào đang muốn bò dậy. Khi nghe được câu nói này thì tay chân mềm nhũn rồi lại ngã ngồi xuống dưới. Nước mắt hoảng sợ chảy ra. Lăng Việt, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Em thật lòng yêu anh. Em yêu anh còn hơn con nhỏ đê tiện ân chiều kha kia mà. Im miệng. Lý Lăng Việt một chân đá vào trên vai của ân giao giao. Anh ngồi xổm xuống, nhìn cô ta từ trên cao xuống, nghiến rằng nói. Cô không có tư cách nhắc đến tên của ân triều kha càng không có tư cách để mắng cô ấy từ giờ trở đi nếu như tôi lại nghe thấy từ trong miệng của cô nói ra lời có liên quan đến tên của ân triều kha lúc đó đừng có trách tôi không khách khí với cô chán ghét của lý lăng việt đối với cô ta không hề che giấu một chút nào khiến trái tim của ân giao giao trong nháy mắt lại đến cực điểm yêu không được nên sinh hận cô ta đột nhiên phát hiện mình không chỉ hận ân triều ca cô ta càng hận người đàn ông này hơn qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn luôn luôn lừa gạt cô ta cô ta còn tưởng rằng anh thật sự không thích ân triều ca mà là thích ân giao giao cô ta mà trong lòng người đàn ông âm hiểm xào trá này vẫn luôn luôn chỉ có một mình ân triều ca nhiều năm trôi qua như vậy anh có thể giả vờ ở bên cạnh cô ta mà trong lòng thì luôn luôn nhớ nhung em gái ân triều kha của cô ta quá ghê tởm. Lăng Việt, anh đối xử với em quá tàn nhẫn. Ân rào rào khóc rất thảm thương, như đứt từng đoạn ruột. Lý Lăng Việt hừ lạnh một tiếng. So với những gì mà cô làm chiều kha, chút chuyện này của tôi cũng bỏ qua không tính là gì. Người đàn ông nói xong, quay người đều muốn rời khỏi. Ánh mắt của ân dao dao thoáng nhìn qua một cây bút vẽ cách đó không xa. Đầu bút được gọt rất bén nhọn, lóe lên một ánh sáng u ám ở trong đáy mắt của cô ta lăng việt anh nhìn xem đây là cái gì cô ta nhanh chóng nắm lấy cây bút vẽ qua dịu dàng kêu một tiếng cái này giống như triều kha vậy lúc đầu lý lăng việt không muốn quan tâm đến cô ta nhưng mà khi nghe thấy tên của triều kha anh hoàn toàn không do dự mà dừng lại động tác đứng dậy lại ngồi rồm xuống quay người nhìn qua chỉ là hai mắt của anh vừa mới chuyển tới giữa đó có một cái bóng màu đen đâm xuyên vào trong mắt của anh căn bản không thể né kịp sau khi vang lên âm thanh bén nhọn của đồ vật đâm vào trong thịt toàn bộ phòng vẽ tranh đều trở nên yên tĩnh nhìn thấy trong mắt của người đàn ông liền chảy ra máu tươi ân rào rào bị dọa đến nỗi chừng to mắt ngây ngần cả người tay đang cầm bút vội vàng buông ra bối rối đứng dậy không phải em không phải em lăng việt thật sự xin lỗi em không phải cố ý đâu không phải em cố ý triều kha đang ngủ trưa. đột nhiên lại tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng mồ hôi nhỏ giọt đầy đầu nhớ đến giấc mơ đáng sợ kia cô vội vàng bước xuống giường đi chân trần đến cái nôi ở bên cạnh cục cưng vừa mới sinh không bao lâu đang ngủ say cái miệng nhỏ đang biểu lại giống như đang làm nũng triều kha thở dài một hơi cúi người xuống hôn chán của cục cưng rồi lại ngồi xuống bên cạnh cái nôi Lúc nãy cô lại nằm mơ thấy người đàn ông không nên mơ tới. Cô mơ tới ngày hôm đó, mình cầm lấy dao phẫu thuật đâm vào trong thân thể của mình. Tiếp theo đó, Lý Lang Việt vậy mà lại giành lấy con dao phẫu thuật trong tay của cô, trực tiếp đâm vào trong mắt của chính anh. Trong mắt của anh chảy ra máu tươi, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Anh lại cười đến cực kỳ dịu dàng. Chiều ca, em nợ anh, em mãi mãi cũng trả không hết mãi mãi cũng chả không hết chiều kha thở hổn hển mấy cái hai tay vô thức phủ xuống dưới bụng dưới của mình thật ra thì ngày hôm đó cô căn bản không đâm hỏng tử cung của mình học y nhiều năm như vậy rồi đối với thần thể của mình và giao phẫu thuật thì cô hiểu rất rõ ràng cô không muốn tự sát cô cũng không muốn đem tử cung của mình cấy ghép cho ân giao giao chỉ có một lần cô muốn dùng thuốc phá đi đứa bé trong bụng còn bị ân giao giao lợi dụng để cho mọi người tưởng rằng cô kê thuốc sinh non cho ân giao giao dẫn đến chuyện ân giao giao sinh non mất đi tử cung cho nên một lần đó bốn dao mỗi một dao đều xem như rất chí mạng nhưng mà chỉ có chính cô mới biết mỗi một dao đều không đâm vào điểm quan trọng càng không làm bị thương tử cung cục mày là cục cưng mấy tháng đó vẫn không chống đỡ và tử cung quá lớn khiến cho có rất nhiều cơ hội cầm dao phẫu thuật trong tay đâm vào vị trí khác ở bụng dưới cho nên mạng sống của cô không có nguy hiểm tử cung của cô cũng được bảo vệ đứa nhỏ trong tử cung cũng được giữ lại không chỉ còn giữ lại mà cô còn thuận lợi sinh đứa bé ra dù là đoạn thời gian ở nhật bản bởi vì không quen với khí hậu suýt chút nữa là cô đã sinh non nhưng mà cục cưng của cô vẫn rất kiên cường sống sót nếu như nói nửa đời trước của cô Bởi vì yêu sai một người đàn ông mà thất bại Vậy thì đứa con đã đến với cô Đây là đền bù tốt nhất đối với cô Về phần người đàn ông kia thì Hy vọng là anh có thể sống tốt với ân rào rào Trên con đường đi tìm Kiều Linh Tài xế lái xe điên cuồng Một lúc lâu sau Tài xế rút của cũng thở hắt ra Cũng may mắn là đã đến nơi an toàn Nhất Minh Quân bước ra khỏi xe quan sát xung quanh Nơi này là một ngôi làng hẻo lánh, những gian nhà cổ kính xung quanh toát lên hơi thở của dòng thời gian, nhưng vẫn còn lưu giữ được những màu sắc nguyên bản, giống như đang ẩn chứa một bí mật nào đó. Nhất Minh Quân cao mày quan sát xung quanh, liền nhìn thấy một gian phòng có treo một tấm biển. Quả thật là một phòng khám nhỏ. Nhất Minh Quân bật cười, căn phòng tồi tàn như vậy mà cũng được coi là phòng khám. Điều này trong mắt của Nhất Minh Quân đúng là một trò đùa. Nhếp minh quân còn đang phân vân xem làm thế nào để đi vào thì một bóng dáng quen thuộc bước ra khiến anh cảm thấy sững sờ vũ phần mặc một bộ vest nhã nhặn khuôn mặt vẫn giữ được nét khôi ngô anh tuấn như cũ chỉ có điều là trở nên dịu dàng hơn Diệp... Nhịp... nhiếp minh quân vũ phần nhìn thấy nhiếp minh quân liền cảm thấy kinh sợ bọn họ vốn là anh em tốt nhưng lúc này đối mặt với nhau lại không biết phải nói gì Diệp minh quân mỉm cười tiến về phía Vũ Văn, nhưng ánh mắt lại rơi vào đứa trẻ trong lòng anh ta. Đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng của Vũ Văn, làn da trắng trèo hồng hào khiến người khác yêu mến, nhưng điều khiến Nhiếp Minh Quân chú ý nhất lại là vầng trán của đứa nhỏ này, có đôi nét giống anh. Vũ Văn phát hiện ra tầm mắt của Nhiếp Minh Quân, liền vô thức lùi về phía sau. Minh Quân, lâu rồi không gặp. Cho dù trong lòng hốt hoảng, nhưng Vũ Văn vẫn mỉm cười tỏ vẻ tự nhiên nhìn người bạn nhiếp minh quân đã lâu rồi không gặp của mình đúng vậy lâu rồi không gặp nhiếp minh quân tiếp tục đi về phía vũ văn nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ hai người chào hỏi qua loa bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng cũng không nói thêm lời nào nhiếp minh quân thấy vậy liền chủ động mở miệng để mọi thứ bớt căng thẳng mới có một năm không gặp mà cậu đã có con rồi chuyện vui như thế này từ bao giờ mà lại không thông báo với bạn bè một câu thế nhất minh quân chăm chú nhìn đứa bé trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả trên gương mặt anh tuấn của vũ văn xuất hiện một nụ cười ngượng ngập con của bạn ấy mà không phải con của tôi hơn nữa nếu tôi có chuyện vui làm sao có thể không báo với cậu được cơ chứ vũ văn tự nhiên trả lời nhất minh quân hai người dường như quay trở về những năm tháng trước kia vui vẻ hoạt bát tình cảm đậm sâu nhất minh quân cười sảng khoái nhìn vào đứa bé nằm trong lòng vũ văn giả vờ kinh ngạc còn của người bạn nào vậy sao trông nó có vẻ giống với tôi thế vũ văn khẽ run nụ cười trên khuôn mặt trở nên cứng nhắc nó linh tinh cái gì thế còn của một người bạn bình thường thôi ăn nói cẩn thận không người khác nghe thấy lại bị ăn đòn bây giờ bầu không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo vũ văn từ đầu đến cuối vẫn cứ giả ngốc nhưng nhiếp minh quân không còn đủ kiên nhẫn để đùa với anh ta nữa rồi vậy sao bạn bình thường sao là người bạn bình thường mà cậu cướp được từ chỗ của tôi có đúng không? nhiếp minh quân nhìn đứa trẻ một cách đầy ấm áp nhưng khi nhìn sang vũ văn lại chất chứa thù hận vũ văn bế đứa bé cách xa nhiếp minh quân bảo vệ nó một cách cẩn thận dáng vẻ như gà mái mẹ bảo vệ cho gà con nhiếp minh quân cậu có ý gì đừng có nghĩ là cậu là bạn của tôi thì tôi sẽ không dám đánh cậu đâu nhiếp minh quân bây giờ bật cười bộ dạng ngơ ngác vô tội như không hiểu chuyện gì Sao nào? Tôi nói sai gì sao? Ánh mắt u tối của Nhiếp Minh Quân nhìn về phía đứa bé, dáng vẻ như vậy thật sự khiến người khác phải dè chừng. Cậu tự ý cướp vợ tôi, bây giờ trong lòng cậu còn đang ôm con của tôi. Cậu còn dám mở miệng nói cậu là anh em tốt với tôi sao? Bầu không khí u ám như một đám khói, chỉ cần một chút lửa là bùng cháy dữ dội, trong lòng của Vũ Văn còn đang ôm đứa nhỏ, nếu không thì anh sẽ xông vào đánh cho Nhiếp Minh Quân bán sống bán chết thì thôi nhiếp minh quân cậu vẫn còn mặt mũi nói ra câu đấy sao vũ văn không thể tin nổi nhìn nhiếp minh quân như người ngoài hành tinh không cách nào tưởng tượng ra được tại sao bao nhiêu năm qua lại có thể làm bạn với cái người vô liêm sỉ như thế đừng quên cậu là người khiến ninh ninh không thể nào sống yên ổn cậu là người coi cô ấy như một đồ chơi cũng chính cậu ép cô ấy đến mức không còn đường lui vũ văn nhìn đứa bé đang nằm trong lòng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ Điều đó khiến anh ta không kiềm chế được sự tức giận. Đứa bé này không có mối quan hệ gì với cậu hết. Nhếp Minh Quân, tôi không quan tâm trước kia cậu như thế nào. Nhưng nếu như cậu đã chọn Kiều Thanh, thì đừng có dây dưa với người khác. Cậu không cần thể diện, nhưng tôi thì thấy xấu hổ thay cho cậu đấy. Vũ văn khinh thường nhìn Nhếp Minh Quân, lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy nghi ngờ về mắt nhìn người của mình. Ngay sau đó, Vũ Văn xoay người rời đi, nhưng lại bị Nhiếp Minh Quân ngăn cản lại. Cô ấy đâu? Ánh mắt của Nhiếp Minh Quân trở nên lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm. Anh hoàn toàn không để tâm đến đứa bé. Những gì mà Vũ Văn nói càng khiến cho anh chắc chắn rằng Ninh Ninh vẫn đang còn sống, anh nhất định phải tìm ra cô. Buông ra. Vũ Văn lạnh nhạt nhìn Nhiếp Minh Quân, nếu như một năm trước, anh nhất định sẽ không nương tay với Nhiếp Minh Quân, người này sống tệ bạc không tim không phổi, không xứng đáng làm bạn với anh ta. Cậu không có tư cách để biết Vũ Văn đau lòng thay cho Kiều Ninh, từ đầu đến cuối đều thương xót thay cho cô. Rõ ràng là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu, phóng khoáng, lương thiện, lại hiểu chuyện, thế nhưng lại bị Nhiếp Minh Quân dày vò đến mức suy sụp tinh thần, thậm chí suýt chút nữa thì mất cả mạng. Vũ Văn thật sự không thể nào hiểu được, Nhiếp Minh Quân thông minh như vậy, tại sao lại mù quáng tin tưởng cái loại đàn bà độc ác như Kiều Thanh, để rồi vứt bỏ một người tốt đẹp như Kiều Ninh? nhưng sau đó anh cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa mặc kệ nhiếp minh quân nghĩ gì anh chỉ muốn ở bên cạnh chữa lành vết thương cho kiều ninh bảo vệ cô sống một đời an bình mà không cần cô phải báo đáp gì cả chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi chỉ không ngờ một điều là cho dù bản thân đã tiến hành mọi việc cẩn thận kỹ càng nhưng cuối cùng vẫn bị nhiếp minh quân phát hiện tôi hỏi cậu cô ấy đang ở đâu đừng ép tôi phải ra tay nhiếp minh quân nổi giận đùng đùng anh ta không thể chờ thêm được nữa, anh rất muốn nhanh chóng được gặp Kiều Ninh, nếu như không phải ngại đứa bé còn đang ở đây, anh nhất định sẽ cùng Vũ Văn đánh một trận. Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Cậu không có tư cách nghe bất kỳ thông tin nào về cô ấy. Sao nào? Cô nhân tình bé nhỏ của cậu thiếu người giúp việc sao? Muốn tìm Ninh Ninh về hầu hạ cho cô ta sao? Vũ Văn nhìn Diệp Minh Quân đang bừng bừng lửa giận, càng nói thì càng hăng. Tôi nói cho cậu biết, không đợi nào không thể động tay động chân, anh chỉ có thể dùng lời nói để chiêu tức nhiếp minh quân. Không ngoài dự đoán, những lời này của Vũ Văn đã thành công tác động được đến nhiếp minh quân. Nó khiến anh nhớ lại những chuyện mà anh đã không muốn nhắc lại nữa. Anh không có cách nào đối mặt được với bộ dạng cầm thú khi đó của bản thân. Càng không thể hiểu nổi mình đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại tin tưởng Kiều Thanh một cách mù quáng như thế. Nhiếp Minh Quân kéo Vũ Văn lại, lực tay mạnh đến nỗi khiến Vũ Văn loạn choạng hành động này của nhiếp minh quân làm cho đứa bé trong lòng vũ văn giật mình tỉnh giấc đứa bé mếu máu rồi khóc thét lên vũ văn vội vàng vỗ về nhẹ dòng dỗ dành nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía nhiếp minh quân đầy căm phẫn lúc này hai người đàn ông đều mài lo dỗ đứa bé ngủ vội vã hạ giọng nhưng ngữ khí vẫn căng thẳng như cũ vũ văn hận không thể đánh nhiếp minh quân thành kẻ tàn phế đúng là cái tên không biết tốt xấu nhiệp minh quân vô tội xòe hai bàn tay ra bày tỏ rằng anh cũng rất xin lỗi đứa trẻ được vỗ về trong lòng vũ văn nhanh chóng ngừng khóc mở to đôi mắt tò mò nhìn khắp xung quanh lúc nhìn thấy nhiếp minh quân bỗng nhiên đứa nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào đối diện với đứa bé đang te tét cười với mình nhiếp minh quân cảm thấy trong lòng như tan ra không kiềm chế được mà giơ tay ra ôm lấy nó nhiếp minh quân vũ văn nghiến răng nghiến lợi nhìn nhiếp minh quân một cách dè chừng đừng có mà quá đáng nhiếp minh quân cảm thấy bất lực không nói nên lời anh chỉ muốn bế đứa bé thôi chứ có muốn bắt cóc nó đâu tại sao tôi lại không thể bế con của mình chứ sự việc đã đến nước này rồi nhiếp minh quân dứt khoát lột trần sự thật ai nói đó là con của anh ngay khi vũ văn và nhiếp minh quân anh một câu tôi một câu tranh cãi không ngừng thì một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều xuất hiện nhiếp minh quân bỗng chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Kiều Ninh vừa từ trong phòng bước ra. Ninh Ninh, Nhiếp Minh Quân chẳng còn quan tâm gì đến Vũ Văn hay đứa bé kia nữa, cả người choáng váng lâng lâng như đang mơ. Niềm vui này đến bất chợt ùa đến vây lấy anh, khiến anh không thể nào thoát ra được. Nhiếp Minh Quân tức tốc chạy đến trước mặt Kiều Ninh, vươn cánh tay ôm lấy cô vào lòng. Kiều Ninh đang ở sân sau say bột cho đứa bé, bỗng loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hai người đàn ông từ gian trước vọng lại. Cô vốn không chú ý, nhưng tiếng khóc của đứa bé khiến cô hoảng hốt. Mặc dù cô rất yên tâm về Vũ Văn, nhưng cô vẫn muốn chạy ra xem đứa nhỏ như thế nào. Khoảnh khắc Kiều Ninh nhìn thấy Nhất Minh Quân, cả người cô như đông cứng lại. Cô vốn dĩ cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại Nhất Minh Quân nữa. Dù sao thì cô cũng là người thuộc tầng lớp giàu có. Dám yêu, dám hận. Một khi đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ thay đổi. Huống hồ cô đã có đứa con mà cô yêu thương. Không một người đàn ông nào có thể làm tổn thương cô được nữa. Cô cứ ngỡ rằng lúc này Nhiếp Minh Quân đang ở nhà bày trò yêu đương ngọt ngào với Kiều Thanh nên càng không có ý định đi gây chuyện với hạng người tự cao tự đại như hai người bọn họ. Nhưng khi gặp lại Nhiếp Minh Quân, trái tim tưởng như đã nguội lạnh lại một lần nữa hoang loạn không thôi. Kiều Ninh lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình thản đi tới. Mà khi Nhiếp Minh Quân trông thấy Kiều Ninh, hai mắt sáng ngời cánh tay ôm lấy kiều ninh run rẩy không thôi kiều ninh có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của nhiếp minh quân trong lòng thoáng qua chút bối rối nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự lạnh nhạt kiều ninh đẩy nhiếp minh quân ra vẻ mặt đầy ghét bỏ anh nhiếp xin hãy tự trọng kiều ninh lấy tay vùi vùi chỗ mà nhiếp minh quân vừa chạm vào giống như anh là người mắc bệnh truyền nhiễm vậy nhiếp minh quân nhìn biểu cảm lạnh lùng của kiều ninh trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy Kiều Ninh đi đến trước mặt Vũ Văn, âu yếm nhìn đứa nhóc bé bỏng, cẩn thận ôm bé lên. Đứa bé nhìn thấy mẹ liền vui vẻ khoa chân múa tay. Nhất Minh Quân chứng kiến cảnh Kiều Ninh và đứa bé chơi đùa, cổ họng như nghẹn lại. Khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng cũng không có cách nào khác. Kiều Ninh ngước mắt nhìn Nhất Minh Quân, thu hết sự ngượng ngùng của anh giấu vào nơi đáy mắt. Đây là con của tôi với Vũ Văn. Anh Nhiếp và Vũ Văn là anh em tốt. Tốt nhất là không nên nói năng lung tung nếu không đừng có trách chúng tôi trở mặt thế sao vừa nãy vũ văn nói là đứa bé này không phải là con của cậu ta phản ứng của kiều ninh khiến nhiếp minh quân choáng váng cô không dám nói đây là con của anh may mà anh không dễ bị mắc lừa kiều ninh sàng khoái cười cơ thể dựa sát vào người vũ văn bởi vì chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn anh vũ văn sợ ảnh hưởng đến danh dự của tôi nên mới cố tình nói như vậy Dứt lời Kiều Ninh xấu hổ cười cười rồi quay sang phía Vũ Văn. Nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nghi ngờ câu nói vừa rồi của cô. Nhưng nhiếp minh quân thì lại khác. Nhìn gương mặt đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội của Vũ Văn. Anh chỉ bước lên muốn lột sạch cái vẻ mặt giả tạo đó xuống ngay lập tức. Nếu là trước đây, nhiếp minh quân chắc chắn sẽ bị Kiều Ninh trêu tức đến phát điên. Sau đó sẽ dạy cho cô một bài học. Nhưng hiện giờ, Kiều Ninh khó khăn lắm mới quay trở lại anh không nỡ so đo với cô anh muốn dùng thời gian chứng minh rằng anh thực sự hối hận rồi ninh ninh anh muốn nói chuyện với em dáng vẻ nhường nhịn như vậy của nhiếp minh quân quả thật là hiếm thấy khiến kiều ninh quá đỗi kinh ngạc có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây đi tôi không muốn chồng tương lai của tôi ghen một chút nào cả tim của nhiếp minh quân như thắt lại nhưng về mặt bình thản không có chút gì khác lạ anh chỉ muốn nhanh chóng nhận lỗi với kiều ninh Mong cô có thể tha thứ cho anh mà thôi. Xin lỗi, anh đã hiểu lầm em." Nhiếp Minh Quân không giỏi ăn nói, chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải. Bình thường, anh mắng trời người thì miệng lưỡi trơn chu nhưng khi nói xin lỗi thì lại ấp úng từng từ một. Kiều Ninh cười khẩy, dường như không hề có chút hứng thú với lời xin lỗi của Nhiếp Minh Quân. "Anh Nhiếp à, anh không phải nói xin lỗi với tôi, chúng ta không ai nợ ai cả. Dù sao thì trong thế giới của anh anh cho rằng đúng thì nó là đúng không phải như thế sao kiều ninh vẫn cứ lạnh nhạt như thế giống như muốn nói rằng cô không có chút vướng bận gì với những chuyện đã qua anh nhiếp anh đi về đi nếu công chúa nhà anh biết được thì chắc lại lên cơn đau tim mất tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu kiều ninh cười khẩy một tiếng rồi xoay người rời đi nhiếp minh quân nhanh tay chặn kiều ninh lại gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ cuống quýt lo lắng ninh ninh anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên tin lời của Kiều Thanh, cô ta là đồ lừa đảo, mọi chuyện đều là bịa đặt, anh không nên tin tưởng những lời dối trá đó để rồi tổn thương em. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh có được không? Từ nhỏ cho đến lớn, Nhất Minh Quân chưa từng nói hai tiếng xin lỗi với bất cứ ai, nên lúc này không biết nên làm như thế nào. Dáng vẻ giống như trẻ con mắc lỗi, luống cuống mà không có ai giúp đỡ cả kiều ninh lạnh lùng cười hoàn toàn không để ý đến nhiếp minh quân nhiếp minh quân thấy cô không có động tĩnh gì trong lòng gấp gáp đến mức toát hết mồ hôi chỉ biết nói xin lỗi hết lần này đến lần khác kiều ninh từ đầu đến cuối vẫn không thèm để ý đến anh bị anh làm phiền đến phát điên lớn tiếng quát mắng nhiếp minh quân anh vừa phải thôi chứ chúng ta đã ly hôn rồi tôi không quan tâm đến anh đúng hay sai anh đừng có làm phiền tôi nữa có được không đây không phải là điều anh muốn sao kết hôn với kiều thanh còn tôi có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình chúng ta đừng làm phiền nhau nữa có được không từng câu từng chữ của kiều ninh như những nhát dao không hề do dự mà cắt đứt mọi yêu thương và hy vọng của nhiếp minh quân sau lưng nhiếp minh quân nổi gân xanh lần đầu tiên anh biết được cảm giác tim nhói đau là như thế nào kiều ninh trừng mắt giận dữ ngực phập phồng cảm giác lạnh buốt dẹt qua tim ninh ninh Vũ Văn phát hiện ra sự khác thường của Kiều Ninh, nhanh chóng đỡ lấy đứa bé. Ngay sau đó, Kiều Ninh liền ngất đi. Nhiếp Minh Quân kịp thời đỡ được Kiều Ninh, để cô nằm trong vòng tay mình. Nhìn thấy gương mặt của Kiều Ninh trở nên tím tái, Vũ Văn sợ hãi mà hét lên: "Nhanh, nhanh đến bệnh viện!" Nhiếp Minh Quân bế Kiều Ninh lên xe, cảm giác được hô hấp hỗn loạn của cô, anh cuống quýt đến mức rơi nước mắt lúc nào không hay. Vũ Văn sợ ảnh hưởng đến đứa bé, liền tạm thời để nó lại ở phòng khám rồi nhờ người chăm sóc còn anh thì theo kiều ninh đến bệnh viện vừa đến nơi nhiếp minh quân nóng lòng như lừa đốt la hét ở mỹ dáng vẻ đau đớn của kiều ninh làm anh mất hết lý trí may mà có vũ văn ở bên cạnh bình tĩnh gọi bác sĩ đến sau đó trực tiếp đưa kiều ninh vào phòng cấp cứu nhiếp minh quân mặt đầy mồ hôi đi đi lại lại rộng bức tường quanh hành lang tâm trạng hoảng hốt không thôi nhưng khi nhìn sang Vũ Văn dáng vẻ lo lắng mà vẫn bình tĩnh ấy khiến anh thắc mắc, Kiều Ninh mắc bệnh tim đã nhiều năm, chỉ cần tâm trạng kích động một chút thôi liền cảm thấy đau tim, có lẽ sự xuất hiện của Nhiếp Minh Quân ngày hôm nay đã tác động mạnh đến cô ấy, cộng thêm với việc tranh cãi với Nhiếp Minh Quân nên nhất thời không kiềm chế được dẫn đến hôn mê. May mà lần này không ảnh hưởng đến tính mạng, cấp cứu sơ qua, Kiều Ninh liền tỉnh lại. Nhất Minh Quân cùng Vũ Văn mỗi người ngồi một bên ở giường bệnh, chăm chú quan sát Kiều Ninh, khiến cô bức bối đến mức bệnh tim sắp sửa tái phát. Em không sao chứ? Vũ Văn mở lời trước, gương mặt trắng bệnh của Kiều Ninh khiến anh lo lắng không thôi. Nhất Minh Quân chứng kiến bộ dạng quan tâm của Vũ Văn dành cho Kiều Ninh, liền tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Vũ Văn thấy Nhất Minh Quân nghiến răng nghiến lợi, anh sợ Nhiếp Minh Quân sẽ gây ra những chuyện khiến Kiều Ninh mất kiểm soát sức khỏe của cô vốn yếu ớt lại thêm việc sinh con chỉ sợ nhất minh quân cậu đừng có mà quá đáng ninh ninh mắc bệnh tim bẩm sinh không thể xúc động mạnh nếu như cậu muốn gây chuyện thì đi ra chỗ khác mà chơi vũ văn rất ít khi nói chuyện thẳng thừng như vậy với nhiếp minh quân nhưng lúc này thì khác nhiếp minh quân là một người không thể nào lường trước được anh phải bảo vệ kiều ninh những lời này của vũ văn như một cây gậy từng nhát từng nhát gõ vào đầu của nhiếp minh quân khiến anh mất một hồi lâu mới định thần lại được. Kiều Ninh mắc bệnh tim, vậy mà anh lại không biết gì hết. Ninh Ninh, em... em mắc bệnh tim sao? Sao em lại không nói cho anh biết chứ? Ngày lúc đó, Nhất Minh Quân đột nhiên nhớ lại nguyên nhân Kiều Thanh vì sao lại giả vờ mắc bệnh. Có lẽ tất cả mọi người đều biết hết sự thật, chỉ có anh là không. Rồi Nhất Minh Quân lại nhớ đến tất cả những chuyện trước kia mà anh đã gây ra cho Kiều Ninh. Điều đó khiến anh càng cảm thấy tội lỗi. Anh thực sự biết mình hoàn toàn sai rồi. Anh từng ra sức làm tổn thương trái tim Kiều Ninh, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nhếp Minh Quân rũ mắt xuống, che giấu đi sự u ám đang lan tỏa. Cả người ủ rũ, không còn chút sức lực nào. Kiều Ninh thấy Nhếp Minh Quân không hề nổi giận, cảm thấy rằng anh ta đang làm bộ làm tịch. Tại sao tôi phải nói với anh chứ? Anh sẽ tin lời tôi sao? anh sẽ chỉ cho rằng là tôi đang tỏ ra đáng thương mà thôi. Kiều Ninh nhớ lại dáng vẻ gấp gáp lo lắng của nhiếp minh quân mỗi khi Kiều Thanh giả vờ bị bệnh. Trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Rõ ràng người một lòng một dạ hy sinh là cô, người bị bệnh tim là cô. Vậy mà nhiếp minh quân từ trước đến giờ chưa từng tin cô. Hơn nữa, trên thế gian này làm gì có chuyện gì giấu được anh cơ chứ? Anh không biết, chỉ đơn giản là vì bản thân anh không muốn biết mà thôi. Sắc mặt của Nhiếp Minh Quân trở nên trắng bệch. Đúng vậy, Kiều Ninh nói không sai, trước kia cho dù có bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ, đến cuối cùng người mà anh tin tưởng cũng chỉ có Kiều Thanh, yêu thương cô ta vô điều kiện. "Xin lỗi, Ninh Ninh, thật sự xin lỗi." Kiều Ninh chán ghét nhìn Nhất Minh Quân, lúc này cô thực sự không muốn nhìn thấy anh, cô không muốn bản thân lại nhớ lại những ngày tháng tủi nhục đó nữa. "Anh đi đi." Đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi cũng chẳng dám làm khổ anh. Tôi đã có con rồi. Tôi yêu nó. Tôi sẽ vì nó mà sống thật tốt. Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa. Kiều Ninh cúi xuống, che đi gương mặt của mình, tỏ ý muốn nhiếp minh quân rời đi. Vũ Văn nhìn thấy Kiều Ninh tức giận, liền lôi tên âm hồn bất tán nhiếp minh quân này ra ngoài. Nhiếp minh quân. Vũ Văn rất hiếm khi tức giận hai trong số đó đều là vì kiều ninh anh thật sự rất ghét cái cách mà nhiếp minh quân trả đạp lên người khác tôi cảnh cáo cậu nếu như kiều ninh xảy ra chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đừng tưởng rằng chúng ta là bạn lâu năm thì tôi sẽ để cho cậu muốn làm gì thì làm nhiếp minh quân không để ý đến những gì vũ văn nói chuyện trước kia vẫn còn đó chứ không hề biến mất hoa xà anh còn khốn nạn hơn so với những gì mà mình nghĩ Vũ Văn không thấy Nhếp Minh Quân trả lời, liền cho rằng anh đã nhớ kỹ điều này rồi. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong phòng bệnh, tiền tay khóa trái cửa lại. Nhếp Minh Quân nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Kiều Ninh với Vũ Văn qua cửa kính, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Anh vẫn luôn tin rằng Kiều Ninh vẫn còn sống, mỗi đêm đều nhớ về cô, mơ về cô. Đó là một loại ăn ý thần kỳ. Anh có thể cảm nhận được Kiều Ninh sướng vui hờn giận, giống như cô đang ở bên cạnh mình. Bây giờ cô đã thật sự quay lại, tràn trề sức sống đứng trước mặt anh. Nhưng mà cô sẽ không cười với anh nữa. Tất cả sự dịu dàng và nụ cười của cô đều dành cho người khác rồi. Nhất Minh Quân không về nhà mà trực tiếp đi tìm bác sĩ cấp cứu cho Kiều Ninh. Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân vừa nãy như thế nào vậy? Bác sĩ nâng kính mắt, sắc mặt nghiêm túc. Tình huống của cô ấy không tốt lắm, có thể nhìn ra được cô ấy vẫn luôn luôn tích cực trị liệu. Nhưng cô ấy vẫn không thể nhận bất kỳ kích thích nào như cũ. Bệnh tim không thể khống chế đơn giản như vậy được. Biện pháp tốt nhất vẫn là tiến hành giải phẫu ghép tim. Ghép tim sao? xuất thành công có cao không? Nhập Minh Quân nhíu mày. Anh không ngờ bệnh tình của Kiều Ninh lại nghiêm trọng như vậy. Nếu như có trái tim phù hợp thì xác suất thành công vẫn có thể chỉ là có thể tìm được trái tim phù hợp hay không thì phải nhìn cuộc đời của cô ấy rồi nhiếp minh quân lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện lời nói của bác sĩ không ngừng lặp lại bên tai anh nhiếp minh quân quay về nhà họ nhiếp cứ đứng ngồi không yên muốn uống rượu để gây tê thần kinh của mình nhớ đến kiều ninh ở trong bệnh viện nên cuối cùng vẫn để ly rượu xuống quán ra tưởng là nhiếp minh quân quay về sẽ mang về tin tức tốt Ai ngờ sau khi nhiếp minh quân trở về càng trở nên uể oải suy sụp hơn. Cầu chủ, quản gia mang một ly trà nóng lên, ý đồ muốn làm dịu cảm xúc của nhiếp minh quân một chút. Cô ấy về rồi. Nhiếp Minh Quân nhàn nhạt, nhạt, nói, trên mặt có tầng tầng bi thương không dễ phát giác được. Nhưng cô ấy đã bỏ tôi rồi, tôi đã đánh mất cô ấy. Nhiếp Minh Quân tự diễu cười cười, Đánh mắt xuất hiện vẻ bi ai hiếm thấy. Nếu như trong lòng cậu cậu chủ có mở chủ, vậy thì hãy dùng tình cảm chân thật nhất để làm mợ chủ rung động chân thành thì có sắt đá nào mà không rời mợ chủ sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu chủ đôi mắt của nhiếp minh quân chớp chớp nghĩ đến đủ loại nỗ lực mà kiều ninh đối với mình trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp kiều ninh đã hèn mọn như thế nào ở trước mặt anh anh cũng có thể vì kiều ninh mà hạ thấp mình hai tay nhiếp minh quân nắm chặt lại thành quyền âm thầm hạ quyết tâm anh phải theo đuổi Kiều Ninh quay về bên cạnh mình, dù hiện tại người ở bên cạnh Kiều Ninh là Vũ Văn, nhưng anh có lòng tin mình sẽ làm được tốt hơn Vũ Văn. Anh sẽ cướp Kiều Ninh về một lần nữa. Sau khi đã suy nghĩ kỹ thì tâm trạng của Nhiếp Minh Quân đã không còn kìm nén như vậy nữa. Anh muốn mình tỉnh táo lại, dùng một tư thái mới nhất để đối mặt với Kiều Ninh. Ngày hôm sau, Nhiếp Minh Quân dậy thật sớm, sau khi ăn mặc chỉnh trang cho mình thật gọn gàng, liền xuất phát đi đến bệnh viện mà kiều ninh đang nằm đến cửa bệnh viện vẫn không quên tiện thể mang cho kiều ninh bữa ăn sáng lúc đến phòng bệnh kiều ninh vừa tỉnh dậy cô đang duỗi người nhiếp minh quân cứ như vậy mà không gõ cửa bước vào ai bảo anh đến đây kiều ninh nhíu mày tức giận nhìn nhiếp minh quân bữa sáng đây nhiếp minh quân không để ý đến sự đề phòng của kiều ninh trực tiếp bước lên phía trước nhét bữa ăn sáng vào trong tay của kiều ninh kiều ninh vung tay ném bữa ăn sáng lên trên mặt màn, quay đầu đi không thèm nhìn nhiếp minh quân. không cần giả mù xa mưa, tỏ vẻ có ý tốt. vốn cho rằng nhiếp minh quân sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ anh lại ngồi xuống cầm lấy bữa sáng muốn đích thân đút cho kiều ninh ăn. nếu như em ngoan ngoãn ăn đồ ăn sáng, thì anh sẽ đi. nếu không, anh sẽ vẫn quấn lấy em. kiều ninh giận dữ, làm sao cũng không ngờ tới, từ lúc nào nhiếp minh quân lại biến thành một tên khốn nạn vô sỉ như vậy để tôi tự ăn, anh có thể đi rồi. Kiều Ninh cực kỳ không muốn mà lấy điểm tâm trong tay của Nhiếp Minh Quân ra, ra hiệu cho anh rời đi. Nhiếp Minh Quân mỉm cười quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Anh sẽ đem cơm trưa tới đúng giờ, chờ anh nha. Nghe được Nhiếp Minh Quân đã báo hiệu trước, Kiều Ninh bất thình lình bị nghẹn một họng. Oán hận nhìn bóng lưng của Nhiếp Minh Quân, càng nghĩ thì Kiều Ninh càng quyết định phải nhanh chóng xuất viện mới được. Hất cái tên biến thái Nhiếp Minh Quân này ra, Vũ Văn vừa mới mang bé con từ phòng bệnh về, đang ngồi yên ở trong nhà mình, liền nhận được điện thoại của Kiều Ninh. Em không thể xuất viện được, Ninh Ninh, em đừng có hổ nháo, sức khỏe của em cần phải tĩnh dưỡng thêm. Vừa nhận điện thoại, Kiều Ninh liền la hét muốn xuất viện. Nghe được oán trách của cô vì hành động quấy rối của nhiếp minh quân, Vũ Văn không khỏi nhíu mày. Đây không phải là phong cách của nhiếp minh quân. Em ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, giờ anh đi đón em ngay cuối cùng vũ văn vẫn nghe theo kiều ninh thật lòng mà nói anh không muốn nhất minh quân có thể tiếp xúc quá nhiều với cô cả mặt của kiều ninh đều đen sau khi trở về nhà với vũ văn trên đường đi cô đều giàu dĩ cúi đầu không vui cũng chẳng nói chuyện ninh ninh sao vậy dù đã đoán được tâm sự của cô nhưng vũ văn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói với mình anh nói xem rốt cuộc nhất minh quân muốn làm cái gì vậy chứ lúc em yêu anh ta anh ta lại ngược đãi em đủ kiểu bây giờ em đã rời khỏi anh ta anh ta lại đến đây dây dưa với em kiều ninh hờ hững nhìn xe cộ chuyển động bên ngoài cửa sổ xe bất đắc dĩ giật giật khóe môi anh ta không cần gặp em như vậy có được không vũ văn cũng thắc mắc anh ấy không rõ rốt cuộc nhiếp minh quân đang suy nghĩ cái gì nếu như nhiếp minh quân còn muốn tổn thương kiều ninh một lần nữa anh ấy tuyệt đối sẽ không cho phép yên tâm đi anh sẽ không để cho cậu ta làm tổn thương em nữa đâu Vũ Văn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của Kiều Ninh, vẻ ngoài vân đạm phong khinh, giọng nói lại vô cùng kiên định. Kiều Ninh nhìn một bên mặt kiên định của Vũ Văn, vui mừng nở nụ cười. Cục cưng ơi! Kiều Ninh vừa mới về tới nhà thì lập tức chạy đến bên phía đứa con. Hai ngày nay không gặp khiến trái tim của Kiều Ninh vẫn luôn luôn treo ở cổ họng. Bé con đang yên lặng nằm trong ngực của người giúp việc, vừa nhìn thấy Kiều Ninh cũng vui mừng vung bàn tay nhỏ lên. Kiều Ninh ôm lấy bé con, tất cả không thoải mái trong lòng đều ném ra sau đầu trong nháy mắt. Hôm nay anh xuống bếp, em muốn ăn cái gì nào? Vũ Văn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, dịu dàng nói. Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá kho, tôm xào. Kiều Ninh nói một lèo những món mình muốn ăn, thấy tâm trạng của Kiều Ninh không tệ. Vũ Văn cũng thả lòng, lộ ra vẻ tươi cười. Được, 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 quỷ tham ăn. Lúc mới ra nước ngoài, tinh thần của Kiều Ninh rất sợ hãi, lại chịu sự tra tấn của bệnh tật nên cả người gầy gò hơn phân nửa vì chăm sóc cô vũ văn đã tự mình học làm đồ ăn phối hợp với khẩu vị của kiều ninh quả thật nuôi dưỡng kiều ninh thành một người thích ăn hàng buổi trưa vũ văn quả nhiên làm ra một bàn toàn món ngon tất cả đều là những món mà kiều ninh thích ăn tâm trạng của kiều ninh rất tốt đẹp hoàn toàn mang bối rối mà vũ văn đem đến cho mình quăng lên chín tầng mây sau khi nhiếp minh quân mang theo thức ăn đã chuẩn bị cẩn thận cho Kiều Ninh đúng giờ tới bệnh viện. Đến đó chỉ thấy được phòng bệnh trống rỗng. Không cần nghĩ cũng biết Kiều Ninh ở đâu, cô đang trốn tránh anh. Nhiếp minh quân đã gặp khó nhiều lần, tính tình ngạo Kiều đã nổi lên. Vừa định phát cáu lại chậm chạp nhịn xuống. Bây giờ anh là người theo đuổi nên bị cự tuyệt cũng là chuyện bình thường. Anh cũng phải tỉnh táo lại, bình tĩnh nhận lấy tất cả phản ứng của Kiều Ninh Nhếp Minh Quân đi ra khỏi bệnh viện, trực tiếp lái xe đến nhà của Vũ Văn. Trong một năm mà Kiều Ninh biến mất, Nhếp Minh Quân đã đến tìm Vũ Văn mấy lần, lần nào nhà cũng đóng cửa. Mà bây giờ trong nhà của Vũ Văn đang tràn ngập không khí hạnh phúc. Không có bất cứ cái gì ngăn cản, Nhếp Minh Quân thoải mái bước vào trong phòng khách, thấy được Kiều Ninh đang sung sướng dùng cơm. Khác với vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh khi đối mặt với anh, Kiều Ninh vui vẻ cười cười nói nói với Vũ Văn, dường như lại trở về cái bộ dạng của cô gái thuần khiết không dành sự đời năm đó. Trai tìm nhiếp minh quân có chút tê dần, dừng bước chân lại. Nhìn thấy nhiếp minh quân đến, nụ cười của Kiều Ninh liền ngưng trọng, trên mặt đào mắt thành một bộ dạng khác. Em không ăn nữa. Tâm trạng của cô đã bị sáng trột, Kiều Ninh cũng khinh thường lãng phí miệng lưỡi với nhiếp minh quân, trực tiếp ôm con trở về phòng. Vũ Văn không nói gì, nhiếp minh quân nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, không ngại chút nào mà ngồi xuống bên cạnh vũ văn sao cậu lại tới đây nhiếp minh quân nhíu mày không hề che giấu mục đích của mình chút nào tớ theo đuổi vợ của mình vợ của mình đi đâu thì tớ liền đi đó hai người đã ly hôn rồi ly hôn cũng có thể phục hôn tớ có quyền lợi theo đuổi cô ấy nhiếp minh quân có chút tức giận hiện tại vũ văn là tình địch của anh anh không thể thua được nhiếp minh quân rốt cuộc cậu muốn như thế nào cậu lại không yêu cô ấy tại sao nhất định phải làm hỗn loạn cuộc sống của cô ấy chứ. Vũ Văn chưa từng cảm thấy Nhếp Minh Quân lại là một người đàn ông cạn bã như vậy. Nếu như nói trước kia Nhếp Minh Quân bị Kiều Thanh mê hoặc, như vậy hiện tại thì sao? Tại sao anh ta lại cứ níu chặt Kiều Ninh không thả ra chứ? Yêu hay không yêu là do tớ quyết định. Nhếp Minh Quân thần sĩ cười cười, trong mắt có sắc thái cuột cường mà kiên định khiến Vũ Văn phải kinh ngạc giật mình, á khẩu, không trả lời được. Lần này trở về, nhiếp minh quân giống như đã thay đổi thành một người nào khác. Không còn cao ngạo, không còn bá đạo, anh đã biến thành một người đàn ông trầm ổn. Anh Vũ Văn, em muốn ra ngoài mua chút vật dụng trẻ con cho bào bào. Anh có muốn đi cùng không? Kiều Ninh đã thay bộ quần áo đơn giản rộng rãi, ôm con đi tới. Sao anh vẫn còn ở đây? Kiều Ninh tưởng là Vũ Văn đã hiểu tâm tư của cô mà đã đuổi nhiếp minh quân đi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy nhiếp minh quân nhìn thấy lại khiến cho cô thêm đau đầu. Anh đi với em. Nhếp Minh Quân và Vũ Văn cùng nhau đứng lên châm miệng một lời. Anh không cần phải đi. giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Anh Nhếp, anh không cần phải náo loạn nữa. Kiều Ninh nhìn Nhếp Minh Quân náo tàn. Cô đã cường điệu rất nhiều lần là giữa bọn họ đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì. Cô cũng không muốn có bất kỳ dính líu gì đến anh. Nhưng Nhếp Minh Quân vẫn không chịu buông tha cho cô. Có quan hệ chứ. Anh đang theo đuổi em đó. Nhếp Minh Quân mở to hai mắt nhìn, đôi môi mỏng hé mở nói vô cùng nghiêm túc. Kiều Ninh ngây dại, cô không thể hiểu được rốt cuộc Nhếp Minh Quân lại đang muốn làm cái gì. Tùy anh đó. Kiều Ninh kéo Vũ Văn đi qua trước mặt Nhếp Minh Quân, cũng không cho anh bất kỳ ánh mắt nào. Nhếp Minh Quân cũng không vội, yên lặng đi theo hai người này, ngồi ở phía sau không nói một lời. Kiều Ninh giống như không hề nhìn thấy Nhếp Minh Quân vậy, không hề thu liễm chút nào mà cười cười nói nói với Vũ Văn. Có lúc lại treo đùa bé con ở trong ngực, Nhiếp Minh Quân cảm nhận được cảm giác nguy cơ rất sâu sắc, anh sợ hãi, sợ hãi mình không có cơ hội nhận được sự tha thứ của Kiều Ninh, rõ ràng đã từng có cơ hội có được cô, nhưng anh lại tự tay mình đẩy cô ra, đồng thời lại rạch ra một cái rãnh thật sâu. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ là do anh tự làm tự chịu. Kiều Ninh ôm bé con nhàn nhã đi dạo trong trung tâm thương mại. Đi theo phía sau là hai người đàn ông cũng coi như đẹp trai một người dịu dàng trầm ổn, một người tiêu sái lạnh lùng. Hai người đàn ông mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau cùng với một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, khiến cho ánh mắt của mọi người đều mê man bất định. Cảm nhận được ánh mắt hừng hực của mọi người xung quanh, Kiều Ninh cảm thấy khó chịu. Này, hai người các anh không cần phải đi theo nữa. Kiều Ninh nhìn hai người đàn ông quật gường, cô không có biện pháp gì. Ninh Ninh, em đang ôm con, không tiện. Vũ Văn nhíu mày anh ấy là lo lắng một mình kiều ninh ôm con không có cách nào đi dạo được nhất minh quân lại giống như một người vệ sĩ cũng không nói chuyện không biết đang suy nghĩ cái gì em có thể mà dù sao em cũng là một người mẹ chút chuyện nhỏ như thế này em vẫn làm được hai người đi theo mới không tiện đó không cho phép đi theo nữa kiều ninh xòe tay ra từ chối hai người tới gần nhất minh quân vẫn luôn không nói gì mắt nóng rực của anh vẫn nhìn chằm chằm mặt của kiều ninh từ đầu đến cuối nhìn đến nỗi khiến cô có chút khó chịu kiều ninh nhanh chóng ôm con đi khỏi hận không thể mau chóng thoát khỏi ánh mắt của hai người này hai người đàn ông nhìn nhau không nói gì sau đó tìm một quán cà phê ngồi xuống chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng đi vũ văn mở miệng nói trước anh ấy thật sự bị nhất minh quân tra tấn đến điên rồi ánh mắt của nhất minh quân bâng quơ nhìn xung quanh hợ hững nhấm nháp ly cà phê vừa mới được mang lên không có gì để nói cả tớ thích cô ấy Cho nên tớ theo đuổi cô ấy Vợ của anh em không thể cướp được Lúc trước cô ấy vẫn là vợ của tớ Mà cậu đã không có ý tốt rồi Tớ nhịn Bây giờ tớ sẽ không để cho cậu có cơ hội đâu Từ trước đến nay Nhiếp Minh Quân luôn luôn kiêu ngạo Đối với bất cứ chuyện gì Anh đều có thể ép buộc được Anh cũng thật sự có năng lực như vậy Trong lòng của Vũ Văn Diết chặt Giống như không bằng lòng tin tưởng sự thay đổi của Nhiếp Minh Quân Hai người không yên lòng trò chuyện lung tung trên cơ bản cũng không nói được mấy câu. Hai tiếng đồng hồ sau, trong giò của Kiều Ninh tràn đầy hàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Em xong rồi, chúng ta đi thôi. Trên khuôn mặt trắng nõn của Kiều Ninh có lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, nhìn qua trông rất mệt mỏi, nhưng tâm trạng cũng không tệ. Vũ Văn nhìn dáng vẻ cô thở ổng hộc, vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Đưa con cho anh, em đã lớn như vậy rồi mà cũng không biết chú ý chút nào. Kiều Ninh cười không ngừng, em vui mà, Em đã mua cho bào bào rất nhiều quần áo Cái nào cũng đẹp Nhếp mình quần nhìn dáng vẻ hai người cười cười nói nói Nhớ đến có một lần mình đi đón Kiều Thanh Anh cũng đã để cho Kiều Ninh nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ ngọt ngào ân ái Rốt cuộc anh đã biết được cảm giác đau lòng mà Kiều Ninh từng trải qua Nhếp mình quần nhìn màn hình điện thoại di động hai giây Đi xa mấy bước mới nhận Xin chào Cái gì? Được rồi tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy đến Giống như nhận được tin tức kinh nhiên động địa, Nhất Minh Quân mừng rỡ như điên, chạy về phía Kiều Ninh. Là điện thoại của bác sĩ Lâm, đã tìm được trái tim thích hợp cho Ninh Ninh, cuối tuần có thể làm giải phẫu rồi. Thật ư! Phụ Văn mừng rỡ nhìn Kiều Ninh, kích động cực kỳ. Ninh Ninh! Kiều Ninh có chút sững sờ, cô không ngờ Nhất Minh Quân lại để ý đến bệnh tim của cô. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi. Vũ Văn phụ họa theo Nhất Minh Quân. Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn coi nhiếp Minh Quân chính là anh em tốt nhất của mình. Nếu không phải có sự tồn tại của Kiều Ninh, thì bọn họ nhất định là đôi bạn bè tốt nhất trên đời. Ừ, được. Kiều Ninh suy nghĩ xuất thần, ngoan ngoãn gật đầu nhẹ. Ba người mang theo bảo bảo và vật dụng cho trẻ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn ở trong nhà. Xe như ngựa không ngừng vó mà chạy đến bệnh viện. Bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe cho Kiều Ninh rất cẩn thận. Sau khi đã chuẩn đoán chính xác, rồi mới bắt tay chuẩn bị tiến trình giải phẫu kiều ni ngơ ngác ngồi trong hành lang bệnh viện không thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra từ nhỏ đến lớn cô đã chịu đủ tra tấn ốm đau bệnh tật nhất là trong đoạn thời gian cô mang thai cô đã có nghị lực kiên cường như siêu nhân cho đến khi sau khi sinh xong đứa con mỗi ngày cô đều phải uống thuốc ba ngày là tim lại đau thắt hai lần trái tim vốn rất ít càng khó có thể tìm được trái tim thích hợp lồng mì thật dài của kiều ninh khẽ run đột nhiên có chút muốn khóc có phải là ông trời đã nhận ra mình bất công đối với cô cho nên mới bắt đầu thương hại cô hay không nhiếp minh quân cảm ơn anh khó có được sự dịu dàng khiến cho nội tâm nhiếp minh quân lại càng thêm tự trách anh đã thiếu nợ cô quá nhiều có sông phà khói lửa cũng đúng thôi anh nói đang theo đuổi em nếu như em không nhanh khỏe lên thì sao anh có thể theo đuổi em được chưa trong lòng nhiếp minh quân đã nhộn nhạo cảm động, ngoài miệng vẫn một bộ dáng kiêu ngạo phách lối. kiểu Ninh điềm tĩnh mỉm cười, cũng không để thái độ này của nhiếp minh quân ở trong lòng. Cô luôn luôn phần rõ ràng ân oán, cô sẽ không tha thứ cho sai lầm của nhiếp minh quân đối với cô. Cô cũng không muốn phải từ chối ý tốt của nhiếp minh quân. Cô thật sự ất vất vả mới buông bỏ được. Không ngờ lại bởi vì dăm ba câu của người khác mà mình lại mê muội Cô đã chịu đủ đau khổ rồi, tiếp theo cô chỉ muốn còn sống là được là một người mẹ có trách nhiệm mặc dù ba người đều có tâm sự nhưng dù sao đây cũng là một tin tức vô cùng tốt cả ba người đều đã giải quyết được một chuyện trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều bầu không khí cũng không còn xấu hổ như lúc nãy nhật minh quân rất thoải mái mặc dù lần này kiều ninh không chấp nhận anh nhưng ít nhất cũng đã không còn tiếp tục từ chối anh nữa vẻ mặt của ba người tràn đầy nhẹ nhõm Vui mừng đi ra khỏi bệnh viện Cả ba đều không biết Tất cả những chuyện này đều đã rơi vào trong mắt của một người Sau khi đưa Kiều Ninh và Vũ Văn về nhà Thì nhiếp Minh Quân cũng nhanh chóng rời đi Không nói thêm gì nữa Chỉ dặn dò Kiều Ninh yên tâm Chờ đợi giải phẫu Quay lại nhà họ nhiếp Trái tim của nhiếp Minh Quân vẫn chập trùng không ngừng như cũ Một mặt là vì cảm thấy vui vẻ cho Kiều Ninh Mặt khác là bởi vì cô đơn mà thất thần Hiện tại, Kiều Ninh giống như một cái gai nhọn, trừ phi nhận được sự đồng ý của cô. Nếu không thì có làm như thế nào, cũng không thể đến gần cô được. Nhật Minh Quân căn bản không có cơ hội để tiến vào cuộc sống của Kiều Ninh. Anh không biết Kiều Ninh yêu thích cái gì, không biết cô thích ăn cái gì, chưa quen với cuộc sống của cô. Anh căn bản không xứng để nói lời yêu. Kiều Ninh ôm con, nhẹ nhàng đung đưa, cả người cô vẫn luôn luôn trong trạng thái không yên lòng. Bảo bảo, Kiều Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của đứa con, trong lòng của cô đầy phiền não. Con nói xem, tại sao anh ấy còn muốn tìm mẹ làm gì chứ? Rõ ràng anh ấy đã lựa chọn Kiều Thanh, anh ấy phản bội mẹ. Có phải là mẹ quá ngu ngốc hay không? Ngay cả bố con cũng là do ngoài ý muốn. Mẹ đã buông bỏ anh ấy, bây giờ anh ấy lại nói thích mẹ. Mẹ thật sự rất khó chịu. Bảo bảo, con sẽ không trách mẹ chứ, đều là do mẹ quá ngu đần đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh kiều ninh kề mặt mình sát mặt của bào bào trong mắt tràn đầy đau lòng mẹ nhất định sẽ dùng cả mạng của mình để yêu con kiều ninh dỗ bé con ngủ một mình ngồi bên cửa sổ ngần người nhìn ngọn đèn ấm áp trong từng ngôi nhà đáy lòng một màng bi thương đã rất lâu rồi cô chưa từng có nhà điện thoại di động đang yên tĩnh lại đột nhiên vang lên kiều ninh vội vàng nghe máy sợ đánh thức bé con alo xin chào kiều ninh nghi ngờ ngoại trừ vũ văn thì cũng không có ai biết số điện thoại của cô huống chi hiện tại đã đêm hôm khuya khoắt rồi đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười nhỏ xíu cực kỳ âm trầm chị đã lâu không gặp chị đừng quên tôi chứ kiều ninh tê dại hết cả da đầu tay chân run dày không ngừng mí mắt càng run dày dữ dội hơn có chuyện gì ư ừ? kiều ninh cố nén nội tâm khó chịu cô giả bộ bình tĩnh cố gắng khống chế âm thanh của mình cho dù Kiều Ninh có khắc chế đủ kiểu thì Kiều Thanh vẫn nghe được sự bất an trong giọng nói của cô. Kiều Thanh đắc ý dơ lên khóe môi nhưng trong mắt lại là ánh sáng hận thù. Chị, chị cũng đã có con rồi. Biết lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào không? Con nói như thế nào thì chị cũng đã ly hôn với Minh Quân rồi mà. Còn cuốn lấy anh ấy, chị không cảm thấy xấu hổ sao? Kiều Thanh oán hận cắn môi. Một năm qua không thấy cuộc sống có ánh sáng mặt trời cơ hồ đã bức cô ta đến điên. Cho dù có như thế nào thì cô ta cũng không thể để cho Kiều Ninh sống tốt hơn mình được. Kiều Ninh sững sờ, cô cũng không bị Kiều Thanh hù dọa, ngược lại còn cười lạnh chào phúng. Sao vậy? Cô cũng có lúc sợ hãi sao? So thủ đoạn cướp đàn ông thì cô giỏi hơn chị mình nhiều đó. Đừng có dở giọng oán phụ ở chỗ tôi, còn không bằng suy nghĩ làm thế nào để quản tốt người đàn ông của mình đi. Cô cũng biết tâm ý của tôi đối với nhiếp minh quân mà nếu như anh ấy tới tìm tôi cô cảm thấy tôi sẽ từ chối anh ấy sao đôi mắt sáng của kiều ninh nhắm lại cô đã rũ bỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa cô đã không còn là một con cừu non mặc cho người khác định đoạn nữa cho dù là kẻ nào thì cũng đừng muốn có thể dương oai đối với cô kiều thanh không ngờ bây giờ kiều ninh lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy thông minh không để lại dấu vết nào cô ta căn bàn cũng không có cơ hội để gặp lại nhiếp minh quân Muốn thay đổi tình thế cũng là chuyện không thể nào. Nếu như Kiều Thanh An vẫn như vậy thì có lẽ Nhếp Minh Quân sẽ còn tha cho cô ta một lần. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ta vẫn cố chấp muốn trêu chọc Kiều Ninh giống như việc thích cướp đồ chơi lúc còn bé của cô. Dù cho mình rơi vào vực sâu cũng phải lôi kéo Kiều Ninh làm đệm lưng. Kiều Ninh, con đàn bà đê tiền này, cô cho rằng cô sẽ giành nổi với tôi sao? Nếu như không phải cô đã sinh con, thì cô cho rằng Minh Quân sẽ vui lòng mà nhìn cô một chút ư. Ừ. Kiều Thanh cười lạnh, ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên. Cô đã chấp mê bất ngộ như vậy, thì cũng đừng có trách em gái này ra tay ngoan độc. Không phải là cô vụng trộm sinh đứa bé kia ra sao? Không có con, thì tôi xem xem cô sao có thể cười nói được đây. Trái tim của Kiều Ninh co rút lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô không ngờ tới Kiều Thanh lại phát rổ như vậy. Kiều Thanh, Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có đánh chú ý lên con của tôi. Nếu không, tôi sẽ để cho cô mãi mãi không ngóc đầu lên được. Bộp một tiếng, Kiều Ninh hung hăng cúp điện thoại, cả người bất lực ngồi phịch trên mặt thảm. Vị trí trung tâm của trái tim truyền đến một cảm giác đau nhói. Kiều Ninh kiệt sức nhìn xuống sự khó chịu. Cô tìm thuốc của mình rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cô suy yếu nhìn con trai đang ngủ say. Tấm kính trên cửa sổ phản chiếu, nụ cười tự diễu của cô. Con, nhiếp minh quân đây chính là điều mà anh muốn ư ừ. sao cô lại không nghĩ tới nhiếp minh quân đang hướng về đứa nhỏ kiều thanh quả thật đã nhắc nhở cô những ngày mà hay xuất hiện ánh mắt của anh chưa hề để ý đến đứa nhỏ của kiều ninh ánh mắt của anh luôn luôn rơi vào trên thân của kiều ninh bây giờ nghĩ lại anh thật sự ngụy trang rất tốt trái tim kiều ninh co thắt châm trọng mình ngây thơ thiếu chút nữa cô lại bị hư tình giả ý của nhiếp minh quân mà sập vào bẫy của anh những ngôi nhà ở bên ngoài cửa sổ vẫn đốt ánh đèn lấp lánh. Kiều Ninh chỉ cảm thấy mình đang ở trong phòng cực kỳ rét lạnh. Tôi sẽ không để cho các người đạt được mục đích. Ngày tiếp theo, Nhất Minh Quân giống như ngày thường đi sớm đến nhà Vũ Văn. Bởi vì Kiều Ninh sắp làm phẫu thuật rồi, thái độ đối với anh cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Nhất Minh Quân lộ ra một nụ cười mà chính bản thân cũng khó phát hiện. Nhất Minh Quân vừa đến cửa đã bị một bóng dáng mảnh khảnh chặn lại hai mắt của Kiều Ninh dưng đỏ, đầu tóc rối bời, trên người còn mặc đồ ngủ, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy. Ngày thường, Kiều Ninh vẫn luôn luôn vô cùng chú trọng hình tượng, đặc biệt là trước mặt nhiếp minh quân. Rất ít khi thất thố, cô không thích người khác xem thường mình, nhưng mà hôm nay, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ. Ninh Ninh, em làm sao thế? Nhất Minh Quân nhìn thần thái khác thường của Kiều Ninh trong lòng có chút không yên. Kiều Ninh cả đêm không ngủ ngon, Đêm qua vì kiều thanh khiêu kích phá tan chút ảo tưởng cuối cùng của cô đối với sự tồn tại của Nhiếp Minh Quân, bây giờ cô đã rõ ràng, ở đây không chào đón anh, anh đi đi. Không cho Nhiếp Minh Quân cơ hội hỏi lại, ngay sau đó Kiều Ninh muốn đóng cửa chính, Nhiếp Minh Quân vội vàng dùng cơ thể chặn cửa lại, hai tay cố định chống cửa. Không rõ vì sao, Kiều Ninh đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như thế. Ninh Ninh, em sao vậy? Tôi nói anh cút đi, cút Lông mày của Nhiếp Minh Quân nhíu lại, sắc mặt trầm xuống. "Em đừng kích động, nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Minh Quân cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, cố gắng làm cho Kiều Ninh tỉnh táo lại. "Không phải anh có nhà của mình, anh có Kiều Thanh sao? Không phải anh yêu cô ấy sao? Tôi xem thường việc làm người thứ ba của người khác." Nhiếp Minh Quân, "Tôi không phải là người không có liêm sỉ như vậy, cút, trở về nhà của anh đi, không nên để tôi nhìn thấy anh nữa." Kiều Ninh giống như phát điên, nỗ lực đóng cửa muốn chặn nhiếp minh quân lại bên ngoài tiếng động khổng lồ khiến vũ văn chú ý nghe thấy tiếng kêu thê lương của kiều ninh vũ văn vội vàng tới ôm cô vào lòng không sao không sao ninh ninh đừng sợ đừng sợ nha đừng sợ kiều ninh tựa vào trong ngực của vũ văn cơ thể gầy yếu run lên phẫn nộ hai mắt sưng đỏ phơi phới lừa giận giống như muốn đốt nhiếp minh quân thành cho nhiếp minh quân không biết là đã xảy ra chuyện gì rõ ràng đã kích thích kiều ninh đến trạng thái gần như điên cuồng nghe thấy kiều ninh nhắc đến kiều thanh anh cho là kiều ninh đang ghen ninh ninh em hiểu lầm rồi anh và kiều thanh đã sớm không có quan hệ gì nghĩ đến anh cũng ngốc nghếch kiều ninh đã quay lại lâu như vậy anh cũng không giải thích rõ ràng vị trí của kiều thanh để kiều ninh hiểu lầm lâu như vậy không có quan hệ gì sao không có quan hệ gì mà cô ta lại mang thai con của anh sao nhiếp minh quân anh thật là buồn nôn con của cô ta mất rồi, bây giờ lại ngấp nghé con của tôi sao? Tôi cho anh biết, cục cưng là của một mình tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả. Trở về nói với Kiều Thanh, đừng để cô ta có mấy cái ý định điên rồ đó. Dám động vào con của tôi, tôi sẽ đồng quy vu tận với các người." Kiều Ninh nghiến răng nghiến lợi, nhìn Nhiếp Minh Quân, nỗ lực bảo vệ lãnh địa của mình, không để cho Nhiếp Minh Quân đến gần. Vũ Văn lo lắng cho thân thể của Kiều Ninh, ánh mắt bảo Nhiếp Minh Quân tạm thời rời đi trước con người âm trầm của nhiếp minh quân xẹt qua chút bi thương anh rõ ràng đã nhốt kiều thanh lại rồi không có khả năng lại có người khác đến tổn thương kiều ninh có lẽ trong lòng kiều ninh anh vẫn luôn là một kẻ điều nhân hèn hạ vô cùng anh đi trước chờ em tỉnh táo lại sẽ trở lại thăm em biến cút cho tôi không cần anh đến đây thăm tôi nhiếp minh quân cả đời này tôi hối hận nhất chính là yêu anh thân hình cao lớn của nhiếp minh quân hơi lung lay bàn tay ấm áp nắm thành nắm đấm không nghe rõ lời nói bên tai nhất minh quân hồn bay vách lạc về nhà trên đường đi vô cùng ảo não cầu chủ không hay rồi nhất minh quân vừa xuống xe quản gia đã vội vội vàng vàng chạy đến quản gia sợ ông lại thất thố như vậy trên gương mặt tang thương của quản gia tràn đầy lo lắng nghe thấy nhất minh quân trách mắng sợ đến mức rút nữa thì quỳ xuống đất cầu chủ cô kiều thanh chạy rồi cái gì? Lửa giận lập tức bò lên khuôn mặt của nhiếp minh quân. Mấy người cạnh người thế nào? Một đám phế vật! Quản gia không dám nhìn vào mắt của nhiếp minh quân. Kiều Thanh chạy, nhiếp minh quân giết bọn họ cũng không quá đáng. Cô Kiều Thanh, cô ấy... Cô ấy mua chuộc một người làm, đã chạy vào ba đêm trước. Ba ngày trước sao? Vậy bây giờ ông mới nói cho tôi biết. Mồ hôi của quản gia chảy dọc theo tay rơi xuống đất. Giọng nói run rẩy Cầu chủ, cậu muốn phạt thì phạt tôi đi tôi cho rằng phái người có thể tìm được cô ấy nhưng mà nhưng mà được rồi nhiếp minh quân vất tay rõ ràng đã mất kiên nhẫn kiều thanh ở nơi nào anh cũng không quan tâm chỉ là bây giờ kiều ninh đã quay về anh không thể không đề phòng kiều thanh nghĩ đến sự khác thường của kiều ninh buổi sáng ngày hôm nay nhiếp minh quân đột nhiên hiểu được cái gì đó tiếp tục phái người đi tìm nhiếp minh quân bực bội kéo kéo cà vạt thả lại mấy từ này xoay người lái xe quay về nhà Vũ Văn Nhiếp Minh Quân vội vàng chạy về nhà Vũ Văn bây giờ anh không rời khỏi Kiều Ninh một bước người phụ nữ tâm địa ác độc như Kiều Thanh không chừng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó Ninh Ninh Vũ Văn Nhiếp Minh Quân lượn lờ ở phòng khách mấy phòng lớn tiếng gọi hai người trong nhà không thấy bóng dáng của hai người tim của Nhiếp Minh Quân lần nữa treo ngược lên trên cổ họng cậu Nhiếp bệnh tim của cô Kiều tái phát Cầu chủ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Người hầu lớn tuổi run rẩy nói với nhiếp minh quân. Ánh mắt của nhiếp minh quân trầm xuống. Ngựa không dừng vó chạy đến bệnh viện. Vũ Văn nhìn Kiều Ninh sắc mặt tái nhợt, đau đớn co cụm lại ở ghế sau. Tay lái cũng run rẩy. Ninh Ninh, chịu đựng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Tóc của Kiều Ninh đã bị mồ hôi thấm ướt. Tay bé ôm lấy trái tim nhỏ, nhỏ rộng rên rỉ vũ văn đạp nhanh chân ga dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện nhất minh quân vừa đến cửa bệnh viện thì thấy vũ văn và kiều ninh sẽ còn chưa dừng hẳn nhất minh quân đã xông đến ninh ninh nhìn sắc mặt của kiều ninh tái nhợt tim của nhiếp minh quân co rúm lại tránh ra tôi không muốn nhìn thấy anh kiều ninh gần như là đau đến mất hết sức lực nhưng dù thế nào vẫn cuột cường quay đầu lại dùng sức từ chối nhiếp minh quân đúng lúc này một thân ảnh nhanh chóng hiện lên theo tiếng cười quỷ dị, đợi Nhiếp Minh Quân phản ứng lại, Kiều Ninh đã ngã giữa đường. Ninh Ninh! Nhiếp Minh Quân dùng hết sức bình sinh, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Kiều Ninh sang một bên. Kiều Ninh chỉ cảm thấy bị một bàn tay ấm áp đẩy ra, mơ mơ màng màng ngã xuống, chấn động mãnh liệt đánh vào tim của cô, càng thêm không ổn. Bùng một tiếng, xe taxi với tốc độ tối đa trực tiếp va chạm với Nhiếp Minh Quân. Nhiếp Minh Quân! Kiều Thanh hét lên, cô ta đã theo dõi Kiều Ninh nhiều ngày, Vất vả lắm mới tìm được cơ hội đưa cô vào chỗ chết. Lại không ngờ nhiếp minh quân lại bỏ mạng cứu cô. Ninh ninh! Vũ Văn kêu lên, chạy về phía Kiều Ninh. Sợ hãi mãnh liệt làm Kiều Ninh mất đi ý thức. Vũ Văn cảm nhận được hô hấp vô cùng yếu ớt của cô. Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật. Làm sao thế? Đụng vào người rồi sao? Thật đáng tiếc. Một chàng trai đẹp như vậy. Đám người vây xem tụ thành một nhóm. Tài xế taxi run run dày dày bước xuống xe nhìn thấy nhiếp minh quân ngã trong vũng máu cả người sợ run đứng không vững kiều thanh kinh hồn táng đảm nhìn nhiếp minh quân cả người đầy máu ác độc bất chấp xoay người bỏ chạy trước khi nhiếp minh quân hôn mê trong miệng còn nỉ non tên của kiều ninh hai phòng phẫu thuật sát cạnh nhau nhiếp minh quân và kiều ninh đều đang được cật lực cứu chữa vũ văn đứng ở cửa đứng ngồi không yên đi tới đi lùi, nghĩ đến cảnh mạo hiểm vừa rồi tim của vũ văn sắp nhảy ra ngoài nếu không phải nhiếp minh quân nhanh tay lẹ mắt với thể chất của kiều ninh nhất định không thoát khỏi trận tai nạn xe này nhìn đèn đỏ phòng phẫu thuật của nhiếp minh quân sáng lên vũ văn nhớ lúc nhiếp minh quân ở trên thương trường từng nói một câu yêu hay không tôi quyết định hy vọng cậu thật sự yêu cô ấy vũ văn chắp tay trước ngực yên lặng cầu phúc cho hai người mùi thuốc khử trùng gai mũi khiến cho nhiếp minh quân nhịn không được mà ho khan mấy tiếng mở mắt ra là phòng bệnh trắng tinh nhìn mũi kim trên tay nhiếp minh quân có chút ngần người dần dần nhớ lại mọi thứ anh vì cứu kiểu ninh xảy ra tai nạn xe cộ nhiếp minh quân nhíu mày lại không tìm thấy bóng dáng của kiều ninh canh tay trái nhiếp minh quân gãy xương trên người có nhiều chảy xước chịu đựng đau đớn ở chân nhiếp minh quân nhổ đường truyền dịch trên tay ra thất tha thất thều rời khỏi phòng bệnh. Vũ Văn rất đầu mẻ chán ngồi trước cửa phòng mổ. Kiều Ninh đã vào được 10 tiếng rồi, vẫn không có tin tức gì. Nếu như cô ấy có chuyện gì không may xảy ra, anh ta nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhìn thấy Vũ Văn ngồi trồm hồm trên đất, Nhất Minh Quân cảm thấy một loại cảm giác bất an. Nhất Minh Quân đến gần Vũ Văn, cả người đầy vết thương, anh chỉ có thể yếu ớt đứng dựa vào tường, cảm thấy có người đến, Vũ Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Minh Quân lúc này vừa nhếch nhác vừa yếu ớt, tâm trạng của Vũ Văn run rẩy một cái, đỡ Nhiếp Minh Quân ngồi lên ghế dài. "Cô ấy đâu?" Nhiếp Minh Quân vỗ xuống bàn tay Vũ Văn, dìu lấy anh, sắc mặt tràn đầy bất an, anh cũng không rõ chiếc xe kia có đụng đến Kiều Ninh hay không, nhìn Vũ Văn tiểu tụy trước mắt, trong lòng Nhiếp Minh Quân cũng không yên ổn. Vũ Văn cứng rắn Ấn nhiếp minh quân ngồi xuống ghế dài Cởi âu phục trên người Choáng lên người của nhiếp minh quân Đang phẫu thuật Vũ Văn khàn khàn mở miệng Có chút không nỡ Tình huống không phải rất tốt Sáng hôm nay Ninh Ninh vô cùng gai gắt Cậu vừa mới đi lại đột nhiên phát bệnh Bây giờ lại xảy ra tai nạn xe cộ Phẫu thuật cấy ghép Vốn vào cuối tuần Bây giờ chỉ có thể làm sớm Nhiếp minh quân rũ mắt Đều do anh không canh kiều thanh cẩn thận để cho Kiều Ninh nhận lấy sự tổn thương lớn như thế. Xác suất thành công cao không? Nhất Minh Quân vuốt cằm, trong mắt tràn đầy âu sầu. Vũ Văn ngồi bên cạnh anh, hai tay che lấy mặt, cố gắng không để cho mình thất thố. Tình huống cũng không phải quá tốt, cô ấy chịu kích thích không thể chịu đựng được. Tôi tôi cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Vũ Văn Nhất Minh Quân ngường đầu, dựa vào thành kế, nước mắt lơ đáng chảy xuống. Cậu còn nhớ lúc bé chúng ta thích chơi cái gì nhất không? Cả khuôn mặt của Nhiếp Minh Quân đều bi thương, nụ cười vô cùng đau khổ. Tớ rất thích trộm lá trà của ông nội, ngâm trong chậu lớn ở sau nhà. Mỗi lần ông nội tức giận muốn đánh tớ, cậu đều xin ông nội chịu phạt thay tớ. Mỗi lần cậu đều ôm tớ cùng chịu phạt. Lúc trước, tớ cảm thấy ngoại trừ ông nội, cậu là người thân duy nhất của tớ rồi. Vũ Văn, là tớ sai rồi. Nhếp Minh Quân nghẹn ngào nói. Anh trước nay đều quật cường kiêu ngạo, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Thậm chí lúc ông nội qua đời cũng không chạy xuống một giọt nước mắt. Vũ Văn nhìn cơ thể hơi run rẩy của Nhếp Minh Quân, trong lòng cũng vô cùng đau khổ. Minh Quân, cậu đã nói chúng ta sẽ mãi mãi là anh em. Nếu không phải là cậu quá mức cầm thú với Kiều Ninh, tôi nghĩ chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mặt. Lúc nhỏ, vũ văn luôn che chở cho nhiếp minh quân như một người anh ấm áp cũng giống thế trong trường học phàm là có người dám khiêu khích vũ văn nhiếp minh quân sẽ liều mạng lấy lại công đạo cho anh ta nhiếp minh quân nghịch ngợm gây sự vũ văn là ngoan ngoãn nghe lời trong lòng của bọn họ cũng biết nỗi khổ tâm của đối phương hai người cùng nhau luôn là lúc thẳng thắn nhất về sau nhiếp minh quân quen kiều ninh ở nhà họ nhiếp vũ văn liếc mắt cũng đã bị cô bé xinh xắn này hấp dẫn Kiều Ninh lúc đó răng trắng môi hồng, khí chất như làn. Sống động lại đẹp đẽ, một cái nhấc tay cũng tràn đầy hơn thở tiểu thư khuê các. Sau khi nhìn thấy Kiều Ninh, Vũ Văn đã biết cảm giác động tâm. Nhưng trong mắt Kiều Ninh đều là nhiếp minh quân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kiều Ninh thích nhiếp minh quân. Vũ Văn là người thông minh, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành phụ nữ với nhiếp minh quân. Anh ta nhìn ra được Kiều Ninh là một cô gái tốt, về sau anh ta ra nước ngoài không lâu sau nhận được tin tức kiều ninh lập gia đình với nhiếp minh quân mặc dù tiếc nuối thế nhưng anh ta lại chân thành chúc phúc cho bọn họ nhưng anh làm thế nào thì cũng không ngờ được sau khi về nước cô gái mà anh ta trung tình lại lưu lạc đến nông nỗi không thể chịu được này vũ văn lần đầu tiên thất vọng với nhiếp minh quân người anh em mà anh ta bảo vệ từ trước đến nay lại không bằng cầm thú như vậy nếu không phải vì di trúc kia của ông nội tớ nghĩ tớ sẽ yêu cô ấy sớm hơn một chút vũ văn cô ấy không nên buộc ông nội chỉ hôn tớ vẫn luôn cho rằng cô ấy là một người con gái hiếm có trên thế giới này nhưng cô ấy không nên động đến ông nội nhiếp minh quân biết kiều ninh lương thiện dịu dàng ngoan ngoãn anh không nên tin tưởng lời nói dối của kiều thanh làm oan uổng kiều ninh nhưng mà ông nội nhiếp mắt vẫn là cây gai gây khó dễ trong lòng anh. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng ông nội để Ninh Ninh gả cho cậu là vì bị Ninh Ninh ép buộc chứ? Vũ Văn châm chọc cười cười, nhiếp minh quân vẫn ngu xuẩn như vậy. Cậu cảm thấy với uy vọng của ông nội, ông ấy sẽ bị một con nhóc uy hiếp sao? Nhiếp minh quân, đến bây giờ cậu vẫn còn tin tưởng lời nói dối của Kiều Thanh, cậu quả là ngu ngốc, đáng thương. Ông nội rất thích Ninh Ninh, chẳng lẽ cậu không rõ sao? sau khi cậu đi ninh ninh chăm sóc ông nội một tấc không rồi ông nội muốn lập di trúc cho cậu lấy cô ấy ban đầu ninh ninh còn từ chối cô ấy sợ cậu không thích cô ấy cô ấy vẫn luôn luôn suy nghĩ cho cậu nhưng mà ông nội không chịu để cậu bỏ lỡ cô ấy cưỡng chế lập di trúc nhiếp minh quân cho dù cậu không tin tưởng ninh ninh đến thế nào cậu cũng không nên nghi ngờ ông nội cậu có biết từ nhỏ đến lớn ninh ninh đã chịu biết bao nhiêu uất ức không trong mắt của vũ văn tràn ngập sự đau lòng không đành lòng nhớ lại quá khứ của kiều ninh cô ấy cho đến bây giờ cũng không biết đón ý nói hùa theo người khác không nhanh mồm nhanh miệng như kiều thanh rõ ràng cô ấy mới là đại tiểu thư nhà họ kiều danh chính ngôn thuận lại luôn bị kiều thanh dẫm lên một bước không được cha mẹ cưng chiều cho dù cô ấy mới là người thật sự bị bệnh tim cha mẹ nhà họ kiều cũng chưa bao giờ lo lắng mà kiều thanh kia vì tìm cậu ngay cả giả bộ bệnh bọn họ cũng giúp đỡ bao che, nhất Minh Quân cậu thông minh như vậy, sao lại không nhìn thấy cái tốt của cô ấy chứ? Nhất Minh Quân cố nén hơi thở, không để cho cảm xúc của mình hỏng mất, như là bị rút hết linh hồn, hai mắt vô thần, tứ chi chết lặng. Cậu biết Ninh Ninh yêu cậu bao nhiêu không? Nếu không phải cậu làm cho cô ấy hoàn toàn tổn thương, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ cậu. Cô ấy bị bệnh tim, qua từng năm lại nặng hơn, nhưng sau khi cô ấy biết mình mang thai cả người cô ấy đều có hy vọng. Cô ấy nói đó là con của hai người, là món quà mà ông trời ban cho cô ấy. Cho dù vứt bỏ tính mạng, cô ấy cũng muốn sinh nó ra. Vũ Văn nhớ đến các loại đau khổ mà Kiều Ninh phải chịu đựng trong lúc mang thai, càng thêm đau lòng cho người con gái kiên cường này. Đứa bé đó là của tôi sao? Nhịp mình quần nhớ đến cục cưng ngoan ngoãn béo mập kia, trong lòng tuôn ra một cảm giác ấm áp. Đúng, là con của hai người là đứa bé mà ninh ninh chịu mọi đau đớn để giữ lại kiều ninh yêu nhiếp minh quân thế nào có lẽ chỉ có vũ văn rõ ràng nhất là tôi có lỗi với cô ấy nước mắt của nhiếp minh quân không cầm được mà chảy xuống biểu hiện hối hận và không cam lòng của anh nếu muốn yêu cô ấy thì hãy yêu sâu đậm không nên để cô ấy phải khổ nữa những khổ đau cô ấy phải chịu đựng đã quá nhiều rồi Nhất Minh Quân nhìn đèn đỏ sáng lên trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng đã tự đưa ra quyết định. Vườn Bích Nhân, Chiều Kha chỉnh sửa hoa cỏ trong sân, Lý Lăng Việt ngủ chưa dậy, không nhìn thấy cô, vội vã đi ra ngoài. Thấy cô đang chăm sóc rất nghiêm túc, cũng không gọi cô, chỉ kẽ đi tới, đứng bên trái cô. Thật lâu, Chiều Kha vẫn không nhìn thấy anh. Người đàn ông nhíu mày, giơ tay cua cua trước mặt cô. Cô vẫn nhìn như không thấy. Chiều Kha, mắt em sao vậy người đàn ông tò mò hỏi chiều kha sợ nhảy dựng xèng trong tay rơi xuống vội đứng dậy nhìn anh tôi tôi không sao lý lang việt nhìn dáng vẻ đột nhiên hoảng loạn của cô bất giác do dự một lát hai ngón tay nâng cằm của cô nghiêm túc nhìn vào mắt cô nhìn nhìn con người thâm trầm của người đàn ông đột nhiên sợ hãi mắt trái của em không nhìn thấy sao đây là lần đầu tiên anh nhìn vào mắt cô gần như vậy nghiêm túc như vậy vì vừa mới bắt đầu đã xác nhận cô không phải là chiều ca của anh, cho nên anh chỉ xem cô thành chỗ dựa tinh thần, căn bản không hề nghiêm túc đánh giá cô. Nhưng nhìn tỉ mỉ thế này, mắt phải của cô giống hệt như chiều ca. Trong suốt, linh động như vậy, chứa đựng tất cả sự tốt đẹp và thuần khiết trên thế gian này. Nhưng mắt trái cô rõ ràng có chút trì trệ, hoang mang, dường như không có tiêu cự. Anh đã từng mất đi ánh sáng, anh rõ ràng ánh mắt thế này có lẽ đã mất đi ánh sáng. Chiều Kha vội lùi về phía sau một bước, rũ mắt, có chút nhược thị bẩm sinh, cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy. Vừa nãy quá nghiêm túc, cho nên không phát hiện anh tới. Lý Lăng Việt híp híp mắt, đi nhanh về phòng lấy chìa khóa xe. Ở nhà đội tôi, không được đi đâu cả. Nói xong, lên xe khởi động, mau chóng rời đi. Nhìn chiếc xe tung gió mà đi, Chiều Kha nghi hoặc mím môi. Anh phát hiện ra gì rồi sao? Bệnh viện khoa mắt. Cánh tay ân dao dao bị bàn tay to của Lý Lăng Việt giữ chặt, kéo cô ta vào văn phòng bác sĩ. Lý Lăng Việt, anh muốn làm cái gì? Ân dao dao xoa xoa cánh tay đau đớn, nhíu mày không hiểu hỏi anh. Lý Lăng Việt hừ lại một tiếng. Tôi muốn xem xem, sau khi cô cấy rác mạc cho tôi, mắt cô phục hồi như thế nào? Kiểm tra nó. Hả? Ân dao dao còn muốn dãy rụa, nhưng rất nhanh đã bị vài vệ sĩ trực tiếp ấn lên trên giường, không thể nhúc nhích. Đừng, đừng! Ân rào rào hét to dãy ruộng. Một người giữ chặt đầu cô ta, bác sĩ trực tiếp mở mí mắt trái của cô ta. Kiểm tra xong, bác sĩ báo cáo với Lý Lăng Việt. Giám đốc Lý, hai mắt của cô Ân đều rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì. Giác mạc cũng đều vẫn còn, thì lực bình thường. Nắm đấm của người đàn ông đập lên trên bàn, đồ dùng trên bàn này lên lại rơi xuống. Ân rào rào đã không còn dãy ruộng nữa, đã bị phát hiện rồi. Vậy không bằng phóng khoáng thừa nhận. Cô ta ngồi dậy, chậm rãi chỉnh trang quần áo của mình. Chưa từng cấy rác mạc, rác mạc đương nhiên vẫn còn. Ẩn dao dao! Lý Lăng Việt đột nhiên xông tới, trực tiếp bóp cổ cô ta, cắn răng hùng ác hỏi. Rác mạc cấy cho tôi, rốt cuộc là của ai? ân dao dao không chút sợ hãi, nhìn vào mắt anh, cười vô cùng đắc ý. Đôi mắt xinh đẹp như vậy, đương nhiên chỉ có người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm. Ân Triều Kha có rồi. Lý Lăng Việt lập tức chừng to mắt, dần gia tăng sức lực trên tay. Còn người đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đáng hận này. Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Ân rào rào bị anh bóp cổ, mặt trướng đỏ, lại vẫn không dãy dụa. Muốn nói, lại căn bàn không nói ra lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ồ. Không nói có phải không? Lý Lăng Việt trực tiếp xách ân rào rào, ném cô ta lên sàn. Bịch một tiếng, ân rào dao bị ném, đau tới khó nhịn Nước mắt trực tiếp chảy ra. Lý Lăng Việt gọi điện thoại, trong vòng nửa tiếng làm ân thị sụp đổ, phá sản, khiến nó vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay mình, khiến tất cả mọi người trong ân thị khóc lóc tới cầu xin tôi. Giọng của người đàn ông không cao, nhưng giọng điệu kiên quyết, tràn đầy hận ý. Ân rào rào sợ ngây người, vội quỳ bò dậy ôm lấy chân anh. Cầu xin anh, lăng việt, lăng việt, em sai rồi, em lập tức nói cho anh biết Triều Kha đang ở đâu. Anh, xin anh, anh đừng đậu vào ân thị, cầu xin anh. Lý Lăng Việt đá cô ta bay tới góc tường. Cút! Ân rào rào bị ngã, mặt mày sưng húp, mũi và miệng đều chảy máu. Nhưng cô ta nào quan tâm những thứ này, bỏ tới ôm chặt chân anh. Em... em dẫn anh đi gặp cô ấy. Em dẫn anh đi gặp cô ấy. Trễ rồi. Lý Lăng Việt lại đá thêm một cú, trực tiếp đá bay cô ta, xoay người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Là anh ngu ngốc, chiều kha của anh luôn luôn ở cạnh anh. Anh lại không biết, từ nhỏ đã bị người phụ nữ ác độc ân giao dao này lừa dối bây giờ lại còn có thể tin tưởng cô ta chiều kha chiều kha của anh em đợi anh anh lập tức quay về nửa đời còn lại để anh bồi thường cho em thật tốt lục lý lăng việt vội vàng về vườn bích nhân sớm đã không thấy bóng dáng của chiều kha đâu trên dưới lầu trước nhà sau nhà nơi có thể tìm anh đều đã tìm rồi vẫn không thấy cô lấy điện thoại muốn gọi cho cô Lý Lăng Việt mới phát hiện mình căn bản không có số của cô. Thời gian dài như vậy, cô luôn ở cạnh anh, cũng chưa từng dài điện thoại. Cô rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Ân rào rào nhận được điện thoại của Lý Lăng Việt. Cô ta đang đau khổ bôi thuốc băng bó, lập tức trở nên vui mừng. Ân triều ca mất tích rồi. <laughs> Lý Lăng Việt, chuyện này không thể trách tôi, là chính anh làm mất. Lý Lăng Việt không có thời gian nói chuyện phiếm với người phụ nữ điên khùng này thằng thừng cúp điện thoại ân rào rào gọi điện thoại cho đông tử vệ đối phương lại tắt máy cô ta nhíu mày mắng một câu đông tử vệ anh lại dám phản bội tôi ngoại trừ anh ta nhất định không có người thứ hai có thể dẫn chiều ga đi nhưng mà dẫn đi cũng tốt tốt nhất dẫn đến một nơi bí mật không bao giờ quay lại nữa chiều ga bị đông tử vệ dẫn về căn hộ cô không kịp chờ đợi chạy vào phòng ngủ lại chỉ thấy giường trẻ con trống rỗng không thấy bóng dáng con trai đâu, ngay cả đồ chơi cũng không thấy cái nào. Lăng Cần đâu? Triều Kha vội hỏi, đồng tử vệ lắp ba lắp bắp. Sau khi em tới chỗ của Lý Lăng Việt, Lăng Cần liền bị ân giao giao dẫn đi. Cô ta sợ em thất hứa, nói cho Lý Lăng Việt biết em chính là Chiều Kha, cho nên dẫn con trai em đi làm con tin. Triều Kha lập tức trừng to mắt, đồng tử vệ, sao anh có thể hồ đồ như vậy? Anh không phải nói bề ngoài bị ân giao giao uy hiếp, thực ra là sẽ giúp em sao?" Triều Kha thở dài, lập tức mắt đỏ bừng, xoay người liền đi ra ngoài. "Triều Kha." Đồng Tử Vệ kéo cánh tay cô lại, mặt đầy ái náy, "Xin lỗi, Triều Kha, anh biết đứa bé là mạng của em, anh đi giúp em dẫn nó về, một mình em đi quá nguy hiểm." "Không cần, em sẽ không tin bất kỳ ai nữa." Triều Kha kéo tay anh ta, xoay người chạy nhanh ra khỏi căn hộ. Triều Kha quay về nhà họ Ân. Bảo mẫu mở cửa thấy là cô Bà ta kinh hỉ nói Cô Triều Kha sao? Cô quay về rồi Nhiều năm như vậy cô đi đâu vậy chứ? Triều Kha không kịp hàn huyên Chỉ còn có ở nhà không? Thím Trần vội vàng gật đầu Có, ở trên lầu đó Cô rào rào gần đây luôn ở nhà Dẫn đứa bé về chăm sóc Đứa bé Mắt của Triều Kha lóe lên tia kinh hỉ Chạy lạch bạch lên lầu Cô vừa muốn vào phòng ngủ của ân Dao dao phòng cho khách bên cạnh đã truyền tới tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng khóc quen thuộc đó không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần trong mộng hơn tháng nay Lăng cẩn mắt của triều kha đỏ lên chạy vào phòng dành cho khách trên giường lớn trong phòng Lăng cẩn còn chưa tới nửa tuổi đang nằm khóc to chốc thì lật người chốc thì nằm sấp không tê tầm liệt vế nước mắt nước mũi chạy đầy khuôn mặt nhỏ triều kha đau lòng muốn chết nước mắt lập tức trào ra vội vàng chạy tới ôm con lên. Ngoan, con ngoan, mẹ đến rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Chiều ca nhìn đứa bé, mặt mũi quần áo đều bần thiều trong lòng, chỉ cảm thấy tim như bị người ta hung hăng bóp nát. Cô rất hối hận, hối hận để con cho đông tử vệ. Hối hận vì đi gặp lăng việt mà đồng ý uy hiếp của ân giao giao. Già chàng thành chiều ca tới cạnh lý lăng việt. Cậu nhóc như người thấy mùi vị quen thuộc trên người mẹ, tùy thân hừ hừ vài tiếng rồi dừng khóc đôi mắt to ánh nước nhìn chiều ca tim của chiều ca thoáng chốc mềm như nước khom người hôn lên chán bé mẹ xin lỗi con cục cưng mẹ đến muộn rồi ồ quả nhiên là con hoang thì thương con hoang giọng nói chào phúng từ cửa chuyển tới chiều Kha lập tức ngước mắt nhìn sang ân rào rào mặc đồ tắm vòng hai tay lười biếng dựa vào cửa mắt đầy kinh bỉ ân chiều ca cô còn dám xuất hiện ở đây cô không sợ lý lăng việt nhìn thấy lại bắt cô về sao chiều kha nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta ôm con đi tới ân dao dao chuyện cô kêu tôi làm tôi đã làm hết rồi bây giờ tôi đã là người tàn tật rồi cũng là một người phụ nữ không hoàn chỉnh cô hẳn là hài lòng rồi tạm biệt nói xong cô vòng qua ân dao dao muốn rời đi tạm biệt khóe môi của ân dao dao nhếch lên âm trầm nhường đường cho cô nhưng chính vào lúc chiều kha ôm con lướt qua người cô ta ân dao dao đột nhiên đi về phía trước giành lấy đứa bé trong lòng chiều kha động tác bất ngờ không kịp phòng bị làm chiều kha vốn không kịp phản ứng trong tay trống rỗng không còn đứa bé tiểu cẩn! chiều kha kinh hoàng gọi một tiếng vươn tay muốn giành lại đứa bé ân dao dao ôm chặt bé xoay người linh hoạt chuyển tới sau lưng chiều kha cố ý giơ đứa bé lên đùa cợt nhướng nhướng mày không phải chỉ là một đứa con hoang sao? Cô căng thẳng như vậy làm cái gì? Vì chịu kinh sợ, Lăng Cần òa khóc. Tim của Triều Ca lập tức treo lơ lửng, không dám tiến về phía trước. Chỉ là hai tay làm động tác chuẩn bị để chụp lấy đứa bé bất cứ lúc nào. Chị, nể tình chúng ta là chị em, trả con cho em đi, nó vô tội. Nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, giống như đứa bé này là con của cô vậy. Ân rào rào dứt lời, xoay người đi tới cầu thang, tôi đưa đứa bé này tới trong núi cho sói ăn xem cô rốt cuộc đau lòng bao nhiêu đừng chiều kha kinh hoàng xông về phía trước giành lại đứa bé ân dao dao tăng nhanh bước chân xoay người đi xuống lầu thứ chiều kha để ý cô ta muốn hủy hết bất kể là vật hay là người đây không biết là con hoang từ đâu ra đê tiện như ân chiều kha làm cô ta nhìn liền tức giận chiều kha đuổi theo phía sau trong lòng ân dao dao đẩy bụng tức vội vàng xuống lầu không chú ý dưới chân lao đào xém chút thì ngã xuống cô ta kịp thời vươn tay nắm tay vịt chỉ là đứa bé trong tay trực tiếp văng ra ngoài bịch một tiếng đứa bé rơi trên bậc cầu thang lại theo quán tính lăn xuống ba bậc mới dừng lại đứa bé cất tiếng khóc tan nát cõi lòng liên hồi thở không ra hơi chiều kha vừa quay sang thì nhìn thấy hình ảnh con lăn phịch xuống lập tức dứng sở đầy ân dao dao mặt ngây ngốc ra phát điền chạy xuống ôm con lên. Ngoan, tiểu cần, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không sao. Nước mắt của chiều Kha tràn ra, rơi xuống khuôn mặt đầy nước mắt của đứa bé. Ôm con vừa dỗ vừa đi xuống lầu. Ân rào rào có chút ngây ngốc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không chút hối hận. Không phải, chỉ là đứa con hoang sao, cần phải gấp gáp sao. Ân rào rào hư lệnh một tiếng, xoay người vào phòng. Chiều Kha ôm con vừa ra khỏi cửa lớn nhà họ ân. Lý Lăng Việt vừa bước xuống khỏi xe. Lăng Việt, cứu con, cứu con của tôi, cứu, cứu con. Chiều ca ôm đứa bé, khóc đến sắp ngạt thở, chạy ù tới, vấp ngã ngồi bên cạnh Lý Lăng Việt. Người đàn ông sững sờ trong thoáng chốc, giây phút nhìn thấy Chiều ca vô cùng vui mừng. Nhưng đứa bé trong lòng cô khóc quá dữ dội, biểu cảm khẩn cầu trên mặt cô khiến anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trước khi cô rời đi vào hơn một năm trước tìm của Lý Lăng Việt run rẩy đỡ chiều Kha để cô lên xe giúp cô thắt dây an toàn tự mình nhanh chóng lái xe rời đi trên đường nhìn chiều Kha mặt đầy nước mắt gọi tên đứa bé qua kính chiếu hậu Lý Lăng Việt nhíu chặt mày không ngừng đạp chân ga đạp chân ga tiếng khóc của cô khiến anh vô cùng đau lòng cho dù đứa bé đó là con ai chỉ cần là con cô vậy thì cũng chính là con anh bệnh viện đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu, Triệu Kha đứng trước cửa phòng phẫu thuật, mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa lớn, nước mắt đã chảy cạn, chỉ còn lại sự lo lắng vô bờ. Tiểu Cẩn, Còn không thể có chuyện gì, không thể. Nếu con có chuyện, mẹ thật sự không biết nên tiếp tục sống thế nào nữa. Cảm giác tuyệt vọng và tan nát cõi lòng đã lâu không có lại ập tới, thân thể gầy yếu của Triệu Kha không thể khống chế bắt đầu run rẩy. Lý Lăng Việt đi tới từ phía sau, ôm bờ eo mảnh khảnh của cô, đặt cầm lên vai cô, nhắm mắt sâu thẳm, trầm giọng mờ miệng. Xin lỗi, xin lỗi. Cả người cứng nhắc, muốn dãy giụa thoát khỏi anh. Nhưng sức lực trên tay người đàn ông rất lớn, cô cằn bàn không thể đẩy ra. Cô nhắm mắt, dứt khoát để anh bá đạo ôm mình. Giọng nói của Lý Lăng Việt nghẹn ngào. Xin lỗi, xin lỗi vô số lần, anh ngừng lại một chút xin lỗi, anh yêu em. Nước mắt nhìn đã lâu của Triều Kha rốt cuộc rơi xuống, dọc theo gò má. Thân thể gầy gò của cô càng thêm run rẩy giơ tay che miệng, cố gắng để mình đừng khóc ra tiếng. Nhưng nước mắt muốn nhịn cũng không thể, dọc theo khe ngón tay của cô mà trào ra ngoài. Lý Lăng Việt cảm nhận được người phụ nữ nhỏ trong lòng run rẩy mặt thoáng chốc đỏ bừng. Xin lỗi, Triều Kha, tha thứ cho anh giọng anh đột nhiên trở nên khàn khàn nghe rất cô đơn thê lương triều kha chỉ cảm thấy tim mình đã không còn là của mình nữa đau đến không còn chi giác hai người cứ đứng trước cửa phòng phẫu thuật như vậy khóc không, không thể kiềm chế bác sĩ cuối cùng cũng bước ra triều kha vội đầy lý lăng việt tiến về phía trước nghẹn ngào hỏi bác sĩ thế nào rồi con trai của tôi không sao chứ bác sĩ tháo khẩu trang mặt nhẹ nhõm thở vào một hơi Nhà các người có người học y sao? Có phải đã làm cấp cứu cho đứa bé không? Rất tốt. Đứa bé được cấp cứu chính xác kịp thời. Bây giờ chỉ là não chấn động nhẹ và chút vết thương ngoài xa. Nhưng đứa bé chịu kinh sợ lớn. Nhất định phải an ủi đứa bé thật tốt. Nước mắt của Triều Kha lại rơi xuống, liên tục gật đầu. Dạ, nhất định sẽ làm vậy. Cảm ơn bác sĩ. Lý Lăng Việt tiến về phía trước, ôm vai của Triều Kha. Vừa nãy thấy em xoa bóp cho đứa bé lúc ở trên xe anh liền xác định em chính là chiều ga của anh chính là vợ của lý lăng việt anh mặt của người đàn ông tràn đầy kích động và hạnh phúc không thể che giấu chiều ga của anh người phụ nữ của anh luôn ở bên cạnh anh sau này cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh vĩnh viễn ân lăng cần ở bệnh viện một tuần mới xuất viện trong thời gian này lý lăng việt không rời chiều ga nửa bước còn giúp chiều ga chăm sóc đứa bé Nhìn anh có lòng nhưng tay chân vùng về bế đứa bé. Triều Kha thấp giọng hỏi, anh không chê nó là con của người khác sao? Ánh mắt của Lý Lăng Việt kiên định, là của em thì là của anh, mọi thứ em thích, anh cũng yêu như tính mạng. Triều Kha mấp máy môi, dụ mắt xuống. Lý Lăng Việt, anh trở nên đường mật như vậy từ bao giờ thế? Lý Lăng Việt ghé giật mình, sau đó dịu dàng cong môi lên. Trước kia không muốn nói, thiếu chút nữa mất đi em. Nếu như biết nói nhiều hơn một hai câu Có thể giảm đi nhiều đau khổ giữa hai chúng ta như vậy Anh sẽ sớm nói cho em biết Anh yêu em Chiều Kha thật sự không quen Nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt Xoay người sang chỗ khác Nước mắt chảy ra Đó là nước mắt hạnh phúc Sau khi nhà họ ân phá sản Một nhà ba người của ân giao giao không nhà để về Tạm thời thuê ở một căn phòng đơn trong khu nhà cũ, đơn sơ, rách nát, dơ giấy, bẩn thỉu Không có công ty hay tập đoàn nào chịu nhận bọn họ. Một nhà ba người ngày đêm ở nhà nhìn nhau. Ân rào rào sắp nổi điên, bây giờ ngay cả một bộ quần áo như vậy cũng không có. Muốn ra ngoài cũng không được. Chiều ca, Lý Lăng Việt, tao muốn giết chúng mày. Ân rào rào bực bội ném vỡ cái bát trên bàn, cầm dao gọt trái cây muốn lao ra ngoài. Ân học sĩ và tần nhã cũng không đuổi theo lại thấy ân dao dao sững sờ đứng ở cửa ra vào cửa ra vào mấy người cảnh sát mặc đồng phục uy phong nhìn ba người bọn họ mấy người là ân học sĩ tần nhã và ân dao dao sao còn dao gọt trái cây trong tay của ân dao dao trượt ra ngoài con mắt ngập tràn hoàng sợ mấy mấy người làm gì vậy ân học sĩ ông bị tình nghi lừa đảo xin đi theo chúng tôi một chuyến cảnh sát đưa lệnh bắt giữ ra ân học sĩ lập tức bị hai người cảnh sát khác khống chế được tôi mấy người đang oan cho tôi 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 là công dân tốt sao có thể lừa đảo mặc dù ân học sĩ miệng kêu oan nhưng sắc mặt đã sớm trắng bệch ra tần nhã muốn đi lên ngăn cản lại cảnh sát đã đưa tay ngăn bà ta lại lần nữa lấy một lệnh bắt giữ khác ra bà tần nhã cô ân giao giao hai người bị tình nghi trong một vụ tông xe giết người xin hãy theo chúng tôi đi một chuyến Đồng chí cảnh sát, mọi người nhìn nhầm rồi. Hai mẹ con tôi nhát gan như vậy, tay chói gà không chặt. Sao, sao có thể giết người được chứ? Tần nhã chống cự bị đưa đi. Ân rào rào, mặt vẫn không có chút máu. Cũng không dãy rụa, không giải thích. Khuôn mặt tuyệt vọng. Trong lúc giải rụa, từ cửa ra vào truyền đến một giọng nam trong trèo nhưng lạnh lùng. Mấy người đã không rõ. Vậy ở đây trước khi đi, tôi giải thích cho mấy người rõ trước. Ân rào rào khẽ giật mình. Bỗng dưng quay đầu nhìn lại, bóng dáng cao giáo của Lý Lăng Việt xuất hiện ở cửa ra vào. Người đàn ông híp mắt lại, liếc nhìn ba người nhà bọn họ. Trên khuôn mặt tuấn tú là hận thù không chút che giấu. Lăng Việt, ân rào rào đáng thương, dịu dàng gọi một tiếng, đang muốn bước lên, lại bị cảnh sát ngăn lại. Môi mỏng của Lý Lăng Việt hơi nhếch lên, còn người sắc bén nhìn vào mặt của ân học sĩ. Phẫu thuật thành ân học sĩ, nhiều năm như vậy, ông vất vả rồi. Ân học sĩ bỗng sững sờ, đôi môi khẽ run lên, "Cậu, cậu nói cái gì? Tôi, tôi nghe không hiểu." Không chỉ có ông ta, sắc mặt của Tần Nhã và Ân Dao Dao bên cạnh cũng đã trắng bệch. "Nghe không hiểu sao?" Lý Lăng Việt đưa tay lên, trợ lý bên người lập tức đưa một tập tài liệu vào trong tay anh. Lý Lăng Việt vất vất mấy tờ giấy kia trước mặt. "Ân học sĩ, đây là kết quả xét nghiệm DNA giữa một nhà ba người mấy người." Kết quả thể hiện rõ, ông và ân giao giao căn bản không có bất kỳ quan hệ máu mù nào. Nhưng ân giao giao lại là con gái của Tần Nhã, cho nên ông là đồ già, chẳng cần nghi ngờ gì nữa. Mà ân học sĩ thật sự đã sớm bị hai mẹ con này giết vào 10 năm trước. Cậu, cậu ngậm máu phun người. Tần Nhã vội vàng phủ nhận, cánh tay chỉ bảo anh không thể khống chế được run rẩy. Tôi, tôi, giao giao là con gái của tôi, nhưng mà tôi sinh sau lưng học sĩ Cho nên rào rào và học sĩ Không có quan hệ cha con Cậu hài lòng chưa Tần nhã âm thầm thở ra một hơi Vì sự cơ trí của mình Lý Lăng Việt lại khinh thường cong môi Từ trong ví lấy ra một hai thứ ra Một tấm hình Một túi tiền nhỏ màu tím bằng gấm Anh đặt tấm hình trước mặt ân học sĩ Ông biết người trong tấm ảnh này không Ân học sĩ nhìn khuôn mặt Người phụ nữ khá đẹp Trong tấm ảnh đó lắc đầu không biết mặc dù tần nhã và ân giao dao tò mò nhưng mà nhìn không thấy vẻ mặt lo lắng lý lang tiệt lấy lại ảnh chụp nhàn nhạt, nhạt nói cho nên ông cũng không phải là ân học sĩ bởi vì ân học sĩ không thể không biết người trong hình nói xong anh mở túi tiền nhỏ ra lấy một nắm tóc bên trong bày ra trước mặt mọi người tóc này mới thật sự là tóc của ân học sĩ đã đối chiếu với dna của ân giao giao là cha con ruột anh nói vậy tóc tùy tiện lấy ở chỗ nào ra lại đến đây bịa đặt. Ân rào rào nhịn không được, điên cuồng cười một trận. Cảnh sát cũng không hiểu thế nào. Tổng giám đốc Lý, ngài có thể nói rõ từ đầu đến đuôi những chuyện ngài biết và đã điều tra cho chúng tôi được không? Lý Lăng Việt khẽ gật đầu. Mười năm trước, ân học sĩ thật sự đã bị hai mẹ con nhà Tần Nhã và ân rào rào giết hại. Vì che giấu tai mắt của mọi người, bọn họ tìm một người giống với ân học sĩ, đưa ra nước ngoài vẫu thuật thẩm mỹ. Nửa năm sau, sau khi khôi phục lại dáng vẻ người quen cũng không phân biệt được mới trở về giả mạo ân học sĩ 10 năm trước ân thị có ghi chép có ghi lại nửa năm ân học sĩ ra nước ngoài khai thác thị trường kỳ thật đây cũng là làm giả trước đó cô ân giao giao đưa triều kha đến bên cạnh tôi chắc chắn tôi sẽ đối chiếu dna giữa triều kha và ân học sĩ cho nên rất tự tin để triều kha dùng thân phận của người khác dừng một chút lý lăng việt nhìn ân giao giao mặt mũi trắng bệch cảm ơn cô đã đưa triều kha đến bên cạnh tôi ngay từ đầu tôi thật sự kinh những chứng cứ kia nhưng mà cô vĩnh viễn không biết được ánh mắt của một người sẽ không thay đổi cảm giác yêu một người cũng sẽ không thay đổi nếu như không phải tôi có thể xác định kha kha kỳ thật chính là triều kha cũng sẽ không cho người điều tra xem ân học sĩ này có phải là ân học sĩ hay không ân giao giao cô không ngờ được có phải không cô tự cho là thông minh là hủy đi một nhà ba người mấy người. Nghe vậy, Tần Nhã trực tiếp co quắp ngồi xuống đất. Ẩn học sĩ thì quỳ sụp xuống đất cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc Lý, ngài bỏ qua cho tôi đi. Tôi chỉ là bị hai mẹ con bọn họ lợi dụng. Tôi, tôi cũng không làm gì cả. Tôi cũng không biết gì cả. Ân rào rào đã sớm tỉnh táo lại từ trong hoàng hốt, cười gượng một tiếng. Lý Lăng Việt, vậy anh nói cho tôi biết. Vì sao anh cứ thích cái đứa con gái riêng Ân Triều Kha kia chứ? Ánh mắt của Lý Lăng Việt dịu dàng cao môi lên, lúc ngước mắt nhìn về phía cô, cầm hận lại tràn ngập trong mắt, bởi vì tôi tuyệt đối không thích cô. Vì sao? Vì sao chứ? Ân rào rào điên lên hỏi. Lý Lăng Việt lần nữa đưa ảnh chụp và túi tiền nhỏ trong tay lên, liếc nhìn nhã. Đây là ảnh chụp của mẹ tôi. Người đàn ông bái yêu nhất đời này không phải là ba tôi, mà là ân học sĩ bị mấy người hại chết mẹ tôi bởi vì yêu mà không có được sầu não không vui tuổi còn trẻ đã rời khỏi nhân gian cho nên tôi cực kỳ hận ân học sĩ ân học sĩ lúc tuổi còn trẻ đã bắt đầu dụng tóc mẹ của tôi góp nhặt được rất nhiều tóc dụng của ông ta tất cả đều cho vào trong cái túi này mơ hồ sau nhiều năm đến hôm nay lại cung cấp một vật mẫu rất quan trọng mà cô là con gái của ân học sĩ lại chủ động đến tìm tôi cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua được chứ chỉ là lúc bắt đầu báo thù tôi cũng không ngờ được tôi lại gặp được triều kha triều kha cũng là con gái của ba vì sao anh không tìm cô ta trả thù chứ ân rào rào không cam lòng hỏi yêu một người không có lý do cho dù giữa hai người thật sự có thâm cừu đại hận cũng có thể bị tình yêu hóa giải lý lăng việt trầm giọng nói một câu lại thương hại nhìn ân dao dao cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được lý lăng việt vừa dứt lời điện thoại di động trong túi vang lên cuối cùng anh hít mắt liếc qua một nhà ba người ngã ngồi trên đất xoay người ra ngoài nhận điện thoại triều kha lăng việt không thấy tiểu cần đâu nữa rồi không thấy tiểu cần đâu cả anh anh mau về đi trong điện thoại giọng của triều kha có chút nức nở mảnh kiếm của lý lăng việt như một cái bước nhanh hơn em đừng cuống anh lập tức đến bệnh viện sau lưng người đàn ông vội vàng rời đi là tiếng khóc xé ruột xé gan của ân giao giao lý lăng việt tôi hận anh tôi hận anh tôi nguyền rủa anh và ân triều kha cả đời không được chết yên ổn trong bệnh viện triều kha đã sớm mất hết hồn phách nhìn thấy lý lăng việt chạy đến mệt mỏi chạy đến ôm cánh tay anh giọng nói khàn khàn đi vì khóc lăng việt tiểu cần vẫn luôn ở trong phòng bệnh em chỉ đi ra ngoài vứt đồ cũng chỉ có mấy giây quay lại đã không thấy thằng bé rồi Làng Việt, thật xin lỗi, là em quá ngốc, không trông được con. Nhìn cô khóc, lại đau lòng tự trách như vậy. Lý Làng Việt cũng vô cùng đau lòng, vội đỡ cô dậy. Chiều ca, đừng cuống, còn bị lạc trong bệnh viện. Ở đây đều có giám sát, chúng ta nhất định có thể tìm được. Nói xong, anh lập tức đưa cô đến phòng quan sát trung tâm của bệnh viện này. Xem rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bế tiểu cần là tử vệ. Sao lại là anh ta chứ? Lý Lăng Việt bỗng nhiên cắn chặt răng. Đồng tử vệ. Hai tay của Triều Kha run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho đồng tử vệ. Khiến cô bất ngờ là bên kia nghe điện thoại rất nhanh. Tử vệ, xin anh trả con lại cho em. Triều Kha, anh sẽ không làm Tiểu cần bị thương. Anh biết em thương thằng bé. Sao anh có thể làm em khổ sở được? Nhưng mà anh không cam lòng em trở lại bên cạnh Lý Lăng Việt lần nữa. Anh chỉ muốn gặp em một chút em đến tìm anh có được không tạp âm trong điện thoại rất lớn giọng của đông từ vệ cũng rất lớn chiều kha không chút do dự liên tục gật đầu chỉ cần anh không làm tiêu cần bị thương anh muốn em làm gì cũng được anh nói cho em biết bây giờ anh đang ở đâu đi em sẽ lập tức đến anh ở bên chỗ bắc hải vạch núi lần trước anh đã đưa em đến chiều kha nhớ kỹ không được báo cảnh sát không được dẫn theo bất kỳ ai trừ lý lang việt nếu không, anh sẽ ôm Tiểu Cần nhảy xuống chỗ này. Đồng tử vệ nói xong, lập tức cúp điện thoại. Triều Kha bối rối, nắm lấy tay của Lý Lăng Việt. Lăng Việt, xin anh, mang em đến bờ biển. Tiểu Cần ở bên đó. Được, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đưa Tiểu Cần an toàn trở về. Lý Lăng Việt chắc là cũng nghe được uy hiếp của đông tử vệ. Không nói gì thêm, ôm Triều Kha lên xe. Gió biển thổi vù vù bên vách núi, đồng tử vệ mặc một bộ quần áo gió màu đen ngồi trên tảng đá gần nhất cúi đầu nhìn tên nhóc đang cười với anh ta trong ngực khóe miệng nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi ân lăng cần lý lăng việt ha, ân triều kha à ân triều kha cho đến bây giờ căn bản em chưa từng quên lý lăng việt có đúng không em xem anh như là một lốp xe dự phòng ngốc nghếch có phải không ha, đồng tử vệ tôi không cam lòng không cam lòng bàn tay lớn đặt trên mặt của đứa bé kia tiếng cười khanh khách của đứa bé đột nhiên ngừng bặt lại bắt đầu khó chịu vặn vẹo cơ thể đồng tử vệ bỗng nhiên thất kinh thu tay lại đứa bé này là chiều kha mạo hiểm tính mạng để sinh ra sau khi cô sinh đứa bé này thì cơ thể yếu đi không có sữa mẹ đứa bé này lại không uống bình cho nên hai người bọn họ từng muỗng đút sữa cho thằng bé trong tiềm thức của đứa bé đã xem anh như ba nó cho nên mới có thể ngây thơ cười với anh như vậy trong lòng anh ta có hận hơn nữa cũng thật sự không xuống tay nổi từ vệ giọng của triều kha truyền đến từ đằng xa đông tử vệ đột nhiên quay đầu nhìn lại lý lăng việt ôm lấy triều kha cầy yếu đi từ xa đến sau bọn họ quả nhiên không có người khác đứng ở đó không được đến đây đồng tử vệ ra lệnh triều kha vội vàng đứng lại Khoảng cách giữa cô và con cũng chỉ có khoảng 5-6 thước. Cô rốt ruột nhìn đứa bé trong ngực của đông tử vệ mắt đỏ lên. Tử vệ, tiểu cần đói bụng, giao cho em, em cho nó ăn sữa. Đông tử vệ, bây giờ cậu là nghi phạm lừa bán trẻ con, quay đầu là bờ. Còn người sắc bén của Lý Lăng Việt nhìn anh ta, giọng nói đầy xem thường. Dùng đứa bé để uy hiếp là đàn ông đều khinh thường. Anh cầm miệng, tôi không muốn nói chuyện với anh. Đồng tử vệ cắt ngang anh nhìn Triều Kha. Triều Kha, chỉ cần em rời khỏi Lý Lăng Việt đi theo anh, anh sẽ trả con lại cho em. Nếu không, anh sẽ cùng với Tiểu Cần nhảy từ chỗ này xuống. Không được! Triều Kha quát to một tiếng, nước mắt lăn xuống. Tử vệ, anh cũng yêu Tiểu Cần mà. Hai chúng ta vì nuôi lớn Tiểu Cần mà tốn nhiều tâm huyết như vậy. Anh sẽ không làm thằng bé bị thương đâu, có đúng không? Lý Lăng Việt kéo Triều Kha lại, bàn tay để trên vai cô nắm lại thành nắm đấm gió biển thổi tung đầu tóc của ba người áo quần trên người cũng dì dào nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự rằng co cứng nhắc giữa mọi người đồng tử vệ chợt cười nói đúng thế chiều ca tiểu cần là anh và em cùng nhau nuôi lớn thằng bé chỉ nhận anh là ba thằng bé sao có thể nhận người cha không xứng chức như lý lăng việt chứ làm em mang thai cực khổ như vậy cửu tử nhất sinh sinh ra anh nói cái gì? Lý Lăng Việt chấn động, lạnh lùng cắt đứt lời của anh ta. Giọng của người đàn ông này, bởi vì khiếp sợ, bởi vì không thể tin được, run rẩy vô cùng. Chiều Kha mệt mỏi trượt xuống, cơ thể yếu ớt, uể oải trên đất, rũ mắt xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Lý Lăng Việt không đỡ cô, mà từng bước bước đến gần đông tử vệ bên vách núi. Ánh mắt sắc bén, hận không thể bắn thùng anh ta. Họ đông, anh vừa mới nói cái gì cơ? lặp lại lần nữa. Rõ ràng Đông Tử vệ hơi hơi sừng sốt, nhưng mà rất nhanh, anh ta đã hiểu ra, chiều kha rõ ràng không nói cho Lý Lăng Việt, Ân Lăng Cẩn là con của Lý Lăng Việt, nghĩ đến đây, trong con mắt vắng lặng của Đông Tử vệ xét qua một chút an ủi. Lý Lăng Việt, anh cảm thấy thế nào? Con của mình ở bên người lâu như vậy mà không biết có phải là rất đau khổ, rất hối hận hối hận không thể tự giết chết chính mình không anh cầm mồm lý lăng việt ngưng lại hai con người sâu thẳm đỏ ngầu chỉ chiều kha ở sau lưng mỗi câu mỗi chữ cắn răng nói đồng tử vệ anh cũng là bác sĩ anh biết chiều kha có bệnh di chuyển không thể sinh con sinh con sẽ nguy hiểm đến tính mạng thế mà anh vẫn để cho cô ấy sinh tay của lý lăng việt đang run rẩy mồi cũng run rẩy giọng nói cũng run rẩy bây giờ anh hận không thể đi qua giết người đàn ông ngu ngốc này nhưng mà nhưng mà anh ta ôm trong ngực lại là con của anh và triều kha đứa bé có đôi mắt trong veo sạch sẽ này thế mà lại là con của anh lý lăng việt anh có tài năng gì thế mà lại có tư cách làm ba chứ vẻ mặt của đông tử vệ mơ màng triều kha có bệnh gì chứ nhưng mà nhưng tôi căn bản là không biết đó là bởi vì anh ngu ngốc anh như vậy còn dám mở miệng nói yêu Triều Kha. Anh dựa vào cái gì mà yêu cô ấy? Lý Lăng Việt giống lên cuống họng như bị xé rách ra. Vốn cho rằng giữa hai người không có con cũng không sao. Chỉ cần cô ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình là đủ. Nhưng vì sao? Vì sao cô ấy lại sinh con ra chứ? Đồng tử vệ dừng rốt một lúc lâu. Trong mắt lại liếc qua đứa bé trong ngực. Đột nhiên ngừng mặt cười to một tiếng. Mệnh của Triều Kha đã không còn nhiều rồi. Tôi càng không thể để Lý Lăng Việt anh sống tốt được. Nghe đây, nếu như anh thật sự yêu Triều Kha, anh có bản lĩnh thì cứ đến cứu con của cô ấy về. Nói xong, khóe miệng nâng lên một độ cong bi thương, xoay người, thả người nhảy xuống. Bóng hình màu đen và đứa bé cùng nhau biến mất. Tiểu cần! Triều Kha hét lớn một tiếng, không đứng lên nổi té xỉu. Lý Lăng Việt không chút do dự chạy đến, nhảy xuống theo, tiếng hai người lần lượt rơi xuống nước, bị gió biển nuốt trọn. Lúc chiều ca tỉnh dậy, bên cạnh giường bệnh có rất nhiều bác sĩ. Đến lúc nhìn rõ tình hình trước mắt, vọt ngồi dậy. Lăng Việt đâu? Tiểu Cần đâu? Còn của tôi và Lăng Việt đâu? Bác sĩ vội vàng đè vai cô lại, dịu dàng an ủi. Cô Lý, cô không cần lo lắng. Ngày Lý và đứa bé đều không sao. Chỉ là có chút cảm mạo và vết thương ngoài da. Thật sao? Tôi có thể đi thăm bọn họ một chút không? Chiều Kha ngoài vui vẻ, còn có chút lo lắng, sợ là bác sĩ lừa gạt cô. Bác sĩ gật nhẹ đầu để y tá bế đứa bé đến. Chiều Kha ôm lấy tã lót của Tiểu Cần, nhìn đứa bé ngủ say sưa trong ngực. Nước mắt kích động, nhìn không được mà ào ào chảy xuống. Là con của cô, là Tiểu Cần của cô, còn của cô và Lăng Việt. Hồn mấy cái lên chán của con trai, Chiều Kha vội vàng lau nước mắt. Lăng Việt đâu? bác sĩ nhận đứa bé lại cho y tá rồi mới nói với triều kha sau khi ngài lý nhảy xuống biển không có bị thương đến nơi khác nhưng mà thận phải của anh ấy đã bị tảng đá đâm phải mất đi một quả thận bây giờ vẫn đang nằm không thể đứng dậy đang ở phòng bệnh cách vách triều kha đưa tay nhổ ống truyền dịch trên tay ra chân trần đẩy bác sĩ chạy ra ngoài phòng bệnh bên cạnh là phòng vô khuẩn cô chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn anh lúc nhìn thấy người đàn ông trên giường bệnh thật sự là anh thì nước mắt của triều kha lại vui sướng mà kích động rơi xuống lăng việt em cho rằng không thể gặp lại anh và con trai nữa rồi có một câu em vẫn cho rằng không có cơ hội để nói cho anh nữa anh biết không trước khi rời khỏi anh em biết bệnh di truyền này của mình em chỉ không biết là anh cũng biết em cũng biết chỉ sợ cả đời này em cũng không có được anh cho nên em chỉ đơn thuần nghĩ muốn sinh một đứa bé cho anh mà thôi. Dựa yêu anh và tính mạng của em, em chọn may mắn. Em hy vọng sau khi sinh con của anh ra sẽ không chết đi, cũng hy vọng có thể lại có cơ hội yêu anh. Trợ lý nói với Triều Kha, sau khi đồng tử vệ nhảy xuống biển, chủ động đưa đứa bé cho Lăng Việt. Anh ta một lòng muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn bị Lăng Việt cứu lên, chỉ là não của anh ta đã bị vào nước quá nhiều giữ được mạng chỉ số thông minh và trí nhớ lại quay lại năm ba tuổi chiều kha thở dài một hơi chấp niệm quá sâu sẽ chịu nhiều đau khổ bác sĩ tiến lên cung kính xin ý kiến của cô cô lý phẫu thuật cho ngài lý đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cô thật sự nguyện ý quyên một quả thận cho ngài lý sao chiều kha đứng dậy mỉm cười rồi gật đầu một cách chắc chắn tôi đồng ý Giác mạc này thích hợp với mắt anh ấy hơn là với mắt tôi Tôi tin rằng sau khi ghép thận cho anh ấy xong, quả thận ấy của tôi sẽ có sức sống mãnh liệt hơn. Lúc Triều Kha được gây mê, cũng chính là lúc Lý Lăng Việt được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi gây mê, Triều Kha giơ tay nắm chặt lấy đôi tay to lớn của người đàn ông ấy, ngắm nhìn dung nhan tuấn tú của anh, khóe môi của Triều Kha khét nở một nụ cười hạnh phúc. Lăng Việt, em cũng yêu anh. Lúc Triều Kha tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở phòng bệnh. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng lại chỉ thấy được một mảng tối đen hai mắt cô dường như đã được băng kín lại mặc dù thường ngày mắt trái không nhìn thấy gì nhưng trước giờ cô không hề che lại cảm giác này giờ đây có chút lạ lẫm chiều ca giơ tay lên mò mẫm xung quanh theo bản năng quả nhiên phát hiện có một miếng băng gạc đang che mắt mình trong lúc đang kinh ngạc đôi tay bé nhỏ của cô bị đôi tay to lớn khác nắm lấy giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên ngay bên cạnh cô đừng sợ phẫu thuật ghép thận hơi phức tạp trước đó em cũng đã làm phẫu thuật ghép rác mạc bác sĩ sợ sẽ nhiễm trùng nên đã băng mắt lại cho em một tuần sau mới có thể tháo ra Chiều kha cười nói bác sĩ này thật không chuyên nghiệp em cũng là bác sĩ mà sao trước giờ em chưa từng nghe thấy điều này cơ chứ nói xong cô liền muốn tháo băng bịt mắt xuống hai tay lại bị người đàn ông giữ chặt lấy lần nữa ngữ khí của anh vô cùng kiên quyết không được bướng bỉnh như thế em là bác sĩ khoa sàn chứ không phải là bác sĩ khoa mắt hay khoa nội nghe lời bác sĩ không sai đâu chiều kha cũng đành coi như không có gì được rồi vậy em đành phải sống một cuộc sống tối tăm trong vòng một tuần rồi không sao anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em lý lăng việt nhẹ nhàng nói chiều kha bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền tò mò hỏi nhưng mà vết mổ để ghép thận hình như không đau mấy đổ ngốc mổ nội soi tất nhiên sẽ không đau rồi em xem anh cũng không sao hết tuy cách giường bệnh nhưng vẫn nắm được tay em lúc này lý lăng việt rõ ràng đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhưng lại nói dối là đang nằm trên giường hai chúng ta nằm chung một phòng bệnh sao chiều kha hào hứng hỏi tất nhiên chiều kha cong môi nở nụ cười mãn nguyện lý lăng việt nhìn nụ cười hiện lên trên mặt cô gái nhỏ bé kia khoe môi cũng khẽ cong lên để lộ nụ cười hạnh phúc thực ra thận của anh không hề bị sao hết lúc đó lý lăng việt nhảy xuống biển đồng tử vệ cùng với đứa bé đã chìm sâu trong nước anh ta đã dùng hết sức bế đứa nhỏ lên cao rồi đưa cho anh lý lăng việt tôi thua rồi nếu không thể giành lấy tình cảm của triều kha tôi cũng không muốn sống nữa chúc hai người hạnh phúc đồng tử vệ cười nhạo bản thân nói xong liền bơi ra phía biển một tay lý lăng việt kéo đứa nhỏ một tay túm chặt lấy đồng tử vệ đang muốn tự kết liễu cuộc đời hai người rằng co dưới nước khá lâu, đồng tử vệ bị sặc nước quá nhiều, cuối cùng lâm vào trạng thái hôn mê. Sau đó được Lý Lăng Việt kéo vào bờ, tính mạng của đồng tử vệ được bảo toàn, nhưng lại mất đi trí nhớ. trí não anh ta bây giờ không khác gì đứa trẻ ba tuổi cả. Một tuần sau, hôm nay là ngày chiều kha tháo băng bịt mắt, cô đã mong chờ ngày này từ lâu, không ngừng thúc giục bác sĩ nhanh tay, nhanh tay thêm chút nữa. từng lớp từng lớp băng gạc được tháo xuống mắt của triều kha cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ánh sáng cô từ từ mở mắt ra khẽ chớp mắt sau khi thích nghi được với ánh sáng trước mắt liền lập tức mở to hai mắt lên wow thật tuyệt vời khi một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng gương mặt anh tuấn của lý lăng việt hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng cùng cưng chiều cảm giác thế nào triều kha vốn định gật đầu nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng sau đó vội giơ tay lên quờ quờ trước mắt trái hai mắt chừng lớn một cách bất ngờ mắt trái của cô hồi phục rồi hiện giờ cô có thể nhìn bằng cả hai mắt chiều ca ngây người một lúc sau đó đột nhiên đào mắt giơ tay ôm lấy khuôn mặt của lý lang việt chăm chú nhìn vào mắt anh nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi nước mắt cô tuôn rơi người đàn ông khẽ cao mày giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô thờ dài vừa mới nhận rác mạc nếu như cứ khóc như vậy thì sẽ không có tác dụng gì đâu chiều kha vốn chỉ im lặng rơi lệ nhưng khi nghe được những gì anh nói cô liền gục lên vai anh nức nở độ ngốc sao lại trả rác mạc lại cho em em không cần em không cần lý lăng việt mỉm cười một cách cưng chiều mắt trái không có chút tiêu cự nào cũng híp lại anh chỉ muốn biết bản thân mình có được như em không chỉ là một mắt không nhìn thấy thôi mà Người khác không biết được đâu. Chiều Kha càng khóc dữ dội hơn. Độ ngốc, độ đần độn. Em không muốn, anh không nhìn thấy. Em muốn trả rác mạc lại cho anh. Bà Lý, bác sĩ không nỡ chen ngang. Do mắt trái của ông Lý đã trải qua quá nhiều lần phẫu thuật trong một thời gian ngắn nên đã bị nhiễm trùng. Hiện giờ đã không thể nhìn thấy được nữa. Cho dù có thay rác mạc cũng không có tác dụng gì. Nước mắt của Chiều Kha chất chứa đầy trong hốc mắt. Cô lặng người đi một lúc lâu. Sau đó không kìm nén được mà oa khóc nước nở không thôi. Anh muốn em nhìn thấy ánh sáng, anh có thể lấy giác mạc của người khác để ghép cho em mà, sao cứ nhất thiết phải lấy của anh cơ chứ?" Lý Lăng Việt nhíu mày, lau nước mắt cho cô. "Giác mạc của người khác làm sao xứng với đôi mắt đẹp nhất thế gian này của em được chứ? Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị đôi mắt này hút hồn, anh không muốn đôi mắt long lanh sáng ngời nhất trên đời này phải có gì tiếc nuối." Những lời này khiến Triều Kha khóc đến đứt hơi. Cô trước giờ chưa từng biết rằng Lăng Việt ngốc nghếch này lại yêu thương cô nhiều đến thế. Ba tháng sau, vườn Bích Nhân, Triều Kha đưa một tập tài liệu dày cộp cho Lý Lăng Việt, rồi nở một nụ cười vừa bí ẩn lại tinh nghịch. "Anh xem này." Lý Lăng Việt nhướng mày tò mò hỏi, "Có chuyện gì khiến bà xã anh vui đến thế?" "Anh xem đi rồi khác biết." Lăng Việt lật vài trang giấy, gương mặt vốn dĩ bình tĩnh, dần dần trở nên bừng rỡ phấn khích, ngẩng đầu hỏi cô, bệnh tình của em ổn cả rồi sao? Đây là báo cáo kết quả y tế mà Triều Kha nghiên cứu trong nhiều năm qua. Nội dung nghiên cứu chính là về căn bệnh di truyền của mẹ cô. Kết quả cho thấy loại bệnh này có thể điều trị được bằng thuốc đông y. Thấy anh phấn khích như vậy, vành mắt của Triều Kha đỏ ửng lên, cô gật đầu. Thật ra em đã biết bệnh tình của bà ngoại với mẹ từ lâu rồi. Đây cũng chính là mục đích ban đầu khiến em học y. Dự án này được lập ra từ lâu. Nhiều năm qua em vẫn luôn luôn uống thuốc, lấy bản thân mình ra để thí nghiệm. Việc mang thai rồi sinh con cũng là một bán bài mà em đặt cược bằng may mắn và hạnh phúc của chính mình. Không ngờ cuối cùng thì cũng thành công. Lăng Việt, em cảm giác ông trời đối xử với em quá tốt không chỉ đưa anh đến bên cạnh em, lại còn cho em cơ hội chữa khỏi bệnh cho chính mình. Khóe mắt của Lăng Việt cũng ươn ướt, ướt, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm ơn em, Triều Kha, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được tiếp tục yêu em. Triều Kha kẽ cao mày, nói một cách đầy tiếc nuối. Dù em có thể tiếp tục sinh con, nhưng anh lại không thể. Chúng ta sẽ chỉ có một mình tiểu cần thôi, thế thì hơi ít đổ ngốc, tiểu cần là món quà quý giá xa xỉ nhất mà ông trời ban tặng cho Lý Lăng Việt anh, một đứa con với anh mà nói đã là quá đủ rồi, anh không dám đòi hỏi thêm nhiều đứa nữa. Lăng Việt ôm chặt Chiều Kha vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sau khi trở về bên nhau, không ngày nào anh không lo lắng về chuyện bệnh tình của Chiều Kha bỗng dừng tái phát. Sau này, anh không cần phải yêu cô trong nơm nớp lo sợ nữa. Ngay khi hai người tình cảm chào dâng trao nhau nụ hôn đám đuối, thì điện thoại của Lăng Việt reo lên. Chiều Kha dễ dàng nhận ra được đây là tiếng chuông anh cài đặt riêng cho người nhà. Lúc này anh cảm thấy bực bội vô cùng, không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Nhưng Chiều Kha lại đẩy anh ra. Được rồi, có lẽ là ba anh gọi đến. Nhỡ đầu có chuyện gì quan trọng thì sao? Lý Lăng Việt vẫn nhiệt huyết chào dâng, giơ tay cọ cọ lên mũi cô. Đợi chút, rồi chúng ta tiếp tục. Nói xong liền nhận cuộc điện thoại của Lý Mộ Lâm trả anh. Ba, Lăng Việt à, con xem Tiểu Cần đã lớn như vậy rồi, còn với Triều Ca có thể tính đến chuyện sinh đứa thứ hai được rồi đấy. Giọng điệu của Lý Mộ Lâm có phần do dự, ngừng một lát liền nói tiếp. Đã biết con không muốn để Triều Ca trải qua đau đớn khi sinh con thêm lần nữa, cho nên mới đi triệt sản. Lý Mộ Lâm chưa nói hết thì đã bị con trai cắt ngang. Nếu bà đã biết rồi thì còn đưa ra yêu cầu này làm cái gì? còn làm sao mà hoàn thành được? Lý Mộ Lâm ở đầu dây bên kia cười một cách danh mãnh. Ta biết ngay con chính là kẻ thích làm loạn. Để đề phòng con không kết hôn cũng không sinh cháu cho ta. Nên năm đó ta đã lén lút giữ lại một ít tinh trùng của con. Tài sản của ta nhiều như vậy. Nếu chỉ có mỗi tiểu cần thừa kế thì sau này thằng bé chắc chắn sẽ rất áp lực. Còn tốt nhất vẫn nên sinh cho ta vài đứa cháu nữa đi. Chiều Kha chỉ cần cống hiến cái kia nữa là được rồi sau đó ta sẽ đi tìm người mang thai hộ được không mà lăng việt cùng chiều kha ở đầu dây bên này nghe được lời của ông liền bàng hoàng mất mấy chục giây cuối cùng hai người cùng lúc cười phá lên ông trời đối xử với bọn họ thật là quá tốt các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện mang tên Chỉ cần em qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.